chương 1841 vô cấu tiên đế đạt được thứ gì ở bên trong. Đằng Tề Văn cũng tò mò hỏi. Diệp Đồ gãi gãi đầu, hơi hoang mang, nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà nghe lão tổ trong tông môn nói, hoặc rất có thể là vô cấu tuyền. Nói đến đây Diệp Đồ nhìn qua lý thất dạ, hắn cũng muốn theo từ trong miệng lý thất dạ đạt được đáp án. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ chỉ cười lên, cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn qua Xuyên Hải Toa. Xuyên Hải Toa có bốn môn hộ, thấy lý thất dạ không nói đằng tề văn cũng nhìn qua xuyên hải toa hỏi hiện tại bốn môn hộ chỉ hình thành một đạo môn ba môn hộ khác có thể hình thành đạo môn hay không đạo môn có mở ra hay không đã không trọng yếu lý thất dạ lắc đầu nói ra mỗi một môn hộ tương đương với một thế giới biết rõ điểm này là đủ ba cánh cửa khác có mở ra hay không trong lòng đằng tề văn chấn động thì thảo nói theo ghi chép của tông môn chúng ta hình như chỉ đi thông tới tàn phá mỹ cảnh chuyện trong thiên địa có quá nhiều chuyện người không biết. Lý Thất Dạ nhìn qua Xuyên Hải Toa nói ra. Ba cánh cửa khác có mở ra sao? Diệp Đồ cũng tò mò qua Xuyên Hải Toa nói ra. Nó đi thông tới nơi nào? Diệp Đồ và Đằng Tề Văn hỏi. Chưa từng mở ra. Lý Thất Dạ nhìn qua Xuyên Hải Toa chậm rãi nói ra. Về phần đi thông nơi nào, chỉ sợ ai cũng nói không rõ ràng. Chỉ có ngày nó mở ra thì thế nhân mới biết. Hoặc là ngày đó vĩnh viễn không tới. Lý Thất Dạ hiểu rõ. Xuyên Hải toa muốn mở ba cánh cửa khác, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế chỉ cần thời cơ chính thức thành thục, ba cánh cửa kia mới mở ra, nếu quả thật đến ngày đó, như vậy tất cả đã khác biệt. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, sau khi cầm được thứ cần tìm, ta còn muốn đi gặp tổ kình của ngươi đấy." Lý Thất Dạ nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, không chỉ Diệp Đồ, ngay cả Đằng Tề Văn cũng động tâm. Bởi vì tổ kình của Vô Cấu Tam Tông rất thần bí có quá nhiều truyền thuyết về nó nhưng mà rất ít người nhìn thấy tổ kình ít nhất bọn họ chưa có tư cách gặp được tổ kình lý thất dạ bước vào đạo môn diệp đồ cùng đằng tề văn cũng đi theo vào đạo môn xuyên qua đạo môn một thế giới hiện ra trước mặt bọn họ đây là một thế giới bị phá thành mảnh nhỏ một thế giới không biết xảy ra chuyện gì ở chỗ này từ ngọn núi không phải văng tung tóe thì bị chặt đứt ở chỗ này mặt đất vỡ ra lưu lại vết thương nhìn thấy mà giật mình ở chỗ này biển cả bị đốt nấu hóa thành sa mạc ở trên bầu trời vốn có rất nhiều ngọn núi bị pháp tắc đánh nổ tung, rất nhiều ngọn núi to như ngôi sao rơi xuống. Nhìn qua rất nhiều nơi đều là cảnh này, có thể tưởng tượng nơi này từng sinh ra biến dị kinh người, có khả năng là thiên tai, cũng có khả năng là một đại chiến kinh thiên. Bước vào tàn phá mỹ cảnh, đằng tề văn cùng diệp đồ có cảm giác khác nhau, về phần là cảm giác thế nào thì bọn họ nói không rõ ràng, tóm lại đứng trên mặt đất bị tàn phá, bọn họ có cảm giác như có cái gì động vào bọn họ, có một loại cảm xúc khó nói thành lời loại cảm xúc này là buồn hay vui bọn họ cũng không phải rõ ràng một loại cảm giác kỳ diệu không thể gọi tên có lẽ là bi thương đặc biệt là diệp đồ loại thương cảm này không thể xua tan được bản năng nó chạm tới bản năng của các ngươi thời điểm đằng tề văn cùng diệp đồ đều nói không rõ ràng đây là cảm giác gì lý thất dạ đã nói sau đó hắn nhìn diệp đồ nói ra ngươi là mỹ linh cho nên bản năng này với ngươi càng mãnh liệt nơi này thật sự có quan hệ tới mỹ linh sao diệp đồ nhịn không được hỏi Tuy hắn lần đầu tiên đi vào Tàn Phá Mị Cảnh, nhưng mà Diệp Đồ trước kia từng nghe qua trưởng bối bàn về Tàn Phá Mị Cảnh, Mị Linh bọn họ có tiên hiền từng suy đoán Tàn Phá Mị Cảnh có quan hệ sâu xa, với Mị Linh bọn họ chính là vì như thế, từ xưa tới nay đều có cường giả Mị Linh tiến tới đây khảo sát Tàn Phá Mị Cảnh, kể cả vô cấu Tam Tông bọn họ cũng thế, nhưng mà tất cả mọi người không công mà lui. Đối với vấn đề của Diệp Đồ, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cũng không có đi trả lời. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn xa xa, nói ra, "Chúng ta đi thôi, chúng ta cần đi một nơi." Nói xong cất bước đi về phía trước. Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn nhìn nhau, vội vàng đuổi theo Lý Thất Dạ. Đám người Lý Thất Dạ đi vào có thể nói là rất chậm, thời điểm bọn họ đi vào Tàn Phá Mị Cảnh, khắp nơi đều có người ngũ hồ tứ hải đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà trong đa số những tu sĩ vào đây, đều khát vọng có thể tìm được bảo vật hoặc là kỳ ngộ gì đó trong Tàn Phá Mị Cảnh chính là vì như thế, đến mức có thể thấy kẻ đào ba thước đất, hoặc là dùng thần niệm càn quét đại địa núi sông, cùng có người bò lên sườn đồi, cũng có người tìm sâu dưới đất, xem có thể đạt được kỳ ngộ gì hay không. Bởi vì có truyền thuyết cổ thuần tiên đế, cho nên tất cả tới tàn phá mỹ cảnh ôm tâm tư tầm bảo rất lớn, tất cả mọi người mong muốn mình cũng trở thành cổ thuần tiên đế thứ hai. Có một ít tu sĩ đào một ngọn núi, cày mặt đất một lần, vẫn là không thu hoạch được gì, chớ nói chi là kỳ ngộ, có tu sĩ phàn nàn tàn phá mỹ cảnh thật sự là nơi vứt đi chẳng có cái gì cả kỳ ngộ làm gì dễ dàng đạt được nếu có thể dễ dàng đạt được như vậy vậy không gọi là kỳ ngộ đồng bạn của hắn cười an ủi người biết tuyên cổ tới nay người như cổ thuần tiên đế có mấy người không chỉ có một cửu giới đệ nhất đế đệ nhất tiên đế nếu như kỳ ngộ dễ dàng đạt được như thế còn nói gì cửu giới đệ nhất đế nghe được đồng bạn nói thế tên tu sĩ này lập tức lên tinh thần tiếp tục tìm kiếm kỳ ngộ và bảo vật ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chính là vì truyền thuyết cổ thuần tiên đế, làm cho rất nhiều tu sĩ tìm kiếm một lần lại một lần, không muốn buông tha. Trong suy nghĩ rất nhiều người, cổ thuần tiên đế là tồn tại thế nào, cửu giới đệ nhất tiên đế. Kiêu ngạo của Mỹ Linh. Trong suy nghĩ rất nhiều người cho rằng, cổ thuần tiên đế có thể trở thành cửu giới đệ nhất tiên đế, rất có thể có quan hệ to lớn tới kỳ ngộ trong tàn phá mỹ cảnh tàn phá mị cảnh, là nơi vứt đi hay là nơi ẩn chứa bí mật kinh thiên đây. Nhìn thấy rất nhiều người đang tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng mà không có người nào tìm được cái gì, chuyện này làm cho Diệp Đồ hỏi Lý Thất Dạ. Tuy Lý Thất Dạ từng nói qua, thủy tổ vô cấu tiên đế của hắn từng tìm được bảo vật vô thượng trong nơi này. Nhưng mà trừ thủy tổ cùng cổ thuần tiên đế ra, đời sau chưa từng nghe nói qua có ai đạt được thứ gì, thậm chí ngay cả khối sắt vụn cũng không có. Ai nói một bí cảnh nhất định phải có bảo vật, nhất định phải có kỳ ngộ, lý thất dạ nhìn qua diệp đồ vừa cười vừa nói chẳng lẽ nói người trước kia nhất định phải ở chỗ này chôn bảo vật hoặc là giữ lại kỳ ngộ gì đó cho hậu nhân tới tìm sao thế nhưng mà thế nhưng mà truyền thuyết cổ thuần tiên đế thật sự đạt được kỳ ngộ trong đây diệp đồ do dự một chút nói ra lý thất dạ cười rộ lên nói ra đó là cổ thuần tiên đế giống như những người kia đã nói người biết tuyên cổ đến nay cổ thuần tiên đế có mấy người cũng chỉ có một cửu giới đệ nhất tiên đế nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ chỉ đầu mình, nói ra, ở chỗ này có đồ vật gì đó, có bảo vật gì đó, thậm chí có kỳ ngộ thế nào, tất cả đều không trọng yếu, trọng yếu là nơi này, ngươi hiểu ra thì ngươi sẽ có thu hoạch, nếu như ngươi không thể hiểu ra, trong đây chẳng có gì lưu luyến cả. Đúng như những người kia nói, nơi này là một vùng đất chết. Thế nhưng mà, công tử từng nói qua, thủy tổ chúng ta từng đạt được đồ vật tại đây. Diệp Đồ do dự, nói ra vì cái gì vô cấu tiên đế có thể tỉnh được, mà những người khác lại không thể tỉnh được. Lý thất dạ cười lên, nói, vùng đất này khác với những nơi khác, cũng không giống như 12 táng địa. Mượn 12 táng địa mà nói, trong mắt mọi người đó là nơi chôn bỏ tàng. Nhưng ở nơi này, nếu như ngươi nghĩ như thế, vậy sai 10 phần. Đằng Tề Văn cũng tò mò hỏi, nơi này rốt cuộc khác nơi khác như thế nào? Đối với lời này, Lý thất dạ chỉ nhìn qua xa xa, trầm mặc một hồi, sau đó lãnh đạm nói, trong tuế nguyệt xa xôi, nó ẩn dưỡng một chủng tộc. Không chỉ là nơi này, mà là cả con thuyền, chính là xuyên hải toa mà các ngươi thấy. Nó mang theo hy vọng vô tận. Mang theo hy vọng vô tận. Đằng tề văn thì thảo nói. Lý thất dạ nói tùy ý một câu, lại làm cho hắn dư vị vô cùng. Nếu như ngươi có thể hiểu ra câu nói này, ngươi chính là cổ thuần tiên đế thứ hai. Lý thất dạ nhìn qua đằng tề văn đang cảm ngộ câu nói này, vừa cười vừa nói. Đằng tề văn cười khan một tiếng, nói ra, tiên sinh nói giỡn, ta là thụ tộc, không có khả năng trở thành tiên đế. Ngươi nói đúng, nhưng mà nếu như ngươi thật sự hiểu ra lời này, cho dù ngươi là thụ tộc, như vậy cả đời này ngươi sẽ đạt được lợi ích vô cùng. Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Đằng tề văn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, tiên sinh quá để mắt ta. Theo như mọi người nói, tuyên cổ đến nay, cổ thuần tiên đế có mấy người. Cũng cũng chỉ có một. Mà, ta tuy tư chất không tệ, nhưng mà so với các tiên đế thì ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, điểm này ta tự hiểu lấy mình đằng tề văn nói là sự thật hắn có thể trở thành truyền nhân thành thiên đằng thì tư chất của hắn không kém người hắn cũng không có tự xem nhẹ mình nhưng mà nếu lấy ra so sánh với các tiên đế thì hắn tự nhận mình còn sao mới sánh bằng lý thất dạ mang theo đám người đằng tề văn đi thật lâu rốt cục đi tới dưới một thác nước thác nước từ trên đỉnh núi cao đổ xuống thác nước nhìn giống như từ trên trời cao xuất hiện sau khi thác nước đổ xuống thì chảy theo địa thế nhưng mà dòng suối nơi này bị một dòng suối nhỏ phân ra hình thành một con suối nhỏ hơn dài hẹp chảy về phương xa lý thất dạ chọn chúng một con suối mang theo đằng tề văn cùng diệp đồ nhảy vào trong nước trong nháy mắt bọn họ đã chìm vào dòng suối lúc này lý thất dạ lấy một con trai biển ra đây chính là con trai mà lý thất dạ bắt được trong vô đề hải câu lý thất dạ ném con trai vào trong suối nói ra đi thôi ngươi có thể tự tìm được đường về nói xong hắn quay đầu nhìn qua diệp đồ cùng đằng tề văn hai người nói ra theo sát ngàn vạn chớ bị bỏ lại các ngươi đi theo dấu chân của ta, không thể có chút sai lầm. Lý thất dạ thần thái nghiêm túc làm diệp đồ cùng đằng tề văn dùng mình, không dám khinh thường, vội vàng gật đầu. Lúc này con trai di động, nó bơi lên thượng nguồn, kim châu trong con trai tỏa ra kim sắc quang mang, kim quang dường như đang chỉ đường. Con trai vẫn bơi phía trước, nó lưu lại dấu vết mở trong dòng suối. Lý thất dạ dọc theo dấu vết này mà bước đi, lý thất dạ đi được hết sức cẩn thận, đi không dám sai lầm, không có chút chủ quan, bởi vì một khi hắn đi nhầm thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ phải lặp lại đi theo sau lưng lý thất dạ đằng tề văn cùng diệp đồ càng không dám khinh thường hai người bọn họ càng cẩn thận đi theo sát sau lưng lý thất dạ bước lên dấu chân của lý thất dạ không dám có chút sai lầm nào cả ngay từ đầu đằng tề văn cùng diệp đồ cảm thấy không có gì đặc biệt bọn họ cẩn thận đi lại trong dòng suối nước suối chảy qua bên người bọn họ có tôm cá bơi qua nhưng mà sau khi đi một hồi thì bọn họ giật mình cảnh tượng sinh ra huyền ảo, bọn họ giật mình đi vào một con đường, không còn đi trong nước suối nữa. Con đường này nối thẳng lên vòm trời, bọn họ dọc theo con đường này mà đi giống như phong thần. Nhưng mà vào thời điểm này bọn họ nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Trong hư không bọn họ nhìn thấy từng chiếc chiến hạm cực lớn, những chiếc chiến hạm này lớn không thể tưởng tượng nổi. Chúng vắt ngang trong hư không, nhìn qua giống như ngôi sao cực lớn, dường như mỗi một chiếc chiến hạm có thể chở một đại lực ức vạn dặm. Nhưng mà từng chiếc chiến hạm như thế đã vỡ nát, có chiến hạm bị chém đứt thành hai, có chiếc bị đục ra một lỗ thủng, có bị xé thành hai mảnh, có thậm chí nứt vỡ nhìn không ra hình dáng. Trong lúc giật mình, Diệp Đồ cung Đằng Tề Văn nhìn thấy có vô số mảnh vỡ bồng bềnh trong hư không, vô số mảnh vỡ có đoạn đao, có liệt kiếm, có toái chùy. Hơn nữa, càng giạt mình hơn là Diệp Đồ cung Đằng Tề Văn nhìn thấy không chỉ có như vậy, bọn họ còn nhìn thấy hài cốt, có hài cốt cực kỳ to lớn, hình dáng giống như hung thú khổng lồ, có hài cốt thậm chí còn mang theo kim quang mãnh liệt nhìn thấy cảnh này, đằng tề văn cùng diệp đồ chấn động tâm thần. Vào thời điểm này bọn họ không thể phân biệt được thật giả, bọn họ không cách nào phân biệt vì sao mình tiến vào cảnh tượng kỳ lạ này. Giữ vững tâm thần, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở về được. Vào thời điểm này trong thức hải của bọn họ vang lên âm thanh của lý thất dạ, giống như đang cảnh tỉnh, bọn họ có cảm giác thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Vào thời khắc này bọn họ tỉnh táo thì nhìn thấy mình đang ở nơi khác, bọn họ vẫn đang đi trong suối, nước suối vẫn yên lặng chảy xuôi, tôm cá vẫn du động, dường như tất cả không có gì thay đổi cả. Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ đi theo Lý Thất Dạ đi trong dòng suối, bọn họ cũng không biết đi trong dòng suối bao lâu, cũng không biết đang đi thông tới nơi nào. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ mang theo bọn họ đi ra khỏi dòng suối, thời điểm bọn họ ra khỏi dòng suối, một cơn gió nhẹ thổi tới làm bọn họ giật mình, bọn họ đang ở trong bình nguyên, ở chỗ này là vùng đất bằng phẳng. Nhưng mà đi tới chỗ này, bất kể là đằng Tề Văn hay là Diệp Đồ, đều không biết mình đang ở bình nguyên thật hay không bọn họ không cách nào phân chia được đây là thật hay giả may mắn là bọn họ đi chưa bao xa đi vào một đống loạn thạch ở chỗ này có vô số đá vụn tán lạc mặt đất nhưng mà cẩn thận quan sát mới phát hiện không phải đá vụn bình thường đây là những viên đá rơi ra từ một pho tượng đống đá này rất lớn càng đi sâu vào trong diệp đồ cùng đằng tề văn nhìn thấy một ít pho tượng vỡ tan những pho tượng này bị tàn phá rất nghiêm trọng căn bản là không nhìn ra những phi tượng này bị phá vào thời điểm nào nhìn thấy những pho tượng bị tàn phá lợi hại này, Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn cũng khó tưởng tượng năm đó xảy ra chuyện gì. Cuối cùng bọn họ đi sâu vào trong vùng đất này, bọn họ nhìn thấy một pho tượng nguyên vẹn, pho tượng này rất cao. Cao hơn 10 trượng, pho tượng này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thập phần cũ kỹ, nhưng bị thời gian đánh bóng cho nên vẫn rất sáng. Nhìn kỹ pho tượng thì đó là một pho tượng nữ nhân, thân hình thon dài, xiêm y phiêu giật, những điểm này đã chú định là nữ tử nhưng mà cụ thể pho tượng thế nào dung nhan ra sao hoàn toàn không thấy rõ ràng bởi vì pho tượng này cực kỳ mơ hồ một pho tượng này dùng đá trắng điêu khắc mà thành thời gian lâu sẽ từ từ hòa tan kể từ đó khiến hình dáng và đường cong của pho tượng mơ hồ căn bản không thấy được diện mạo lúc trước diệp đồ cùng đằng tề văn nhìn qua pho tượng này bọn họ không biết có phải thời gian đã làm cho pho tượng trở nên mơ hồ hay là bản thân pho tượng đã như thế hoặc là trước kia pho tượng xảy ra chuyện gì Lý thất dạ đứng trước pho tượng, không có nói cái gì, giống như nhìn pho tượng ngẩn người. Ngẩn người thật lâu nhìn pho tượng không rời mắt. Diệp đồ cùng đằng tề văn cũng nhìn qua pho tượng, nhưng mà bọn họ không thấy pho tượng có gì mê người. Bọn họ không hiểu nổi pho tượng như thế làm sao lại khiến lý thất dạ mê muội, nhưng mà bọn họ cũng không dám quấy rầy lý thất dạ. Các ngươi không có sao chứ? Qua thật lâu sau, lý thất dạ quay đầu, nhìn qua diệp đồ cùng đằng tề văn nói ra. Diệp đồ cùng đằng tề văn nghe nói như thế thì cảm thấy giật mình, trong nội tâm bọn họ cười khổ lời này bọn họ phải hỏi lý thất dạ mới đúng là lý thất dạ nhìn qua phi tượng ngẩng người mà không phải bọn họ hiện tại hỏi ngược bọn họ có sao không không có việc gì diệp đồ lắc đầu nói ra diệp đồ nhìn đằng tề văn một cái lý thất dạ chỉ cười cười cũng không nói thêm gì tiên sinh vừa rồi nhìn thấy là thật hay là giả thời điểm này đằng tề văn hỏi người nói là cái gì lý thất dạ nhìn qua đằng tề văn nói ra đằng tề văn giật mình một lát trong lúc này hắn cảm thấy lý thất dạ nói chuyện có chút đáp không được giống như hai người bọn họ nói chuyện là ông nói gà bà nói vịt chính là những thứ nhìn thấy trong dòng suối vừa rồi tuy đằng tề văn cảm thấy kỳ quái nhưng mà vẫn hỏi lý thất dạ nhìn hắn một cái nói người nói cảnh tượng là thật hay giả vậy phải nhìn đạo tâm của ngươi thực là giả giả là thực giả cũng thực thì thực cũng giả nghe nói như thế đằng tề văn cùng diệp đồ nghe như lọt vào sương mù không sờ được ý nghĩ Lúc này Lý Thất Dạ không để ý tới đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ, lấy chén ngọc ra, hắn nói nhỏ, cử hành một nghi thức kỳ quái phức tạp, nghi thức này cực kỳ cổ xưa, nghi thức cổ xưa như thế, đằng Tề Văn cũng nhìn không ra đây là làm gì. Lý Thất Dạ vẫn lẩm bẩm một phen, sau khi nghi thức chấm dứt, hai tay của hắn bưng lấy chén ngọc dơ cao hơn đầu. Thời điểm này nghe được tiếng nước văng lên, hai dòng nước thật nhỏ chảy xuống, chảy vào chén ngọc của Lý Thất Dạ. Pho tượng rơi lệ nhìn thấy cảnh này diệp đồ cùng đằng tề văn vội vàng nhìn lên nhìn thấy con mắt pho tượng chảy nước mắt diệp đồ thì thào nói nhìn thấy pho tượng chảy nước mắt diệp đồ cùng đằng tề văn sinh ra chấn động trong lòng ngây người ra đó hai người bọn họ có ảo giác bọn họ cảm thấy pho tượng dường như có tính mạng vào thời khắc này bọn họ thấy không phải pho tượng đây là người sống sờ sờ bị phong ấn ở đây vào thời điểm này bọn họ cũng không biết đây là pho tượng hay người sống thời điểm chén ngọc của lý thất dạ chứa đầy nước mắt cũng đình chỉ lý thất dạ cẩn thận thu hồi chén nước mắt công tử đây là thứ gì thấy lý thất dạ cẩn thận thu hồi chén nước mắt diệp đồ tò mò hỏi lý thất dạ nhìn qua pho tượng nói ra thương sinh lệ thương sinh lệ thủy nó có thể kích thích sinh linh khao khát với sinh mạng cũng chứa đựng nước mắt của sinh linh lý thất dạ lấy chén nước này chính là dùng để tục thọ cho chu tước thụ lý thất dạ nhìn qua pho tượng sau đó nói chúng ta đi thôi nên đạt được cũng nhận được không thể đạt được cũng không có biện pháp cưỡng cầu nói xong xoay người rời đi. Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn vội vàng theo sau, đi theo Lý Thất Dạ ra khỏi đống loạn thạch. Đáng tiếc, thời điểm ra khỏi đống loạn thạch này, đi ở phía trước Lý Thất Dạ nói ra, mang các ngươi tới nơi này, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể thấy cái gì, hoặc là có chút cơ duyên, xem ra các ngươi còn không có duyên phận. Đạt được cơ duyên. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho nội tâm Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn chấn động, bọn họ còn cho rằng Lý Thất Dạ chỉ vì lấy thương sinh lệ mà đến. Đúng, chính là cơ duyên đi ở phía trước, Lý Thất Dạ nói, nếu các ngươi có duyên phận này, sẽ nhìn thấy mấy thứ gì đó, đặc biệt là mấy pho tượng kia, đáng tiếc, các ngươi lại không có nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể nói các ngươi không có duyên phận này. Trong lòng Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn chấn động, hai người bọn họ nhìn nhau, thời điểm này bọn họ mới biết vì cái gì Lý Thất Dạ, nói chuyện khó hiểu với bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn vội vàng quay đầu nhìn thấy, nhưng mà vừa nhìn thấy không thấy đồng loạn thạch đâu cả, thậm chí Thảo Nguyên sau lưng cũng không thấy. Nơi đó chỉ là hư không mênh mông mà thôi. Xảy ra chuyện đột ngột như thế, Diệp Đồ Cung đằng tề văn sợ tới mức cả kinh, từ đầu đến cuối, hai người không biết mình đang ở trong hư không, vào thời điểm này bọn họ không thể tin vào mắt của mình, đều không biết mắt của mình nhìn là thật hay giả. Không nên nhìn, bỏ qua cơ duyên thì không thể cưỡng cầu. Lý Thất Dạ đi ở phía trước lãnh đạm nói ra, nghe được câu nói như thế, Diệp Đồ Cung đằng tề văn hai người cũng sinh ra tiếc nuối, bọn họ cũng không có ngờ mình bỏ qua cơ duyên bọn họ không ngờ cơ duyên đã ở bên cạnh mình nơi này có có cơ duyên khác không diệp đồ cũng không nhịn được hỏi mỗi người khác nhau có khả năng gặp cơ duyên cũng khác nhau loại vật này không có biện pháp cưỡng cầu không thấy được cơ duyên nói rõ ngươi không có đạt tới trình độ này lý thất dạ nói xong quay đầu lại nhìn diệp đồ nói ra nhưng mà ở chỗ này cơ hội của mỹ linh sẽ càng lớn hơn một chút diệp đồ nghe được nói như vậy trong nội tâm chấn động hắn thoáng cái ý thức được cái gì nghẹn ngào nói theo ý của công tử cổ thuần tiên đế lúc còn trẻ cũng đi tới đây đối với lời này lý thất dạ chỉ chỉ cười mà không trả lời diệp đồ cùng đằng tề văn cũng có tiếc nuối dù sao cái này muôn đời khó bồng cơ duyên cứ như vậy bị bọn hắn không công địa bỏ qua không cần phải tiếc nuối thứ này không có khả năng cưỡng cầu không phải ai tới đều có thể trở thành cổ thuần tiên đế chuyện như thế không có biện pháp lý thất dạ nói ra diệp đồ cùng đằng tề văn cũng chỉ thở dài một hơi Lý Thất Dạ dẫn bọn họ tới nơi này đã là đại ân đại đức, không thể đạt được cơ duyên như vậy, chỉ có thể nói cấp độ của mình không có đạt tới mà thôi. Tề Văn, thứ nên truyền thụ ta cũng truyền thụ, cũng có thể bàn giao với Thành Thiên Đằng, bàn giao với Quỷ Hoa lão đầu. Lý Thất Dạ đi ở phía trước, nhàn nhạt nói, ngược lại là Diệp Đồ, những ngày này ngươi làm tay chân cho ta, đã thật vất vả tới đây một chuyến, vậy giúp ngươi mưu được một kiện đồ vật a, à. có thể ra sức khuyến mã cho công tử, chính là chuyện ta nên làm. Nếu ta lãnh đạm, tông chủ chắc chắn hủy xương cốt của ta, làm sao dám mưu cầu đồ vật của công tử chứ? Nghe nói như thế, Diệp Đồ không dám lỗ mãng, vội vàng nói, "Lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, chuyện gì cũng có giá của nó, ta cũng sẽ không bảo các ngươi xuất lực không công, lại nói đi tới nơi này, có bảo vật ngu sao không cầm, ta cũng chỉ mượn hoa hiến vật mà thôi." Nói như vậy làm cho Diệp Đồ gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý thất dạ mưu cầu một đồ vật cho Diệp Đồ đằng tề văn ngược lại không có ý kiến gì hắn cũng không cho rằng lý thất dạ bất công lý thất dạ truyền thụ cho hắn thứ kia đã đủ cho hắn lợi không nhỏ dùng cả đời xuyên hải toa chạy dọc theo vô để hải câu nó chậm rãi nổi lên thời điểm phiêu phù trên mặt biển nó lại bắt đầu chậm rãi trầm xuống dường như nó hiện ra lại quay về vô để hải câu nhưng mà quá trình này vô cùng chậm chạp dường như vô để hải câu có lực lượng gì đó liên lụy tới xuyên hải toa không cho xuyên hải toa rời khỏi biển cả không cho xuyên hải toa rời khỏi lộ tuyến trong mấy ngày này rất nhiều cường giả đại giáo cương quốc chạy tới những cường giả này sau khi tiến vào tàn phá mỹ cảnh đều rất ít xuất hiện đặc biệt là một ít mỹ linh truyền thừa giống như vô cấu tam tông bọn họ đến tàn phá mỹ cảnh không phải vì đoạt bảo mà đến cũng không phải vì kỳ ngộ mờ ảo bất định trong truyền thuyết bọn họ chỉ muốn làm rõ bí ẩn mà thôi cho nên cường giả những truyền thừa này sau khi đi vào tàn phá mỹ cảnh làm việc thập phần ít xuất hiện cũng không hy vọng có người biết rõ đương nhiên cũng có kẻ cao điệu nói thí dụ như nghiễm hải thái tử Nghiễm hải thái tử lúc tới thì bước vào tàn phá mị cảnh, hung hăng càn quấy thả ngoan thoại, nói ra, nhân tộc tên là Lý Thất Dạ nhân tộc lăn ra đây, dám là địch với nghiễm hải tộc, bản thái tử muốn ăn thịt sống của ngươi. Sau khi nghiễm hải thái tử đã đến, không ít người tránh ra xa xa, đặc biệt là nghe hắn nói muốn ăn sống Lý Thất Dạ, thì nội tâm rất nhiều người phát lạnh, mọi người đều biết, nghiễm hải tộc gần đây nói là làm. Nghiễm hải thái tử đã đến, hắn cũng không có như người khác mang theo thiên quân vạn mã bên cạnh hắn chỉ có 10 lão đầu đi theo đều là cường giả toàn bộ cũng đã thành hình người mỗi một lão giả trên người tỏa ra khí tức đáng sợ về phần nhiễm hải thái tử thì khí huyết của hắn rất tràn đầy vô cùng đáng sợ đối với nhiễm hải tộc mà nói tình huống bình thường chỉ cần đạt tới thánh tôn thì có thể biến thành hình người nguyên vẹn sau khi nhiễm hải thái tử tới liền tuyên bố ăn sống lý thất dạ có người thấp giọng nói lý thất dạ chỉ sợ xong đời rồi nhiễm hải thái tử tự mình tới đây đây chính là địch với nhiễm hải tộc Chuyện này có ý nghĩa không ai cứu hắn, ai nguyện ý vì một nhân tộc mà đắc tội cả Nghiễm Hải tộc chứ? Nghiễm Hải Thái tử, hắn khác với Nghiễm Hải hầu, Nghiễm Hải hầu, hào vương của một cường quốc Nghiễm Hải tộc tuy cũng thuộc về Nghiễm Hải tộc, nhưng thân phận Nghiễm Hải Thái tử còn cao hơn Nghiễm Hải hầu rất nhiều. Nghiễm Hải Thái tử chính là trưởng tử tộc trưởng Nghiễm Hải tộc, thân phận cực kỳ cao quý. Tại Thiên Linh giới, Nghiễm Hải ngư có hàng tỷ chi chúng, Nghiễm Hải tộc đã từng được xưng có trăm vạn đế quốc trong Thiên Linh giới. Tuy nhiên trăm vạn đế quốc thì số lượng quá khoa trương, nhưng mà nghiễm hải tộc tại thiên linh giới chỉ ít có mấy ngàn đế quốc. Nghiễm hải tộc sinh trưởng khắp nơi, càng củng cố địa vị của nghiễm hải tộc, thậm chí có thể hiệu triệu hàng tỷ nghiễm hải ngư của thiên linh giới, hiệu triệu trăm vạn nghiễm hải ngư. Chuyện này có thể nghĩ thân phận nghiễm hải thái tử là cao bực nào, hôm nay nghiễm hải thái tử tự mình xuất đầu, muốn báo thù cho nghiễm hải ngư, chuyện này ý ngãi nghiễm hải tộc muốn là địch với lý thất dạng, huống chi bản thân nhiễm hải thái tử cũng không phải bao cỏ truyền thuyết hắn đã là một đại hiền hắn cũng có thanh danh rất lớn trong thiên linh giới có người nói thực lực nghiễm hải thái tử cho dù kém trầm hải thần vương già hải thiên tử là các tuyệt thế thiên tài nhưng trong thế hệ trẻ thiên linh giới hắn vẫn có uy danh hiển hách hiện tại nghiễm hải thái tử thả ra ngoan thoại muốn ăn sống lý thất dạ chuyện này làm cho mọi người đều biết tiểu tử nhân tộc lý thất dạ chỉ sợ chết chắc rồi hơn nữa chết rất khó coi địa phương như tàn phá mỹ cảnh có rất nhiều người vây quanh rất nhiều người đang ở đây thật lâu không chịu ra ngoài, hơn nữa trong đây có không ít cường giả. Trên thực tế nơi này không có gì đặc biệt xuất chúng, nơi này có một hố nhỏ, trong hố nhỏ hình như có một cái giếng cổ vứt đi, trừ điểm này ra thì nơi này không có gì khiến người ta chú ý cả. Trên thực tế chính là nơi như thế, lại làm cho rất nhiều người dừng ở đây không muốn rời đi, trừ rất nhiều cường giả tới từ các môn phái ra, một ít cường giả có uy danh cũng ở nơi này, ví dụ như Viêm Dương Long, Ví dụ như Lâm Đạo Đồng, bọn họ dừng lại ở đây thật lâu không có rời khỏi. Trừ viêm dương long đám người này ra, còn có một ít cường giả lớp già đang ở nơi này. Những này thế hệ trước thì che đậy chân thân, bọn họ sau khi đi tới nơi này thì không đi đâu cả. Tuy những cường giả thế hệ trước che đậy chân thân, nhưng mà có không ít người cũng ẩn ẩn có thể đoán được. Những cường giả thế hệ trước này là Mỹ Linh, thậm chí có có thể xuất thân từ truyền thừa như vô cấu tam tông. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé cũng chỉ có những truyền thừa như thế mới chú ý tới nơi như vậy càng khiến người ta sinh ra hứng thú với nơi đây đương nhiên cho dù rất nhiều người tràn ngập hứng thú với nơi này bởi vì có những đại nhân vật ở đây người nào ở đây cũng không dám làm càn không dám lỗ mãng nơi này bị người ta xưng là giếng bị vứt đi thậm chí từng có đồn đãi nói nơi này là một cái giếng thần có thần tuyền chảy qua nhưng mà về sau không biết vì nguyên nhân nào giếng thần khô héo không có thần thủy xuất hiện mặc dù là như thế đồn đãi nói mỗi lần xuyên hải toa xuất hiện đều có đại nhân vật của mỹ linh tới nơi này nghiên cứu giếng thần muốn mượn giếng thần này làm lỗ hỏng do đó cởi bỏ một ít bí mật của tàn phá mỹ cảnh có một ít đồn đãi nói chú ý tới giếng thần này nhất chính là vô cấu tam tông có ghi lại cho rằng mỗi lần tàn phá mỹ cảnh xuất hiện thì cường giả vô cấu tam tông đều tự mình đi tới nơi này muốn tìm tòi nghiên cứu chính là vì như thế rất nhiều người suy đoán những cường giả che giấu thân phận này chính là người của vô cấu tam tông trong thế hệ trẻ, Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng danh khí cao nhất vẫn không rời đi, bọn họ thậm chí chờ đợi giếng thần có thể có thần thủy chảy ra. Bởi vì bọn họ xuất thân từ tứ đại môn phái, trong tông môn của bọn họ có ghi lại, nếu như nói trong tàn phá mỹ cảnh có nơi nào đáng khiến người ta lưu ý nhất, cái giếng thần này là một trong số đó. Đặc biệt đối với Lâm Đạo Đồng mà nói, hắn càng chú ý tới giếng thần này, bởi vì đồn đãi nói thần thủy nơi này có tác dụng trọng yếu, với người tu luyện vô cấu thể. Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng đi tới giếng thần nơi này, bọn họ đã khảo sát qua giếng thần, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, giếng thần hoàn toàn khô héo, căn bản cũng không có thần thủy trong truyền thuyết. Nhưng mà những đại nhân vật che đậy chân thân không có rời đi, bọn họ vẫn đang khảo sát giếng thần, Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng cũng không muốn rời đi, trong lòng bọn họ hy vọng đại nhân vật có thể khảo sát ra thứ gì đó, nói không chừng bọn họ có thể ở sau lưng những đại nhân vật này đạt được thứ tốt. Hung nhân ăn long cân kia tới rồi. Thời điểm này không biết ai lên tiếng, trong đám người bạo động lên, rất nhiều người nhao nhao xem xét, chỉ thấy Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, bên người còn có hai đồng tử. Lý Thất Dạ đã đến, không chỉ khiến Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng nhìn qua, một ít đại nhân vật che đậy chân thân cũng nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi tới, rất nhiều người nhao nhao tránh đường cho hắn. Đó cũng không phải bởi vì người ở đây sợ hãi Lý Thất Dạ, mà là vì Nghiễm Hải Thái tử nói muốn ăn sống Lý Thất Dạ, rất nhiều người ở đây xem Lý Thất Dạ như ôn thần ai đụng phải thì xui xẻo lớn. Dám ở trước mặt nhiều người ăn long cân, chuyện này quá điên cuồng. Nhìn thấy tiểu tử nhân tộc trước mặt, cho dù rát nhiều người biết lý thất dạ sẽ trở thành đồ ăn của nghiễm hải thái tử, sẽ bị nghiễm hải ngư phá tan thành từng mảnh, nhưng không ít người vẫn sinh ra bội phục với hắn. Phóng nhãn cả thiên hạ, có mấy người dám ở trước mặt người ta ăn long cân, có mấy người dám khiêu khích nghiễm hải ngư như thế, bá đạo và kiêu ngạo như vậy đúng là làm cho người ta kính nể. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới, hai mắt Lâm Đạo Đồng bắn ra hàn quang, trong lòng của hắn đã sớm muốn đánh chết Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ giết chết Công Tôn Thiến Nhi thì nội tâm của hắn kiêng kỵ, không rõ ràng thực lực của Lý Thất Dạ, thì hắn không dễ dàng động thủ với Lý Thất Dạ. Mặc dù là như thế, Lâm Đạo Đồng âm thầm gọi một người tới, hắn phân phó tên đệ tử này đi thông tri Nghiễm Hải Thái tử, chỉ cần Nghiễm Hải Thái tử đến, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thất Dạ đã đến thì nhìn qua những người khác, hắn lười nhác nhìn quanh ánh mắt nhìn qua đám đại nhân vật đang che đậy chân thân cười lên nói ra đều tới xem có vô cấu tuyển thủy hay không a à, có một số việc không nên quá mức tham lam những đại nhân vật che đậy chân thân cũng không nói lời nào bọn họ chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó lý thất dạ cười lên cũng lười nói thêm cái gì nhảy vào giếng thần cẩn thận xem xét một phen giếng thần chỉ là một cái hố lõm mà thôi nếu quả thật muốn từ nơi này tìm ra một ít thứ không tầm thường gì đó đây cũng chỉ có vách tường giếng thần hơi nổi bật mà thôi, nhìn qua giống như miệng ưng, trừ chuyện này ra không còn thứ không tầm thường gì khác. Trên thực tế trước khi Lý Thất Dạ tới, sớm đã có rất nhiều người nhảy xuống giếng thần quan sát kỹ, thậm chí có người dùng thần niệm quét qua từng tác đất nơi này, nhưng mà không có phát hiện cái gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy xuống giếng thần cẩn thận quan sát một vòng, Viêm Dương Long đứng trên giếng thần cười lạnh, nói ra, bao nhiêu tiên hiển mỹ linh dùng thần niệm nhìn qua, đều không phát hiện cái gì, mắt thường đều có thể nhìn ra được huyền cơ, đây là chuyện hoang đường viễn vông. Viêm Dương Long cùng Lý Thất Dạ cũng không có cử hận gì, cũng không ân oán. vốn hắn xuất thân từ Thái Dương Tông, căn bản không cần phải khó dễ tiểu tử nhân tộc như Lý Thất Dạ, nhưng mà hắn không quen nhìn thái độ hung hăng càn quấy của Lý Thất Dạ, không quen nhìn tư thái cao cao tại thượng của Lý Thất Dạ. trong mắt Viêm Dương Long xem ra sư phụ Thái Dương Vương của hắn chính là tiên thể vô địch đều không có kiêu ngạo như vậy, cũng không có cao cao tại thượng như vậy dựa vào cái gì một tiểu tử nhân tộc dám hung hăng càn quấy dám cao cao tại thượng đây tính toán là cái gì thời điểm lý thất dạ xem xét giếng thần hắn quay đầu lại chỉ là lạnh lùng lườm viêm dương long cười lên nói ra không nên lấy tiền hiền mỹ linh ra phụ trợ chính mình bản thân ngươi không tìm ra huyền cơ gì liền trực tiếp nói rõ là ngươi ngu xuẩn tất cả mọi người có thể hiểu được không nên chế nhạo người khác trước mặt bao nhiêu người bị lý thất dạ cười nhạo như thế viêm dương long lập tức không có mặt mũi hắn giàu gì cũng là nhân vật uy tín lâu năm sư phụ thái dương vương của hắn có thể uy hiếp cả bích dương hải không biết sống chết khẩu khí thật là lớn tận mắt nhìn thấy lý thất dạ giết công tôn thiến nhi viêm dương long cũng biết lý thất dạ không kém nhưng mà dưới tình huống như vậy hắn cũng sẽ không yếu thế cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng có thể tìm ra manh mối gì đây quả thật là chuyện cười to lớn không biết tự lượng sức mình vậy sao lý thất dạ cười lên lười biếng nói nhìn bộ dáng của ngươi như vậy chính là tự cho rằng mình siêu phàm nếu như ta thật từ trong giếng thần tìm ra cái gì đó có phải mặt mũi của ngươi không biết giấu ở nơi nào sao nếu như ngươi có thể tìm ra thần thủy ta không nói hai lời sẽ ăn sạch bùn quanh giếng thần này viêm dương long trong thời gian ngắn chẳng biết phát tính tính gì cười lạnh nói ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé lúc này lâm đạo đồng đứng chung với viêm dương long cười âm hiểm nói ra dương long huynh ngươi cũng không nên làm khó người ta nha chỉ bằng một tiểu bối nhân tộc cũng có thể tìm ra thần thủy đây không phải chuyện đầm rồng hang hồ sao lúc này đa số tu sĩ đứng sang bên cạnh đều không muốn đi gây phiền toái như vậy về phần những đại nhân vật đang che đậy chân thân đang dùng bộ dáng xem náo nhiệt lý thất dạ lườm viêm dương long hắn tươi cười nói không nên quên lời của ngươi nhớ rõ nên ăn sạch bùn đất quanh đây ngươi bị lý thất dạ nhục nhã như thế sắc mặt viêm dương long khó coi tới cực điểm, hai mắt bắn ra sát cơ đáng sợ. Lý thất dạ chẳng muốn đi để ý đến hắn, lấy chén ngọc đặt trước người, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này người bên cạnh giếng thần ngừng thở, nhìn chằm chằm vào. Rất nhiều người thấy tư thái tự tin của Lý thất dạ như thế, bọn họ đúng là muốn xem Lý thất dạ có thật tình được thần thủy hay không. Trên thực tế còn có rất nhiều người tính toán nhỏ nhặt, nếu như Lý thất dạ thật sự tìm được thần thủy, bọn họ chẳng phải có thể phân nửa chén canh sao về phần ván cược giữa viêm dương long và lý thất dạ chuyện này chẳng có liên quan tới bọn họ dù sao chẳng ai đi tìm chuyện với thái dương tông chính đằng tề văn cùng diệp đồ cũng ngừng thở hai người bọn họ thậm chí nghĩ muốn xem lý thất dạ sáng chế kỳ tích thế nào bọn họ có lòng tin vào lý thất dạ đặc biệt là đằng tề văn hắn tuyệt đối tin tưởng lý thất dạ có thể dẫn xuất thần thủy thời gian chậm rãi đi qua nhưng mà giếng thần vẫn bình tĩnh không có biến hóa gì cả nhìn thấy cảnh này, viêm dương long cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như làm thế có thể dẫn xuất thần thủy, như vậy khắp tàn phá mị cảnh đều là bảo tàng. Hắc, ít ở đó ra thần giả quỷ, nếu như hiện tại nhận thua còn kịp, niệm ngươi còn trẻ tuổi, ta đại nhân có đại lượng, cũng không so đi nhiều với ngươi, ở trước mặt mọi người quỳ xuống khấu đầu ba cái. Phốc, một tiếng nước chảy vang lên, viêm dương long còn chưa dứt lời, đột nhiên dưới bùn đất giếng thần có cột nước nhỏ bay lên. Cột nước phun lên giống như long phun nước, cột nước nhỏ này rơi vào chén ngọc của lý thất dạng thần thủy rót vào chén ngọc giống như kim châu lưu động vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe nghe được âm thanh này mọi người đều biết nó là thần vật trong nháy mắt chén ngọc đã đầy lúc này cột nước cũng biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra thần thủy trong chén ngọc có sương mù lượn lở sương mù này giống như tiên khí thời điểm nào cũng đang lưu động giống như một đoá hoa sen nở rộ đoá hoa sen này giống như mỹ ngọc điêu khắc thành thập phần xinh đẹp thập phần rung động lòng người ai nhìn thấy cũng tim đập thình thịch. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người cũng bất khả tư nghị nhìn qua cảnh này, ai cũng không nghĩ tới cái giếng thần bỏ đi này còn có thần thủy. Vô cấu thủy. Lúc này những đại nhân vật che giấu chân thân nhìn thần thủy trong chén ngọc của Lý Thất Dạ, có người chấn động, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua bọn họ một chút, nhàn nhạt nói, nên có được, các ngươi cũng có được, lại có lòng tham, chỉ sợ lão tặc thiên cũng nhìn không được. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở bảo địa này đào ba thước hay sao? lão nhân kia giật mình một chút, hắn không nói lời nào, nhưng mà không người với lý thất dạ, yên lặng đứng qua một bên. Nghe được lời này, Diệp Đồ hóa thành đồng tử, trong nội tâm lập tức chấn động, hắn hiểu những đại nhân vật che đậy chân thân này xuất thân từ đâu. Lúc này Lý Thất Dạ mang chén ngọc chứa vô cấu thủy đưa cho Diệp Đồ, nói ra, nước này thích hợp với ngươi, tuy nhiên không nhiều bằng nước trong vô cấu tuyền, nhưng đây dù gì cũng là mẫu tuyền. Một ly vô cấu thủy như thế sẽ có lợi ích to lớn với ngươi tâm thần diệp đồ chấn động vô cấu tam tông có được vô cấu tuyền nhưng mà vô cấu tuyền chỉ có mấy lão tổ vô cấu tam tông mới có thể nhìn thấy những đệ tử khác căn bản không có tư cách gặp được diệp đồ tiếp nhận chén ngọc cảm tạ lý thất dạ lòng cảm kích không biết lời nào báo đáp đạo huynh lúc này lâm đạo đồng làm bộ dáng tư thái thấp quỳ gối trước diệp đồ nói ra chủ nhân nhà ta chính là chủ nhân tị trần dương lão nhân gia ông ta cần gấp một chén vô cấu thủy không biết huynh đài có bán chén vô cấu thủy này hay không lâm đạo đồng không dám đi cầu lý thất dạ hắn bỏ qua cầu diệp đồ cũng không thể trách lâm đạo đồng phóng thư tháo thấp như thế bởi vì vô cấu thủy thứ này với vô cấu thể của tị trần dương có lợi ích thật lớn lâm đạo đồng cũng mang phần lượng nói ra rất nặng dùng danh nghĩa chủ nhân tị trần dương mua chén vô cấu thủy của diệp đồ rác rưởi ở đâu lăn tới đây diệp đồ vẫn không nói gì lý thất dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra là địch với lão tử còn muốn bàn chuyện mua bán cút Đối với địch nhân của mình, lý thất dạ căn bản không cho tình cảm, lý thất dạ không có động thủ lấy đầu của hắn là đủ nhân từ rồi. Ngươi, trước mặt nhiều người như vậy bị lý thất dạ quát tháo, sắc mặt Lâm đạo đồng khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn tức giận run rẩy, nhưng mà không phát tính tình, đây là bản thân hắn tự tình nhục, nhưng mà đối với hắn mà nói, chén vô cấu thủy này quá hấp dẫn người, hắn biết rõ sẽ lâm vào kết cục như vậy, cũng nhịn không được mở miệng với Diệp Đồ. Lý thất dạ không để ý tới Lâm đạo đồng hắn nhìn qua viêm dương long, lười biếng nói, hiện tại ngươi có nên ăn bùn đất nơi đây sạch sẽ hay không? Dưới cái nhìn của lý thất dạ, viêm dương long lui về phía sau một bước, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, trong khoảng thời gian ngắn hắn đâm lao phải theo lao. Vừa rồi hắn nói qua tuyệt đường lui, hiện tại lý thất dạ thật sự dẫn ra vô cấu thủy, nhưng mà bảo hắn ở trước mặt bao người ăn sạch bùn đất quanh giếng thần, hắn làm không được. Nếu như hắn thật sự ăn sạch bùn đất ở đây, như vậy về sau hắn không cần lăn lộn nữa, đây là mất hết mặt mũi của hắn, mất hết mặt mũi của sư phụ Thái Dương Vương của hắn, cũng là mất mặt Thái Dương Tông. Như thế nào? Dám khoe khoang khoác lác không dám đi làm sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói. "Ngươi, ngươi, ngươi là vận khí rất tốt, đạt được vô cấu thủy, đây là một kỳ tích." Viêm Dương Long không muốn đi ăn bùn đất, hắn tìm lý do. Nam tử hắn nói được làm được, nhanh đi gặm bùn đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Lúc này người bốn phía cũng ngừng thở không có người nào nguyện ý đi nhảy vào vũng nước đục này chỉ đứng ngoài quan sát tiểu tử ngươi ngươi đừng khinh người quá đáng sắc mặt viêm dương long đỏ lên thật vất vả mới nghẹn ra một câu như vậy lớn tiếng nói ngươi có tâm nhục nhã thái dương tông có chủ tâm nhục nhã sư phụ thái dương vương của ta lúc này viêm dương long vô kế khả thi chỉ có thể chụp mũ lý thất dạ kéo chuyện này to lớn lên chuyển tông môn bản thân ra chuyển sư phụ của hắn ra nếu như thái dương tông các ngươi là mặt hàng nói không làm như thế vậy chỉ có thể nói các ngươi là đồ nhu nhược ta nhục nhã thái dương tông các ngươi thì thế nào lý thất dạ ước gì chuyện này náo lớn hắn nói sư phụ thái dương vương của ngươi có thể dạy ra kẻ nhu nhược như ngươi ta xem ra sư phụ của ngươi cũng là kẻ chẳng ra gì lý thất dạ nói ra lời này làm tất cả mọi người hít khí lạnh cũng dám trước mặt nhiều người như thế mắng chửi thái dương vương điều này thật sự là quá bá đạo thậm chí có thể nói đây là tự tìm đường chết lần này làm cho viêm dương long khó giải thoát vào thời khắc này chuyện gì đã không trọng yếu, Lý Thất Dạ nhục nhã Thái Dương Tông, nhục nhã sư phụ Thái Dương Vương của hắn, đúng là đáng chết. Tiểu Súc Xanh, dám nhục sư phụ ta, tội đáng chết vạn lần. Viêm Dương Long quát một tiếng, tức giận kêu lên, nghiêm nghị nói ra, nhục ma sư phụ Thái Dương Vương của ta, giết không tha. Dương Long huynh, loại tiểu súc sinh này dám nhục mạ Thái Dương Vương, chính là địch với cả Thái Dương Tông, là địch với cả Mỹ Linh, loại tiểu súc xanh này nên bầm thây vạn đoạn lâm đạo đồng còn ước gì kéo thêm địch nhân cho lý thất dạ lý thất dạ vốn muốn chuyện này náo lớn mà lâm đạo đồng cùng viêm dương long thi triển thủ đoạn như vậy hắn càng tình nguyện thấy hắn tươi cười chỉ vào lâm đạo đồng cùng viêm dương long vừa cười vừa nói đây chính là nhân vật kiệt xuất của mỹ linh sao trình độ như vậy có thể xưng là nhân vật kiệt xuất như vậy mỹ linh còn không biết xấu hổ xưng là con cưng của trời sao loại rác rưởi này trong mắt ta còn không bằng con sâu cái kiến về phần cái gì thái dương vương cái gì Tị Trần Dương, trong mắt của ta còn không bằng chó má." Lý Thất Dạ nói ra lời này lập tức làm Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương long đỏ mặt, khó coi tới cực điểm, bọn họ bởi vì ân oán mà kéo môn phái ra, nhưng mà Lý Thất Dạ càng ở trước mặt nhiều người mắng tông môn của bọn họ, như vậy làm sao bọn họ có thể xuống thang được? Khẩu khí thật là lớn, không biết sống chết. Lúc này một tiếng quát lạnh vang lên. Lúc này một thanh niên đạp không đi tới, thanh niên này toàn thân huyết khí phún dũng, hào quang trùng thiên, uy vũ bức người, nhìn qua có tư thái long hổ, đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cử chỉ vênh vó tự đắc, hung mãnh mà cao ngạo. Sau lưng thanh niên này có không ít lão giả, những lão giả này khí huyết bức người, không có ai là người yếu. Nghiễm hải thái tử đến, nhìn thấy thanh niên này, không ít người nhanh chóng nhường đường, trong nội tâm sợ hãi, có người kinh hô một tiếng. Nghiễm hải thái tử, trưởng tử tộc trưởng nghiễm hải tộc, người cầm lái nghiễm hải tộc tương lai, hắn có được uy danh lan xa ngũ hồ tứ hải nhìn thấy nghiễm hải thái tử đã đến lâm đạo đồng cùng viêm dương long cảm thấy vui vẻ với bọn họ mà nói đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một có nghiễm hải thái tử lý thất dạ tiểu tử nhân tộc này không chết cũng khó nghiễm hải thái tử đáp xuống bên cạnh giếng thần khí thế của hắn cao ngạo bao quát nhìn qua lý thất dạ lạnh lùng nói ngươi chính là lý thất dạ đúng không ngươi muốn chết thế nào lý thất dạ cười lên nhàn nhã nói ta muốn chết như thế nào ta còn chưa có nghĩ ra nhưng mà ngươi chết thế nào thì ta nghĩ kỹ rồi nói đến đây lý thất dạ nhìn qua nghiễm hải thái tử cười rộ lên nói ra đổi lại là ngày bình thường ta sẽ xé xác ngươi ra ăn long cân nhưng mà hôm nay ta không có hứng thú hôm nay ta sẽ tháo đầu của ngươi xuống cho thủ hạ của ngươi mang trở về trở về nói với nghiễm hải tộc của các ngươi biết nói cho phụ thân của ngươi biết nói có ta xuất hiện thế giới có bao xa nghiễm hải tộc tự các ngươi cút đi thật xa nếu không ta gặp một sẽ giết một gặp hai giết một đôi lý thất dạ nói ra câu này chuyện này làm rất nhiều người chung quanh hít khí lạnh, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, lời này hung hăng càn quấy tới mức rối tinh rối mù, đây không chỉ là địch với Nghiễm Hải tộc, đây là tuyên chiến với cả Nghiễm Hải tộc. Ha 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 ha, ha. Gặp một giết một, đến hai giết một đôi. Nghe được câu này, Nghiễm Hải thái tử cười như điên, nói ra, chỉ bằng một mình ngươi sao? Ha ha ha, cho dù là toàn bộ nhân tộc ở thiên linh giới, cũng không có tư cách là địch với nhiễm hải tộc. Nghiễm hải tộc chúng ta muốn tiêu diệt nhân tộc cũng không phải chuyện khó khăn gì. Một ngày nào đó, nghiễm hải tộc chúng ta sẽ xem nhân tộc các ngươi là đồ ăn. Vậy sao?" Lý Thất Dạ cười lên, hắn nói xong bước lên một bước tới chỗ Nghiễm Hải Thái tử, mà người bên cạnh Nghiễm Hải Thái tử hét lớn một tiếng, "Có lão giả quát, tiểu bối ngông cuồng, tiến lên nhận lấy cái chết." Hét lớn một tiếng, đám lão giả bên người Nghiễm Hải Thái tử tiến lên công kích Lý Thất Dạ, bọn chúng ra tay không lưu tình, vừa ra tay chính là từng đạo tia chớp trùng kích vào Lý Thất Dạ. Bọn họ đều là cường giả tia chớp này mạnh hơn nghiễm hải ngư khác không biết bao nhiêu lần, dòng điện giống như sóng to gió lớn bao phủ Lý Thất Dạ, muốn đánh Lý Thất Dạ thành than cốc. "Trừ lão, chúng ta giúp ngươi giúp một tay, giúp nghiễm hải tộc trừ hắn." Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi này, Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng nhìn nhau, bọn họ lập tức ra tay, nhưng mà bọn họ đánh giết không phải là Lý Thất Dạ, mà là đánh về phía Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ. Lâm Đạo Đồng công kích Diệp Đồ, mà Viêm Dương Long thì trực tiếp ra tay với Đằng Tề Văn. Bọn chúng làm như vậy nói là hiệp trợ Nghiễm Hải tộc một tay, trên thực tế đều có tâm tư của mình, đặc biệt là Lâm Đạo Đồng, hắn muốn đạt được vô cấu thủy trong tay Diệp Đồ. Thấy Lâm Đạo Đồng đánh giết tới, sắc mặt Diệp Đồ đại biến, tuy hắn là đường chủ Vô Cấu Tông nhưng mà so sánh với Lâm Đạo Đồng thì hắn không chiếm ưu thế, càng huống chi Lâm Đạo Đồng tu luyện vô cấu thể. Thấy Lâm Đạo Đồng đánh giết tới, Diệp Đồ biến sắc, hắn sử dụng bảo vật của mình, thì diễn công hóa, vòng tay xoay quanh liên tục đồ đằng hiện ra. Nó giống như mai rùa huyền vũ cực lớn, muốn ngăn cản Lâm Đạo Đồng. Nhưng mà chỉ nghe ông một tiếng, thân thể Lâm Đạo Đồng sinh ra hào quang mạnh mẽ, thánh khiết cao quý, đây là vô cấu thể của hắn, vạn pháp không dính, hắn lập tức vượt qua bảo vật của Diệp Đồ, xuyên thấu qua phòng ngự của Diệp Đồ, một tay bắt lấy Diệp Đồ, hắn muốn bắt sống Diệp Đồ. Mà cùng lúc đó Viêm Dương Long thi triển hỏa diễm mạnh mẽ, hắn tu luyện Thái Dương Thể, một bước tiến thẳng về phía đằng Tề Văn, đây là xu hướng liệt hỏa đốt trời, muốn đốt chết đằng Tề Văn ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nhưng mà đằng tề văn mạnh hơn viêm dương long rất nhiều hắn hử lạnh một tiếng một bước tránh nuôi ngàn dặm rời xa xích viêm đối với hắn mà nói chém giết viêm dương long cũng không phải việc khó nhưng mà hắn đang suy nghĩ có nên là địch với thái dương tông hay không nhưng mà viêm dương long không có chừng mực thét dài một tiếng hỏa diễm giống như cự long lao tới cắn giết đằng tề văn đồ không biết sống chết chỉ trong nháy mắt ánh mắt lý thất dạ mãnh liệt hắn cũng không nhìn người tên lão giả của nghiễm hải tộc oanh một tiếng cổ hư chân văn hiển hiện mặc kệ đám lão giả nghiễm hải tộc mạnh cỡ bao nhiêu dòng điện như sóng to gió lớn của bọn chúng bị cổ hư chân văn thôn vệ sạch sẽ còn chưa đủ nhét kẽ răng của cổ hư chân văn cùng lúc đó lý thất dạ cũng không có đuổi giết nghiễm hải thái tử mà là tiện tay vẽ một cái một cái thần ấn xuất hiện oanh một tiếng thần ấn chấn áp thẳng vào lâm đạo đồng lâm đạo đồng biến sắc lập tức vận dụng vô cấu thể tới cực hạn giống như một đóa hoa sen nở rộ hắn muốn nâng tựa vào vô cấu thể của mình ngăn cản thần ấn phanh một tiếng nhưng mà mặc kệ vô cấu thể của lâm đạo đồng phát huy tới trình độ nào đều không thể tránh được thần ấn tiếng nổ lớn vang lên thân thể lâm đạo đồng bị chấn áp dưới thần ấn máu tươi tung tóe trong thời gian này lý thất dạ lại tiện tay bắn ra một đạo pháp tắc kêu keng một tiếng pháp tắc như mũi tên nhọn bắn thẳng vào viêm dương long đang tấn công đằng tề văn tiếng hét thảm thiết vang lên viêm dương long căn bản không có khả năng né tránh pháp tắc này thân thể của hắn bị pháp tắc đóng đinh trên mặt đất. Đùng. Cũng trong thời gian cực ngắn đó, cổ hư chân văn thôn vệ tất cả dòng điện, một dòng điện mạnh hơn bắn ra, nghe được ba một tiếng, hơn 10 lão giả nghiễm hải tộc bị dòng điện trùng kích bay ra ngoài, thời điểm ngã xuống đất thì khói xanh lượn lờ trên thân thể bọn họ, người ta ngửi được mùi khét, hơn 10 lão giả nằm trên mặt đất không thể động đậy, cũng không biết sống hay chết. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, hơn nữa thời gian xảy ra quá nhanh, thậm chí có người trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu được xảy ra chuyện gì. Tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí có người vẫn không rõ rã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt nghiễm hải thái tử đại biến, hắn quát một tiếng, thét dài nói, tiểu xúc xanh, nhận lấy cái chết. Dòng điện của hắn hóa thành trường đao, trường đao quét qua hóa thành dòng xoáy lôi điện to lớn, cuốn thân thể lý thất dạ vào trong đó. Trong dòng xoáy lôi điện to lớn này có tiếng nổ vang không ngớt, mặt đất lay động. Uy lực như thế làm cho người ta biến sắc, nghiễm hải thái tử đã hóa lôi điện của mình thành thực chất khó trách đã sớm có đồn đãi nghiễm hải thái tử đã một cước bước vào đại hiền xem ra thật sự không giả từ khi nghiễm hải thái tử vừa ra tay mọi người đều biết cho dù nghiễm hải thái tử không phải đại hiền cũng không kém bao nhiêu nhìn thấy vòng xoáy lôi điện lý thất dạ không thèm nhìn nhiều tiện tay vung một trưởng phanh một tiếng nổ vang vòng xoáy lôi điện vỡ tan nhưng mà dư ba của cái vung tay này chưa chấm dứt lập tức quất vào người của nghiễm hải thái tử một trưởng này có tốc độ quá nhanh nhanh tới mức làm người ta không rõ nghiễm hải thái tử không có cơ hội tránh né phanh một tiếng nghiễm hải thái tử bị một trưởng đánh bay thân thể của hắn dán lên mặt đất máu tươi đầm đìa nhìn thấy một màn như vậy tất cả mọi người hoảng sợ có người hét lên một tiếng nói ra đại hiền thời điểm này mọi người đã ý thức được tiểu tử nhân tộc trước mắt chính là đại hiền đại hiền chân chính không giống nghiễm hải thái tử chỉ hướng ra người ngoài xưng là đại hiền trên thực tế hắn chỉ bước một cước vào cảnh giới đại hiền mà thôi. Chỉ có đại hiền chính thức mới có thể một tát đánh bay nghiễm hải, thái tử còn cách cảnh giới đại hiền rất gần. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người trong lòng tính ra sợ hãi, có không ít người cũng nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế hệ trẻ của nhân tộc lúc nào sinh ra đại hiền. Trên thực tế, bất luận là thời đại nào, nếu như còn trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới đại hiền, đó đều là thiên tài cho dù không thể uy hiếp thiên hạ thì cũng có thanh danh hiển hách. Nhưng mà trước đó chưa từng có ai nghe nói qua tên của Lý Thất Dạ, huống chi nhân tộc tại thiên linh giới rất hiếm thấy, thế hệ trẻ có đại hiền thì sớm dương danh thiên hạ rồi. Lúc này rất nhiều người nhìn qua Lý Thất Dạ, đặc biệt là người đạo hạnh nông cạn, trong nội tâm chấn động mạnh, trong nội tâm âm thầm may mắn, may mắn không có xung đột với Lý Thất Dạ, nếu không bị một đại hiền giết, đó là chuyện không ai đứng ra báo thù cả. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi xoay người lại, hắn đi tới trước mặt Lâm Đạo Đồng bị chấn áp. Lâm Đạo Đồng bị thần ấn chấn áp, thân thể của hắn đã vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Dưới thần ấn, Lâm Đạo Đồng muốn dãy ruộng, hắn không ngừng vận chuyển vô cấu thể của mình, nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn hoàn toàn bị chấn áp lại. Lý thất dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, vừa rồi ta không có lấy mạng của ngươi, chính là muốn cho ngươi chết rõ ràng mà thôi, khiến ngươi hiểu rõ mình chết như thế nào lúc này sắc mặt lâm đạo đồng trắng bệch, hắn hét lớn, ta, ta, chủ nhân của ta chính là chủ tôn tị trần dương nhưng mà hắn còn chưa nói xong tiếng răng rắc vang lên lý thất dạ một cước đạp nát đầu của hắn đi đời nhà ma âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên trong lòng rất nhiều người chấn động mạnh bị người ta một cước đạp nát đầu lâu chết như vậy quá biệt khuất lý thất dạ đi qua nhìn viêm dương long cười lên nói ra ta là người rất nhân tử nếu như ngươi bây giờ ăn sạch bùn đát ta còn có thể tha cho ngươi một mạng viêm dương long bị pháp tắc đóng đinh trên đất muốn động cũng không thể động đậy hắn dốc sức liều mạng dãy ruộng nhưng không thể làm gì cả viêm dương long cũng muốn dùng thái dương thể thiêu hủy pháp tắc nhưng mà mặc kệ thái dương thể của hắn phát uy thế nào đều không thể phá hủy pháp tắc này thậm chí có thể nói viêm dương long đã đốt sạch bùn đất chung quanh nhưng mà vẫn không thể đốt cháy đạo pháp tắc này nghe lý thất dạ nói chuyện viêm dương long quát một tiếng hét lớn họ lý người có bản lĩnh liền giết ta nhục nhã bổn thiếu gia thì tính là bổn sự gì cho dù bổn thiếu ra chết cũng không đi ăn bùn đất viêm dương long có vài phần xương cứng sắp chết đến nơi vẫn không cầu xin miệng cũng rất cứng nếu ngươi đã nói như vậy ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi lý thất dạ nhàn nhã cười nói đến đây đi có giỏi thì giết ta nếu không ngươi chính là bọn hèn nhát lúc này viêm dương long điên cuồng hét lên thái dương tinh hỏa bao phủ thân thể của hắn thân thể giống như núi lửa khổng lồ bộc phát làm cho không người nào có thể tới gần được lúc này viêm dương long cũng muốn mượn thái dương thể hộ mệnh cho mình chỉ cần lý thất dạ không cách nào phá thái dương thể của hắn như vậy cũng không cách nào giết hắn rất nhiều người nhìn thấy cảnh như vậy cũng giật mình viêm dương long cũng bị đóng đinh trên đất vẫn còn uy thế đáng sợ như thế tiên thể chính là tiên thể đây là thể chất khác không bằng được lý thất dạ làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của hắn chỉ cười lên nói ra chỉ là múa dìu qua mắt thợ mà thôi chỉ bằng chút thái dương thể này của ngươi cũng muốn bảo vệ tính mạng người đã dựa vào thái dương thể bảo vệ tánh mạng rất tốt ta là người ưa thích đạp nát hy vọng của người khác lý thất dạ nói như thế chỉ tiện tay phủi qua chấn áp viêm dương long nhưng mà thái dương thể của viêm dương long uy lực cường đại hơn nữa cũng không thể làm gì lý thất dạ dùng bàn tay áp xuống thái dương thể như núi lửa khổng lồ phun trào của viêm dương long giống như ngọn nén sắt tàn trong gió cả thái dương thể thoáng cái dập tắt thái dương tinh hỏa đang bộc phát cũng biến mất cảnh này vô cùng rung động lập tức chấn diệt tiên thể thủ pháp bá đạo bực nào hung tàn ra sao không viêm dương lòng nằm mơ cũng không nghĩ tới thái dương thể dưới một cái phủi tay của lý thất dạ cũng không chịu nổi đáng tiếc lúc này cho dù hắn muốn hối hận cũng không kịp dưới chấn áp này hắn giống như thái dương tinh hòa bị tiêu diệt vào lúc này chẳng diện vô cùng an tĩnh tất cả mọi người sinh ra hàn khí trong lòng tất cả mọi người hiểu tiểu tử nhân tộc trước mặt là kẻ hung áp căn bản không sợ bất cứ kẻ nào hắn dám ở trước mặt người trong thiên hạ chém giết đạo đồng của lâm đạo trưởng và đệ tử của thái dương vương điểm này nói rõ hắn bá đạo hắn căn bản không quan tâm là địch với lâm đạo trưởng thái dương vương hay bất cứ kẻ nào cả giết viêm dương long lúc này lý thất dạ mới chậm rãi đi đến trước mặt nghiễm hải thái tử lúc này toàn thân nghiễm hải thái tử vỡ vụn thân thể giống như gốm xứ vỡ thành ngàn vạn phiến dường như chỉ cần đụng nhẹ là thân thể của hắn tan nát nghiễm hải thái tử nằm trong vùng máu không thể động đậy nhìn thấy lý thất dạ hắn vẫn hung ác lạnh lùng nói được làm vua thua làm giặc chỉ trách ta học nghệ không tinh, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi, nghiễm hải tộc sẽ báo thù cho ta, một ngày nào đó. Nhiễm hải tộc sẽ huyết tẩy cửu tộc của ngươi. Cho dù là sắp chết, nhiễm hải thái tử vẫn không thay đổi bản tính hung tàn của nghiễm hải ngư, vẫn cực kỳ hung ác. Ta sẽ, ta sẽ chờ nhiễm hải tộc tới tìm ta báo thù cho ngươi. Ta chờ máu hàng tỉ nghiễm hải ngư nhuộm đỏ biển xanh. Lý thất dạ cười cười, ra tay gọn gàng, chém đầu của nhiễm hải thái tử xuống. Sau khi bị cắt đầu, đôi mắt Nghiễm Hải thái tử vẫn mở to ra, cho dù là chết thì hắn vẫn mở to mắt nhìn chầm chầm vào địch nhân. Đùng, một tiếng nổ vang. Lúc này năm ngón tay Lý Thất Dạ mở ra, tia chớp bắn ra ngoài, hơn 10 lão giả sắp chết, nhưng mà lúc này bị Lý Thất Dạ dùng tia chớp nướng thành đống cho tàn, chỉ để lại một người sống. Thời điểm chờ tên lão giả còn sống kia tỉnh táo lại đứng lên, Lý Thất Dạ đã dùng một cái hộp cho đầu lâu Nghiễm Hải thái tử vào trong, đưa cho lão giả này hắn cười nói, mang cái đầu này về cho nghiễm hải tộc, giao cho tộc trưởng của các ngươi, nói cho hắn biết, nói cho cả nghiễm hải tộc biết, đừng tới tìm ta gây phiền toái, đừng tới chọc ta, nếu không kết cục của con hắn chính là kết cục của hắn. Nếu như sau này nghiễm hải ngư dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết tất cả. Lão giả nghiễm hải tộc tức giận run rẩy, gương mặt của hắn vặn vẹo, cuối cùng hung ác nói, ta sẽ chuyển cáo không sót một chữ. Nói xong, mang theo đầu lâu nghiễm hải thái tử rời khỏi đối với lý thất dạ nói như vậy tất cả mọi người thoáng im lặng nói như thế nào thì nghiễm hải ngư cũng là nhân vật hung ác gần đây đều tranh cường háo thắng hành vi của lý thất dạ đã chọc giận cả nghiễm hải tộc đến lúc đó chỉ sợ là hàng tỷ nghiễm hải ngư của nghiễm hải tộc sẽ tới tìm lý thất dạ liều mạng thời điểm tất cả mọi người im lặng thất thần lý thất dạ vỗ vỗ tay cười nhìn đằng tề văn cùng diệp đồ nói ra tốt chúng ta đi thôi nơi này không có chuyện gì nữa rồi diệp đồ cùng đằng tề văn không nói hai lời đi theo lý thất dạ rời khỏi lý thất dạ đi không bao xa hắn quay đầu nhìn qua đám đại nhân vật đang ẩn nấp chân thân vừa cười vừa nói từ đâu tới đây thì về nơi đó đi xuyên hải toa không phải là nơi các ngươi có thể tham ngộ cho dù thủy tổ của các ngươi còn tại thế cũng không dám nói có thể tham ngộ ra cái gì những đại nhân vật che đậy thân phận không nói cái gì bọn họ không có phản bác lý thất dạ nói lý thất dạ rời khỏi tàn phá mỹ cảnh ra xuyên hải toa cuối cùng lý thất dạ quay đầu nhìn qua xuyên hải toa vẫn đang chạy đi nhìn thấy bất hệ chu được người ta gọi là xuyên hải toa trong lòng lý thất dạ thở dài một hơi hoặc là có một ngày như vậy a à, lúc xuyên hải toa chìm vào vô đề hải câu thì tàn phá mỹ cảnh sẽ đóng lại sao diệp đồ nhìn qua xuyên hải toa nói ra lý thất dạ nhẹ nhàng gật đầu nói ra sẽ hoặc là nói thời điểm xuyên hải toa xuất hiện lần nữa còn xa lắm hoặc nói nó xuất thế lần nữa thì thiên địa này sẽ đổi khác rồi nói xong quay người liền đi đám người lý thất dạ vừa trở lại thiền hải than lập tức có một đệ tử vô cấu tông đang chờ ở đó diệp đồ biết được tin tức nên hưng phấn nói với lý thất dạ công tử tông môn đã có tin tức tổ kình đang đợi công tử tốt ta lập tức khởi hành lý thất dạ gật gật đầu sau đó hắn vỗ vai diệp đồ cùng đằng tề văn vừa cười vừa nói ta cũng nên đi hảo hảo tu hành được rồi có lẽ sẽ có một ngày tương kiến diệp đồ cùng đằng tề văn tạm biệt lý thất dạ đối với bọn họ mà nói đi theo lý thất dạ một thời gian ngắn giúp bọn họ có được lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể nói là được lợi cả đời. Biển cả, biển cát khôn cùng, bích dương hải rộng lớn khó mà tưởng tượng, biển cả sâu không thể phỏng đoán, trong biển rộng bao la bát ngát này lại có bao nhiêu sinh linh cư trú ở đây, lại có bao nhiêu sinh vật khó có thể tưởng tượng. Tại khu vực biên hoang của Bích Dương Hải, ở chỗ này đại dương mênh mông rộng lớn. Bởi vì nơi này cách trung ương Bích Dương Hải quá mức xa xôi, nơi này trừ tôm cá ra, ít có chủng tộc hoặc tu sĩ giao thiệp dưới đáy biển chính là từng ngọn núi chìm nổi phóng mắt nhìn đi giống như không nhìn thấy điểm cuối cùng trên phiến hải vực này cũng có rất nhiều hòn đảo xuất hiện nhiều như sao trời nhưng mà trên từng hòn đảo này không có ai cả ở chỗ này chính là nơi tổ kinh của vô cấu tông ngủ say đương nhiên đây chỉ là ngủ tạm thời mà thôi thời điểm nó tỉnh ngủ nó sẽ bơi khắp nơi lưu động tại bích dương hải thâm hát hải long yêu hải tổ kinh vô cấu tông truyền thuyết là do thủy tổ vô cấu tam tông vô cấu tiên đế lưu lại một đầu cự kình. Cự kình này có được huyết thống chân long, nó cho tới bây giờ chưa khai linh trí, vẫn là nguyên hình. Tổ kình vô cấu tam tông từ một ý nghĩa nào đó, nó cũng là tổ địa của vô cấu tam tông, một tổ địa di động. Bởi vì tại trong tổ kình có chứa rất nhiều nội tình của vô cấu tam tông, bất luận là bảo vật hay là công pháp bí tịch đều có nhất phân ra một phần đưa vào tổ kình. Cũng chính là như thế, nếu quả thật có ngày vô cấu tam tông gặp được tuyệt thế cường địch, cả vô cấu tam tông bị tiêu diệt, nhưng mà chỉ cần tổ kình vẫn còn, như vậy vô cấu tam tông sẽ có thể quật khởi lần nữa trừ phi tuyệt thế tuyệt địch tiêu diệt cả tổ kình nếu không hòa chủng của vô cấu tam tông sẽ truyền thừa nhiều thời đại muốn diệt tồn tại như tổ kình cũng không phải chuyện dễ dàng trừ phi là tiên đế toàn lực ra tay nếu không cho dù là thần hoàng cũng không thể giết tổ kình huống chi cho tới nay hành tung tổ kình của vô cấu tam tông là một bí mật không chỉ nói người ngoài cho dù là người vô cấu tam tông có thể chính thức biết rõ hành tung của tổ kình cũng chẳng có mấy người Tổ kình đi dạo trong biển cả bao la, lộ trình của nó không cách nào phán đoán được. Hơn nữa, trải qua một đoạn thời gian đi dạo thật lâu, tổ kình sẽ chìm vào nơi sâu nhất đáy biển ngủ say, không ai có thể tìm kiếm nó được. Thời điểm lý thất dạ tiến vào hải vực này, lúc này có một lão giả đang chờ đợi. Lão giả này dâu tóc bạc trắng, tuổi trừng thất tuần, không biết hắn sống bao nhiêu thời gian dài rằng rặc. Cho dù lão giả này đã thất tuần, không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng mà vẫn huyết khí cực vượng, hắn là một thần hoàng khủng bố tôn giá nhất định là Lý Công Tử. Gặp Lý Thất Dạ đi tới, lão giả này ôm quyền vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu, nhìn qua lão giả này, nói ra, nương theo tổ kình, thật sự giúp ngươi đạt được lợi ích không nhỏ. Ngươi đã sống hai thế a? À? Lý Thất Dạ nói lời này làm lão giả hoảng sợ, thân phận của hắn cho tới nay đều là bí mật, cho dù là người trong vô cấu tông cũng ít người biết tới. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói hắn sống qua hai thời đại, điểm này làm nội tâm của hắn dùng mình lão giả này hít sâu một hơi liền ôm quyền nói ra công tử pháp nhãn như đuốc bội phục bội phục công tử mời vào trong lý thất dạ gật gật đầu bước vào nước biển trong nháy mắt chìm vào đáy biển lão giả và lý thất dạ đi vào nơi sâu nhất của đáy biển dừng lại trước một ngọn núi răng rắc thời điểm này từng âm thanh vỡ vụn vang lên lúc đám người lý thất dạ cách không xa ngọn núi vỡ ra cả ngọn núi vỡ ra từng khối đất đá nhao nhao lăn xuống hải ngư chung quanh bỏ chạy thục mạng sau khi ngọn núi này hoàn toàn vỡ ra đột nhiên sáng ngời một nhúm hào quang chiếu sáng đáy biển thế giới trước mặt vô cùng mỹ lệ óng ánh mà thần bí giống như một cánh cửa có thể đi thông thế giới khác nhìn kỹ lại ngươi sẽ phát hiện đây căn bản không phải cánh cửa đây là con ngươi một con mắt lớn không thể tưởng tượng nổi một con mắt to như ngọn núi sau khi con mắt này mở ra một nhúm hào quang chiếu vào người lý thất dạ ánh mắt chiếu sáng toàn thân lý thất dạ oanh 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 sau đó cả đáy biển sáng ngời, cả biển cả như bị lật tung, sóng biển cuồn cuộn, bị nhấc lên sóng lớn phóng tới vòng trời, dường như có thứ gì đó tỉnh lại, có thể là ngôi sao trên chín tầng trời rơi xuống. Thời điểm này từng ngọn núi vỡ ra, các hòn đảo liên tiếp vỡ vụn, tiếp theo chúng chìm vào đáy biển. Tại sao có thể như vậy? Lão già bị dọa kêu to một tiếng, hắn nhìn vào cảnh trước mặt, không thể tưởng tượng nổi nói, cái này, cái này, điều này sao có thể, tổ kinh sao có thể thức tỉnh trước thời hạn chứ? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn trăm vạn trượng trùng kích bầu trời, cảnh đồ sộ này quá to lớn. Một đầu cá voi hiện ra, cả phiến hải vực này sinh ra sóng gió ngập trời, cảnh tượng thập phần rung động nhân tâm. Một con cá voi vô cùng lớn hiện ra, nó giống như một cái đại lục dưới biển, phóng mắt nhìn qua, thân hình cá voi này không thấy cuối cùng, chiều dài của nó chẳng khác gì sơn mạch phập phòng dưới biển. Tổ kình, đây là tổ kình của vô cấu Tam Tông, thiên linh giới rất ít người có thể nhìn thấy chân thân tổ kình truyền thuyết tổ kinh có được huyết thống chân long nhưng vẫn không mở ra linh trí hóa thành chân long lúc này lý thất dạ đứng trên đầu tổ kinh đầu của tổ kinh rất to lớn không thể tưởng tượng nổi thời điểm nó hiện ra trên mặt biển chẳng khác gì lục địa lý thất dạ vỗ vỗ đầu tổ kinh cảm khái nói bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn vỗ cánh bay trăm vạn dặm ô nghe được lý thất dạ nói tổ kinh thét dài một tiếng tiếng giống kinh thiên động địa dung chuyển vòm trời khiếp đảm tâm hồn oanh một tiếng, tổ kình phun ra cột nước lớn xuyên qua trời cao, bắn thẳng cực cao, nhìn qua tổ kình rất hưng phấn. Cái này, cái này, đây mới thực là kỵ kình giả. Lão giả cũng há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả này không thể tin nổi nhìn qua lý thất dạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý thất dạ lần đầu tiên gặp tổ kình của vô cấu tam tông, lại có thể trở thành kỵ kình giả, điều này thật sự là quá không tư nghị. Chẳng lẽ đây là trời xanh chú định, đây là trời xanh ban chân mệnh thiên tử cho vô cấu tam tông sao trong khoảng thời gian ngắn lão giả thất thần thì thào tự nói cũng khó trách lão giả này rung động như thế mặc dù nói hắn trường kỳ thường trú trên tổ kinh nên được gọi là kỵ kinh giả trên thực tế hắn không phải kỵ kinh giả chân chính càng chính xác ra bọn họ là truy kình giả bởi vì kỵ kinh giả chính thức có thể điều khiển tổ kinh mà hắn không có năng lực điều khiển tổ kinh tổ kinh cường đại hơn hắn hắn căn bản không thể điều khiển tổ kinh trừ phi là có thể được tổ kính tán thành trở thành chủ nhân chỉ có người như vậy mới thật sự là kỵ kinh giả mà như mấy lão giả như hắn chỉ có thể đi theo tổ kình tổ kình du lịch ở đâu bọn họ cũng ở đâu bọn họ căn bản không có năng lực cải biến phương hướng của tổ kình một hồi lâu lão giả phục hồi tinh thần lại kích động quỳ báy dưới đất không thể che hết hưng phấn nói ra trời xanh có mắt ban chân mệnh thiên tử cho chúng ta công tử chính là kỵ kình giả của vô cấu tam tông vô cấu tam tông sẽ có hy vọng thống nhất lần nữa trời xanh có mắt. Nghe lão giả nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, vừa cười vừa nói, lão Tạc Thiên vẫn không mở mắt chó ra đâu, càng đừng nói ban chân mệnh thiên tử cho Vô Cấu Tam Tông các ngươi. Bất kể nói như thế nào, công tử chính là kỵ kinh giả của Vô Cấu Tam Tông chúng ta. Lão giả vẫn kích động và hưng phấn, nói ra, đây chính là phúc tinh của Vô Cấu Tam Tông. Kỵ kinh giả cũng tốt, không phải kỵ kinh giả cũng được. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, khoát khoát tay, nói ra, Ta hiện tại đi vào vô cấu tuyển lấy nước. Ô, Lý Thất Dạ nói lời này, Tổ Kình trầm thấp kêu một tiếng, sau đó ông một tiếng, một cánh cửa mở ra, cánh cửa đi thông vào trong người Tổ Kình. Mời công tử vào trong. Lão giả thập phần hưng phấn nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ cười lên, bước vào cánh cửa, lập tức bị truyền vào trong người Tổ Kình, lão giả cũng theo sát phía sau. Trong cơ thể Tổ Kình là một cảnh khó tưởng tượng nổi, ở chỗ này thậm chí có từng tòa cung điện, hơn nữa những cung điện này xây dựng quanh núi. Có ai có thể nghĩ tới, trong người tổ kình lại có ngọn núi, vậy mà có thể tự thành thế giới. Ở chỗ này, ngọn núi nguy nga, có thác nước chảy xuống, bất luận kẻ nào biết rõ đây là cơ thể tổ kình, nhìn thấy cảnh này đều không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ cùng lão giả đi vào trong một cung điện, đi vào tòa cung điện này còn có không gian rộng lớn hơn, trong cung điện này không có vật gì, chỉ có một hồ nước lớn. Hồ nước này cực lớn, rộng trăm dặm, trong nước còn có con suối, nước suối này mang theo sinh mệnh lực mạnh mẽ hồ lớn như thế, hồ nước bình tĩnh, nhưng chính bởi vì hồ nước bình tĩnh, thời điểm bước vào lại làm người ta dục tiên dục tử, hồ nước rửa tận thất tình lục dục, toàn thân có tiên khí lượn lờ, tiếp theo là thần hoàn hiện ra chung quanh thân thể, người ta có cảm giác vào lúc này muốn vứt bỏ thân thể phàm thai, tùy thời có thể phi thăng thành tiên. Trong cửu giới không có bất cứ nơi nào nhiều vô cấu tuyền, như vô cấu tam tông các ngươi. Lý thất dạ nhìn qua hồ nước trước mặt, nhàn nhạt nói, năm đó vô cấu tiên đế lưu nội tình rất đầy đủ cho các ngươi bằng không vô cấu tam tông các ngươi cũng không có xuất hiện thêm hai tiên thể đại thành lại tự nghĩ ra hai đại tiên thể thuật vô cấu tam tông có thành tựu hôm nay là tổ tiên ban cho lão giả cũng nói ra lý thất dạ nói là sự thật đối với vô cấu tam tông bọn họ mà nói bọn họ có đầy đủ tài nguyên chỉ cần có được đệ tư có thiên phú có được đầy đủ đạo tâm kiên định vô cấu tam tông sẽ có năng lực bồi dưỡng thành tài chỉ lấy vô cấu tuyển mà nói đệ tử có thiên phú của vô cấu tam tông đều có cơ hội đi vào vô cấu tuyền thoát thai hoán cốt, một khi trải qua vô cấu tuyển thoát thai hoán cốt, đệ tử như thế tu luyện như hổ thêm cánh. Cho nên đối với vô cấu tam tông mà nói, thiếu là thiếu nhân tài, không thiếu tài nguyên. Lý thất dạ lấy hồ lô ra, bắt đầu hấp thu rất nhiều vô cấu thủy. Đối với vô cấu tam tông mà nói, vô cấu thủy cực kỳ chân quý, không chỉ nói đệ tử vô cấu tam tông, cho dù là các lão tổ vô cấu tông, cũng không dễ dàng mang theo vô cấu thủy ra ngoài, trừ phi là tình huống đặc biệt nếu không dưới tình huống bình thường vô cấu thủy là không cho phép mang ra khỏi tổ kình nhưng mà lúc này lý thất dạ tới lấy vô cấu thủy lão giả cũng không có phản đối bởi vì lý thất dạ có thể tháo vô cấu vân xuống dựa theo tổ huấn của vô cấu tam tông lý thất dạ có tư cách lấy vô cấu thủy huống chi lý thất dạ bây giờ là kỵ kình giả hắn có được quyền lực thật lớn lấy đi vô cấu thủy chuyện này cũng là chuyện nhỏ lý thất dạ thu đủ vô cấu thủy quay người rời khỏi nhưng mà hắn vừa ra khỏi cung điện ở cửa có vài lão giả đang quỳ trên đất mấy lão giả này đều thường trú lâu dài trong tổ kình lúc này bọn họ đang phục bái trên đất các ngươi làm cái gì vậy lý thất dạ nhìn bọn họ nhàn nhạt nói ta không phải kỵ kình giả của các ngươi tất cả đứng lên đi thỉnh công tử lưu lại vô cấu tam tông cần công tử thống ngự chỉ có công tử trở về vô cấu tam tông mới có thể quy nguyên thành một thể mấy lão giả này quỳ bái trên đất có lão giả nói ra nghe nói như thế lý thất dạ cười lên nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra Ta đã nói ta không phải kỵ kinh giả của các ngươi, đối với vô cấu tam tông các ngươi mà nói, ta chỉ là khách qua đường mà thôi, các ngươi không cần phải đi quan tâm, không cần phải đi lưu ý. Nhưng tổ kinh tuyển công tử là kỵ kinh giả. Lão giả vội vàng nói, công tử hoặc còn chưa biết ý vị của kỵ kinh giả, với vô cấu tam tông là như thế nào, trăm ngàn năm qua, có không ít tiền hiền của vô cấu tam tông đều khát vọng trở thành kỵ kinh giả. Lý thất dạ nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra, ta biết rõ kỵ kinh giả có ý vị như thế nào thủy tổ các ngươi không còn tại thế hai đại thành tiên thể không tại thế kỵ kinh giả chính là biểu tượng quyền lực cao nhất của vô cấu tam tông có thể thống ngự vô cấu tam tông có thể chỉnh hợp vô cấu tam tông làm một giúp vô cấu tam tông hợp lưu lần nữa công tử nói đúng lão giả này nói ra chỉ cần công tử lưu lại vô cấu tam tông toàn bộ đệ tử vô cấu tam tông sẽ nghe công tử phân công tất cả tài nguyên của vô cấu tam tông tùy ý công tử điều phối ta hiểu lý thất dạ không có hứng thú nói đối với rất nhiều người mà nói có thể trở thành kỵ kinh giả là vinh hạnh cao nhất là biểu tượng quyền lực cao nhất đây là nguyên nhân không ít tiên hiền của vô cấu tam tông khát vọng đạt được nói đến đây lý thất dạ dừng một chút nhìn lão già trước mặt nhẹ nhàng lắc đầu nói ra kỵ kinh giả cũng tốt vô cấu tam tông quy nguyên cũng được chuyện này không quan hệ tới ta ta chỉ là khách qua đường là một khách ở đây mà thôi đối với vô cấu tam tông các ngươi mà nói thì không có ý nghĩa thế nhưng mà công tử tổ kinh đã tuyển ngươi làm kỵ kinh giả lão giả này nói tuyên cổ đến nay có thể được tổ kinh thừa nhận giải rác không có mấy tổ kinh tuyển định công tử làm kỵ kinh giả đây cũng là đế chỉ của thủy tổ vô cấu tiên đế lý thất dạ phất tay trên ngang lời lão giả này nói được rồi những chuyện này ta hiểu hơn các ngươi cũng không cần cầm vô cấu tiên đế ra làm ngụy trang ta vẫn câu nói kia nhớ kỹ cho ta ta là khách qua đường chỉ là khách qua đường không có ý nghĩa không thể mang tới cái gì cho vô cấu tam tông các ngươi vo cấu tam tông cũng không cần trông cậy vào ta nói xong xoay người rời đi mấy lão giả khác thập phần bất đắc dĩ bọn họ chỉ đi theo lý thất dạ tiễn lý thất dạ rời khỏi ra khỏi cơ thể tổ kình đứng trên nước biển nhìn qua tổ kình to lớn trong lòng lý thất dạ thở dài một hơi hắn vuốt ve tổ kình thì thào nói hữu duyên ngày khác cuối cùng sẽ gặp lại ô tổ kình kêu một tiếng cái đầu của nó nhẹ nhàng đưa tới trước muốn được lý thất dạ vuốt ve ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé mấy lão giả nhìn thấy lý thất dạ và tổ kình thân mật như thế bọn họ đều không thể tin được chỉ sợ trừ thủy tổ vô cấu tiên đế ra không còn có người nào thân mật với tổ kình như vậy lý thất dạ vỗ đầu tổ kình đầu tổ kình này khi còn bé là do hắn giao cho vô cấu tiên đế về sau nó vẫn tùy tùng vô cấu tiên đế cuối cùng lý thất dạ nhìn qua mấy lão giả nói tiễn quân ngàn dặm cuối cùng vẫn từ biệt đều trở về đi tổ kình sẽ lên đường đấy. Công tử không ngại suy nghĩ một chút, ngày khác công tử muốn trở về vô cấu tam tông. Toàn bộ cao thấp của vô cấu tam tông đều nghe theo công tử phân công. Lão già này chưa hết hy vọng, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ chỉ cười lên, cánh tay điểm một cái, mở cánh cửa ra, hắn biến mất trong cánh cửa. Lý Thất Dạ trở lại khổng tước địa, nhìn thấy khổng cầm như. Khổng cầm như nhìn thấy Lý Thất Dạ thì vội vàng nói, công tử, nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong rồi, cư dân trên khổng tước địa cũng rút lui không biết công tử khi nào thì động thủ lý thất dạ cười lên chậm rãi nói ra nhanh thôi mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ gió đông mà thôi gió đông trong lời công tử là cái gì khổng cầm như hỏi tánh mạng chỉ có thứ chân quý nhất này mới có thể tục thọ lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt nói ngày hôm nay không bao lâu sẽ tới nghe được lý thất dạ nói như vậy trong nội tâm khổng cầm như chấn động nàng nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ sắc mặt của nàng trắng bệch hít khí lạnh nhìn qua lý thất dạ nói ra cái này chuyện này thích hợp sao lý thất dạ chỉ lười biếng nhìn qua nàng một cái nói ra tiểu nữ nhân ngươi cảm giác thiên hạ có cơm chưa miễn phí sao thế gian cho tới bây giờ sẽ không hề có thu hoạch mà không trả giá tục thọ vốn là chuyện nghịch thiên mà đi đây là đối kháng với lão tạc thiên chuyện như thế ngươi cảm thấy không có năm ba năm thì có thể thành công sao nói đến đây lý thất dạ nhắm mắt lại nhàn nhạt nói nếu ngươi muốn tục thọ cho khổng tước thụ nên có giác ngộ như thế nếu như ngươi không có giác ngộ này nói gì tới tục thọ nói gì mưu cầu phúc lợi cho nhân tộc cái này cái này chuyện này có vi phạm thiên hòa hay không khổng cầm như cũng do dự một chút nhịn không được hỏi thiên hòa lý thất dạ cười rộ lên nói ra cái gì gọi là thiên hòa trong mắt lão tặc thiên căn bản không có thiên hòa lại nói tu sĩ làm chuyện gì mà không vi phạm thiên hòa đấu với trời tranh với trời đối kháng thiên mệnh tu sĩ bước lên con đường này thì đã nhất định vi phạm thiên hòa, nhất định là đi ngược chiều. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn khổng cầm như, nói ra, ngươi không cần quan tâm có vi phạm thiên hòa hay không, có lẽ ngươi càng phải hỏi lương tâm của mình một chút, ngươi phải hỏi lương tâm của mình có trở ngại hay không, có thể bước qua đạo khảm này, vào đêm khuya ngủ mới được an giấc. Nói xong, Lý Thất Dạ chỉa chỉa vào trái tim của mình, nói, đây mới là thứ trọng yếu nhất của tu sĩ, đây mới là con đường bằng phẳng giúp tu sĩ đi tới cuối cùng. Về phần lão tạc thiên, đó chỉ là tiện nhân mà thôi. Người có thể giết, nhưng lương tâm không thể chu, cho dù là lão tạc thiên cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, khổng cầm như bắt đầu trầm mặc, nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng như thế, đây tuyệt đối là địa ngục, một hồi kiếp nạn khủng bố. Nếu như người bây giờ đổi ý còn kịp, dù sao ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý thất dạ chỉ cười tùy ý, nói ra, đại cục đã bố trí xong, có chấp hành hay không chỉ bằng một ý niệm của ngươi cuối cùng nhất khổng cầm như hít sâu một hơi vô cùng trịnh trọng nói đã đi tới bước này còn có lý do gì đi lùi bước vì nhân tộc trên lưng của ta chấp nhận mang bêu danh việc này nên để ta đi lý thất dạ cười lên nói ra nếu để cho người ta biết rõ cẩm tú cốc của ngươi chỉ sợ tai vạ tới nơi rồi chuyện này khổng cầm như nhìn qua lý thất dạ nói ra việc này là chủ ý của ta nếu để cho công tử lưng đeo bêu danh chỉ sợ trăm ngàn năm sau cũng không rửa sạch lưng đeo bêu danh đối với cách nói này lý thất dạ cười rộ lên nói ra bêu danh được coi là cái gì ngươi yên tâm đi tuy ta là một hung nhân hung ác vô tình nhưng mà ai đáng chết ai không nên chết ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều công tử mưu cầu phúc lợi cho nhân tộc lại một người lưng đeo bêu danh công tử chính là cứu tinh của nhân tộc không cầm như cảm động nói ra cứu tinh lý thất dạ cười lên nhìn ra nơi xa xôi trăm ngàn năm qua hắn có vô số danh hiệu tuy nhiên cũng có người từng xưng hắn là thủ hộ giả nhân tộc, nhưng mà nhiều nhất chính là thoá mạ, hung thủ, độc thủ sau màn, ma vương giết người. Trăm ngàn năm qua hắn mang bêu danh không ít, hắn hoàn toàn không cần bận tâm là ai thoá mạ hắn nữa. Bắt đầu đi, trò hay sắp lên sàn, thời điểm chấm dứt ta cũng nên rời đi rồi. Lý thất dạ nói, không cầm như yên lặng gật đầu. Sau đó nàng nhìn Lý Thất Dạ nói ra, người công tử muốn tìm đã có tin tức, nàng đi qua Bích Dương Hải, đi Long Yêu Hải, nàng đi tới một truyền thừa, Nghe nói truyền thừa này có quan hệ lớn lao tới bất tử môn, cũng có người cho rằng là phân chi của bất tử môn. Bất tử môn. Hai mắt lý thất dạ híp lại, ánh mắt sáng lên. Nhưng mà bất tử môn đã xuống dốc thật lâu rồi, có thể nói một mạch này đã đoạn, cho dù còn có đệ tử tồn tại, chỉ sợ cũng giải rác không có mấy. Khổng cầm như nói ra. Ta biết rõ, bất tử môn, bất tử tiên đế sụp đổ thì kết cục của bọn họ đã chú định rồi. Lý thất dạ nói, Bất tử môn chính là truyền thừa do Bất tử tiên đế lập nên. Tại Thiên Linh giới, Bất tử môn có đủ loại truyền thuyết, thậm chí lịch đại tiên hiền cho rằng Bất tử môn vẫn nắm giữ thuật bất tử của Bất tử tiên đế, cũng chính bởi vì như thế, cho tới nay đều có người đang tìm kiếm bí mật của Bất tử môn. Bất kể là đối với ai mà nói, đều hy vọng chính mình có một ngày bất tử, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là chuyện không có khả năng. Nhưng mà tuyên cổ đến nay, vẫn có truyền thuyết cho rằng Bất tử tiên đế có được thuật bất tử loại thuật bất tử này có thể làm cho bất tử tiên đế chết một lần lại một lần phục sinh cho nên cho tới nay ai cũng muốn đạt được thuật bất tử có thể giúp mình sống lại thế thứ hai nhưng mà tuyên cổ trôi qua lại có mấy người nhìn thấy thuật bất tử không có ai biết bất tử tiên đế làm sao bất tử tiếp qua mấy ngày khổng tước địa liên tiếp xuất hiện dị tượng ngay từ đầu khổng tước địa có huyết quang trùng thiên huyết khi vô cùng vô tận phun ra giống như sóng gió bao phủ các nơi khổng tước địa chấn động từng hồi địa chấn mạnh mẽ kế tiếp khổng tước địa xuất hiện khe hở một cái khe vỡ ra trên khổng tước địa cả khổng tước địa như nứt vỡ ra khổng tước địa liên tiếp phát sinh dị tượng tu sĩ bên ngoài từ từ chú ý dẫn phát không ít môn phái truyền thừa chú ý trong vài ngày ngắn ngủi một tin tức nhanh truyền đi truyền khắp bích dương hải thậm chí chậm rãi truyền khắp ngũ hồ tứ hải truyền khắp cả thiên linh giới khổng tước thụ sắp chết héo tin tức nho nhỏ này không biết truyền ra từ nơi nào trong thời gian ngắn truyền ra khắp bích dương hải thời điểm tin tức truyền đi cả bích dương hải lập tức xôn xao phần đông tu sĩ và môn phái xác minh việc này tại thiên linh giới bất kể là đối với ai mà nói tồn tại như tổ thụ có một ngày chết héo đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên có đại môn phái vừa nghe được tin tức này cũng không quá tin tưởng lập tức phái đệ tử tiến tới khổng tước địa dò xét sau khi đệ tử đi vào khổng tước địa nhìn thấy các loại dị tượng thì trở về tông môn báo cáo xem ra khổng tước thụ thật sự sắp chết héo trải qua xác định có trưởng môn đại giáo cương quốc cũng thì thào tự nói, cũng có trưởng lão nói ra, bấm tay tính toán, thọ nguyên của Khổng Tước Thụ cũng nên chấm dứt tại đây, Khổng Tước Thụ tổ quay về đại địa thời gian quá dài, cũng nên đi tới thời điểm cuối cùng của tính mạng. Ngày hôm nay cũng tới quá nhanh, Khổng Tước Thụ chết héo, đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại sắp đổ xuống, thật sự quá nhanh, đã xảy ra chuyện gì làm Khổng Tước Thụ nhanh chết héo như thế? Cũng có đại nhân vật hiếu kỳ, quyết định tự mình đi xem xét. Nghe được tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo, có người bi thương, nhưng mà càng có nhiều người tinh thần chấn động. Đối với tu sĩ khắp thiên hạ mà nói, đối với vô số môn phái truyền thừa mà nói, một cây thụ tổ chết héo đi, chuyện này có ý nghĩa một bữa thịnh yến sẽ tới, bất luận kẻ nào thậm chí đều nghĩ muốn phân một chén canh trong thị yến này. Khổng Tước Thụ chết héo, chuyện này ý nghĩa Khổng Tước Thụ sẽ trả lại tất cả cho đại địa, thời điểm Khổng Tước Thụ chết héo thì có rất nhiều bảo vật ném ra ngoài, còn có rất nhiều nguyên khí tinh hoa phát sinh chuyện như vậy, đối với bất cứ tu sĩ nào, bất kể là truyền thừa nào, đây chắc chắn là một thịnh yếu, nếu như có thể trong thịnh yến này đoạt được trí bảo, đây tuyệt đối là chuyện được lợi cả đời, thậm chí là một đêm phát nhanh, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, từ nay về sau trải bằng con đường đi thông tới cường giả vô địch. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, trong những năm tháng đã qua, thời điểm có tổ thụ chết héo từng có người đạt được dễ chính, giúp cho hắn tu luyện cực nhanh, cuối cùng bước vào con đường thần hoàng vô địch cho nên sau khi nhận được tin tức, tu sĩ Bích Dương Hải thậm chí là cả thiên linh giới đều sôi trào, phần đông người chạy tới khổng tước địa. Khổng tước thụ sắp sửa chết héo, chuyện này tới cũng quá nhanh rồi, ta còn tưởng rằng nó còn có thể trèo chống hai đời đấy. Có cao thủ trí cường nghe được tin tức như thế, cảm thấy ngoài ý muốn, cũng hơi do dự. Mặc dù nói thế nào, sau khi nghe được tin tức khổng tước thụ sắp sửa chết héo, thì có rất nhiều tu sĩ và môn phái không ngồi yên, nhao nhao chạy tới khổng tước địa, nhưng mà những đại nhân vật có kinh nghiệm phong phú thì cẩn thận, bởi vì dùng kinh nghiệm của bọn họ mà phỏng đoán, cho dù tổ thụ sắp chết héo, dùng sự cường đại của nó, quản chi nó sắp chết, nó cũng có thể chống đỡ vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Chỉ cần tổ thụ còn sống thì không ai dám đi đánh chủ ý bảo vật hay nguyên khí tinh hoa, ai cũng không dám động thủ với tổ thủ, cho dù nó sắp chết héo. Nhưng mà không ít đại nhân vật thế hệ trước không nóng nảy, cũng không ngồi yên được bao lâu. Không qua vài ngày sau, Bích Dương Hải không biết từ nơi này truyền ra một tin tức, tin tức này nói ra, Khổng Tước Địa bắt đầu vỡ vụn, ít thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm, Khổng Tước thụ chắc chắn sẽ tử vong. Sau khi nghe được tin tức như thế, phần đông tu sĩ thế hệ trước đã không ngồi yên được nữa, mặc dù có rất nhiều người cũng bán tín bán nghi, nhưng mà bất kể là ai cũng không muốn bỏ qua hồi thị yến này, đều nhao nhao lên đường tiến về Khổng Tước Địa, đi xem tin tức là thật hay giả. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ chạy tới Khổng Tước Địa. Đi xem xét giúp cuộc bản thân mình có thể đạt được một chén canh trong thịnh yến hay không. Tu sĩ chạy tới Khổng Tước Địa có mị linh, có thụ tộc, có hải yêu, thập phần náo nhiệt, đặc biệt là cách những môn phái truyền thừa cách Khổng Tước Địa, gần thì chiếm thiên thời địa lợi, bọn họ đã sớm chạy tới Khổng Tước Địa. Cư dân trên Khổng Tước Địa đã sớm rút lui rời đi, cả Khổng Tước Địa vốn quạnh quẽ cô tịch, bây giờ những tu sĩ này chạy tới, cả Khổng Tước Địa lại náo nhiệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Tước Địa tùy ý nhìn thấy tu sĩ muôn hình muôn vẻ có thụ tộc toàn thân lá cây, có hải yêu đầu người thân cua, cũng có mỹ linh anh tuấn xinh đẹp, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai tu sĩ nhân tộc. Sau khi tin tức khổng tước thụ sắp chết héo chuyển ra ngoài, các tộc đều hưng phấn, uốn kiếm một chén canh, chỉ có nhân tộc là thất lạc bi thương. Đối với rất nhiều nhân tộc thiên linh giới mà nói, khổng tước thụ là nơi hoài niệm của bọn họ, có ân tình rất nhiều với nhân tộc. Khổng tước địa từng là khối đại địa thứ hai của nhân tộc tại thiên linh giới, cũng là gia viên trong suy nghĩ của rất nhiều người đi cho tới hôm nay, khổng tước thụ sắp sửa chết héo. Vậy ý nghĩa khổng tước địa sẽ không còn tồn tại, nó sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Từ đó về sau nhân tộc thiên linh giới sẽ mất đi một chỗ dựa vào, sẽ mất đi một gia viên. Nghe được tin tức khổng tước thụ sắp chết héo. Mặc dù có nhân tộc muốn vì làm gì đó cho khổng tước thụ, nhưng mà bọn họ bất lực, bọn họ căn bản không thể làm gì cho khổng tước thụ cả. Cho dù là trí cường giả cũng không thể làm gì cho khổng tước thụ. Tổ thụ hao hết thọ nguyên, đây đã là cục diện không thể vãn hồi nếu như có thể vãn hồi cục diện này cách duy nhất chính là tục thọ cho tổ thụ nhưng chuyện này căn bản không có khả năng chuyện này quản chi trí cường giả không làm được tục thọ cho tổ thụ độ khó không kém tục thọ cho tiên đế đây căn bản là chuyện không thể hoàn thành rất nhiều tu sĩ cường giả đuổi tới khổng tước địa chỉ thấy khổng tước địa xuất hiện không ít khe hở có nước biển chảy vào khe hở chảy ngược vào trong khổng tước địa rất nhiều hoa cỏ cây cối trên khổng tước địa bắt đầu héo tùy thời sẽ chết đi hơn nữa cả khổng tước địa trong vòng một ngày chấn động rất nhiều lần giống như tùy thời sẽ rách tả tơi ra xem ra khổng tước địa thật sự chống đỡ không nổi hiện tại khổng tước địa cũng bắt đầu vỡ ra dùng không bao lâu cả khổng tước địa sẽ hoàn toàn nứt vỡ tới mức đó thì cho dù khổng tước địa không phải tan thành mây khói chỉ sợ cũng phá thành mảnh nhỏ đại nhân vật thế hệ trước vốn không muốn tin tưởng sau khi chạy tới nhìn thấy cảnh này hoàn toàn vững tin khổng tước thụ sắp chết héo xem ra cư dân khổng tước địa cũng biết khổng tước thụ sắp chết héo đã rời khỏi khổng tước địa từ trước, cũng có cường giả nhìn thấy cả khổng tước địa đã người đi nhà trống, không có bất kỳ người nào ở lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có tu sĩ nhân tộc đuổi tới khổng tước địa, tu sĩ si đuổi tới khổng tước địa để tìm kiếm những người khác trên khổng tước địa, nhìn xem còn có nhân tộc chưa rời khỏi khổng tước địa hay không. Khổng tước thụ sắp chết héo, khổng tước địa sắp sụp đổ, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, đây là thời điểm đoàn kết nhất trí, ôm thành một đoàn, chỉ cần khổng tước địa còn có người chưa rút đi bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân chỉ cần là nhân tộc sẽ được bọn họ giúp rời đi vào lúc sống chết trước mắt nhân tộc chỉ có thể dựa vào nhau cẩm tú cốc đã làm tốt công tác rút đi có tu sĩ nhân tộc tìm tòi các nơi trong khổng tước địa cũng không có phát hiện cư dân nhân tộc còn lưu lại khổng tước địa không có tìm thấy được nhân tộc thì có nghĩ đã rời đi tu sĩ nhân tộc cũng thở một hơi theo ngày từng ngày qua đi tình huống khổng tước địa càng ngày càng không lạc quan trong vòng một ngày số lần khổng tước địa chấn động càng ngày càng nhiều cả khổng tước địa xuất hiện khe hở càng nhiều hơn vào lúc này không ít nơi của khổng tước địa có nước biển phún ra chảy ngược vào trong cốc chúng ta rút lui ra bên ngoài trông coi có môn phái truyền thừa muốn phân chén canh nhìn thấy cảnh này trưởng môn bọn họ lập tức mang đệ tử rút khỏi khổng tước địa lưu thụ ở vùng biển bên ngoài khổng tước địa đang chờ ôm cây đợi thỏ rất nhiều môn phái nhìn thấy khổng tước địa chấn động càng ngày càng nhiều lần khổng tước địa nứt vỡ ra đều nhao nhao lui ra khỏi khổng tước địa đừng ở ngoài vùng biển khổng tước địa chờ thời điểm khổng tước thụ chết héo có đại nhân vật cũng biết thời điểm khổng tước thụ sắp chết héo cả khổng tước địa sẽ nứt vỡ thậm chí là tan thành mây khói đến lúc đó lực lượng hủy diệt vô cùng to lớn làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi tổ thụ chính là tồn tại có thể sánh ngang với tiên đế thử nghĩ xem thời điểm tiên đế sụp đổ thì lực lượng đáng sợ cỡ nào tính hủy diệt bá đạo cỡ nào nếu như ai dám ở lại khổng tước địa chỉ sợ vào lúc khổng tước thụ chết héo cũng bị lực lượng hủy diệt nghiền áp thành mây khói chớ nói chi là muốn kiếm một chén canh. Vùng biển bên ngoài khổng tước địa có rất nhiều tu sĩ đóng lại, có rất nhiều đại giáo cổ tông, lưu thủ trên biển, đủ loại kiểu dáng đều có, có môn phái cường đại dùng thuyền lớn phiêu du trên biển, chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Có thụ tộc cắm rễ dưới đáy biển, sinh trưởng ra đại thụ che trời, đan vào thành xu thế cướp đoạt cường đại, chỉ cần khổng tước thụ vừa chết héo, bọn họ sẽ lật tung đại địa, cướp lấy tài nguyên quý giá nhất. Cũng có hải tộc tới cả đàn cả lũ, đung đưa trong biển rộng, chỉ cần phát hiện địa thế có lợi thì nhanh chóng chiếm trước. Hơn nữa vùng biển bên ngoài khổng tước địa càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập lại, ngay từ đầu cũng chỉ là tu sĩ Bích Dương Hải chạy đến, ngày từng ngày qua đi, tu sĩ bên ngoài Bích Dương Hải cũng chạy tới. Tổ thụ chết héo, đây là đại sự, ai cũng không muốn bỏ qua, quản chi là rất nhiều tu sĩ môn phái cách Bích Dương Hải khổng tước địa cực xa, cũng phái người chạy tới. Trong hải vực này cũng có tu sĩ nhân tộc xuất hiện, bọn họ tới đây mang theo mê man, không biết mình nên làm gì là tới xem khổng tước địa một lần cuối cùng hay là tới cướp đoạt bảo vật hay hoặc giả là tới tiễn biệt khổng tước thụ thời điểm rất nhiều tu sĩ tới vùng biển này đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trẻ tuổi tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi này tướng mạo thường thường thậm chí là huyết khí suy yếu nhìn qua không phải là cường giả thời điểm thanh niên này xuất hiện hắn vẽ một vòng lớn cái vòng lớn này bao phủ vùng biển to lớn bên ngoài mà trung tâm cái vòng này là khổng tước địa về phần vô số tu sĩ môn phái chờ đợi trong cái vòng này chỉ có số ít tu sĩ chờ đợi mới ra ngoài cái vòng nhìn thấy một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi làm như vậy rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái cũng không biết tiểu tử nhân tộc này định làm cái gì lúc này tu sĩ nhân tộc này lấy tấm bảng viết lây mấy chữ khu vực nguy hiểm thỉnh chớ tiến vào nếu không chết nhìn thấy tiểu tử nhân tộc dựng bảng hiệu ở khắp nơi làm cho rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi đưa mắt nhìn nhau tất cả mọi người không rõ tiểu tử nhân tộc này có ý gì là hảo ý nhắc nhở hay là cảnh cáo tất cả mọi người này Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tiểu tử nhân tộc này dựng nhiều bảng hiệu như thế, có tu sĩ nhân tộc không nhịn được hỏi. Tiểu tử nhân tộc này đương nhiên là Lý Thất Dạ, đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ đặc biệt có kiên nhẫn, đặc biệt bình dị gần gũi, hắn tươi cười nói, chính là nhắc nhở mọi người, nơi này thập phần nguy hiểm, sẽ có vô số người chết, vì đạt được mục đích an toàn cho mọi người, thỉnh đứng ngoài vòng tròn mới tốt. Nói đến đây, hắn tươi cười gần gũi. Lý Thất Dạ an tĩnh cười nói như thế làm nhiều người ngượng ngùng nụ cười này thật sự làm cho người ta không chịu nổi nếu như có người quen nhìn thấy lý thất dạ tươi cười như thế tuyệt đối là không tin vào mắt của mình một ít tu sĩ đưa mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiểu tử nhân tộc trước mắt có phải là kẻ chưa thấy qua các mặt xã hội hay là người trẻ tuổi chất phác hồn nhiên trong thế giới tu sĩ mạnh được yếu thua ai đi quan tâm tới sinh tử của người khác chớ nói chi là còn hảo tâm đi nhắc nhở người ta có chuyện nguy hiểm nguy hiểm có tu sĩ cười ha hà nói ra tiểu tử ngươi sẽ không phải mới đi ra ngoài lăn lộn đấy chứ, với tư cách tu sĩ, làm gì có chuyện không nguy hiểm tính mạng chứ. Những tu sĩ khác cười lên, cảm thấy tiểu tử này thật ngây ngô, hoàn toàn làm không rõ tình huống. Mọi người tới nơi đây chính là vì đoạt trí bảo và thiên địa tinh hoa. Về phần nguy hiểm, lòng dạ mọi người biết rõ. Ta chỉ phụ trách nhắc nhở mọi người mà thôi. Lý thất dạ yên lặng cười lên, nói, ta là đề nghị mọi người đứng ngoài vòng tròn là tốt nhất. Dù sao nơi này là nơi thị phi, tất có đại hung hàng lâm, nếu như đứng trong vòng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý thất dạ nói ra lời này có không ít tu sĩ nghe được, có tu sĩ mặt đen lại, lạnh lùng nói, tiểu nhi vô chi, nói hưu nói vượn cái gì, chúng ta chính là tới lấy bảo vật, tại sao là đại hung? Mặc dù mọi người đều hiểu, tu sĩ trên đời làm gì có chuyện không hung hiểm, nhưng mà biết là một chuyện, có thích nghe hay không lại là một chuyện khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé mọi người đến khổng tước địa này chính là muốn phát một số tiền phi nghĩa hiện tại tiền của phi nghĩa còn không có phát lý thất dạ cũng đã nói đại hung đây chính là điểm không lành đương nhiên sẽ khiến nhiều tu sĩ không vui đương nhiên là có đại hung lý thất dạ nghiêm túc nói ra dùng cái nhìn của ta nơi đây sẽ máu chảy thành sông máu tươi nhuộm đỏ bích dương hải ngàn vạn thi thể nhồi vào cả phiến hải vực này vô số sinh linh chắc chắn chết thảm hôm nay sẽ là ngày khiến thiên linh giới run rẩy bởi vì có đại hung lớn như thế cho nên ta mới nhắc nhở mọi người. Lý thất dạ thái độ nghiêm túc như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người chung quanh mặt đen lại vì không vui, lời này quá điểm xấu. Không ít người lập tức nhìn chằm chằm vào lý thất dạ. Nhưng mà lúc này lý thất dạ lại giống như kẻ lỗ mãng. Thập phần nghiêm túc, thập phần chất phát, hắn nhìn qua mọi người, nghiêm túc nói ra, ta khuyên mọi người nên đứng ngoài vòng tròn là tốt nhất, thảm chết ở chỗ này, vậy quá không đáng. Rất nhiều người nghe câu này của Lý Thất Dạ nói tức giận đến thổ huyết, bảo vật còn không chiếm được lại nghe kẻ lỗ mãng này nói gở đương nhiên cực kỳ không vui cái gì đại hung nói hưu nói vượn lúc này một người lạnh lùng nói đây là nam tử trung niên dáng người khôi ngô lưng mang áo choàng màu vàng đôi mắt của hắn khép hở bắn ra hàn quang vô cùng khiếp người sau lưng hán tử này có không ít đệ tử những đệ tử này nhìn qua thân thủ bất phàm làm cho người ta vừa nhìn đã biết đây là đệ tử đại giáo hán tử kia chính là phó giáo chủ song đồng giáo song đồng giáo ở vùng này có thực lực không kém hắn mang theo môn hạ đệ tử đến chính là muốn bảo vật hiện tại vừa nghe lý thất dạ nói điểm xấu như vậy thì đứng ra chỉ trích đây cũng không phải là nói hưu nói vượn lý thất dạ nhìn qua vị phó giáo chủ song đồng giáo phó này dùng thực lực của các hạ chỉ sợ đại hung vừa hàng lâm không chịu được một phút đồng hồ đã tan thành mây khói rồi lý thất dạ nói như vậy lập tức làm cho phó giáo chủ song đồng giáo sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn với tư cách một phó giáo chủ của đại giáo Bất luận là uy danh hay là danh vọng không cần phải nói nhiều, cho dù hắn so ra còn kém những nhân vật đại hiền, nhưng cũng xem như nhân vật mưu lược tài trí, là nhân vật khiến người ta kính sợ. Nhưng mà hôm nay lại bị một tiểu tử nhân tộc coi rẻ như vậy, đây quả thật là mạo phạm thiên uy của hắn. Ba một tiếng, phó giáo chủ song đồng giáo giận dữ, hắn đánh ra một chưởng, lập tức đánh nát bảng hiệu mà Lý Thất Dạ vừa cắm xuống mặt biển, lạnh lùng nói, "Đại hung cái gì, bổn giáo chủ chờ đại hung hàng lâm đấy." Thấy phó giáo chủ song đồng giáo đánh nát bảng hiệu, lý thất dạ lúc này lạnh lùng nhìn qua hắn một chút nói ra sẽ đại hung nhất định sẽ hàng lâm đến lúc đó tiếng kêu thảm thiết của ngươi sẽ vang vọng thiên địa đến lúc đó ngươi kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay phó giáo chủ song đồng giáo tức giận tới mức run rẩy sắc mặt khó coi tới cực điểm rất nhiều tu sĩ ở đây cũng im lặng cũng không biết tiểu tử trước mắt là bị khờ hay là bị ngu không ngờ lại chống đói phó giáo chủ song đồng giáo đây không phải nói rõ là không cho người ta bậc thang đi xuống hay sao hắc 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 tiểu bối nhân tộc không biết tới từ đâu vậy mà dám ở chỗ này nói chuyện giật gân ở chỗ này giả thần giả quỷ lúc này một người âm hiểm cười cười nói hắc chỉ sợ hắn có dụng tâm kín đáo ở chỗ này giả thần giả quỷ muốn dọa người khác bỏ chạy để nhân tộc các ngươi độc chiếm bảo vật khổng tước thụ lão giả này giống như một con rắn quấn trên thân cây trên thực tế thân rắn và thân cây không có phân tách với nhau chỉ có đầu của hắn là hình người đây là xà thụ tộc là một chi của thụ tộc nhưng mà lão giả này bảo trì bổn tướng, cũng không hoàn toàn tu luyện ra nhân hình. Lão giả trước mặt là trưởng lão xa thụ tộc, lúc này hắn cười âm hiểm, hắn xem ra, lý thất giả ở chỗ này giả thần giả quỷ chỉ sợ là có dụng tâm kín đáo. Trưởng lão xa thụ tộc vừa nói thế thì có không ít người giật mình rồi, lúc này có người cảm thấy trưởng lão xa thụ tộc nói có đạo lý, bằng không một tiểu bối nhân tộc vì sao họ tâm đi nhắc nhở mọi người như vậy, quả nhiên là có dụng tâm kín đáo mà. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn Lý Thất Dạ với ánh mắt khác lạ. Thì ra ở đây giả thần giả quỷ, muốn hù dọa tất cả mọi người. Lúc này phó giáo chủ song đồng giáo cười lạnh một tiếng, quát lên, nói, là ai phái ngươi tới, trung thực nói ra đi, nếu không sẽ chịu nỗi khổ ra thịt. Hảo tâm lại bị coi là lòng lang dạ thú, ngươi đã một lòng muốn chết, đó là chuyện của ngươi. Lý thất dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta đã cảnh cáo tất cả mọi người, tốt nhất đứng ngoài vòng tròn, nếu không, sinh tử tự chịu nên làm ta cũng làm, sinh tử phải xem tạo hóa của các ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Tiểu bối, đứng lại cho ta. Phó giáo chủ song đồng giáo sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn Lý Thất Dạ quát trói tai, đưa tay muốn bắt lấy Lý Thất Dạ. Nhưng mà Lý Thất Dạ lóe lên, dễ dàng tránh thoát một chảo của phó giáo chủ song đồng giáo phó. Lúc này Lý Thất Dạ xoay người lại nhìn qua phó giáo chủ song đồng giáo. Hắc, xem ra thật sự có tài phó giáo chủ song đồng giáo cười lạnh, lạnh lùng nói, mau mau xưng tên ra đi, bổn giáo chủ không giết kẻ vô danh. Hơn nữa nhanh chóng nói ra là ai sai xử ngươi, nếu không, cực hình chờ đợi. Lý thất dạ, lý thất dạ chỉ lạnh lùng nhìn qua phó giáo chủ song đồng giáo, lười biếng nói, trước khi ta thật sự tức giận, cút đi cho ta. Nghe được cái tên lý thất dạ thì không ít người rất lạ lẫm, nhưng mà có người nghe qua, có tu sĩ Bích Dương Hải giật mình nói. Hắn chính là Lý Thất Dạ, là hung nhân dám ăn long cân một ít người nghe qua tên lý thất dạ lập tức ngoài ý muốn nhìn qua hắn bọn họ không nghĩ tới tiểu tử nhân tộc nhìn qua bình thường này lại là hung nhân dám ăn long cân đối với người chưa nghe qua tên lý thất dạ thì cho rằng lý thất dạ hẳn phải là một tên cùng hung cực ác dù sao ăn long cân chính là chuyện khiêu khích hàng tỷ nhiễm hải ngư chỉ có nhân vật hung ác bá đạo mới làm được nhưng mà lý thất dạ trước mặt nhìn qua bình thường không có gì lạ căn bản không liên hệ gì tới cùng hung cực ác ngươi chính là lý thất dạ lúc này phó giáo chủ song đồng giáo nhìn qua tiểu tử nhân tộc này hắn trở nên do dự một chút về hung danh của lý thất dạ hắn cũng có nghe nói qua một kẻ dám ở trước mặt mọi người ăn long cân chắc chắn không phải là kẻ tầm thường biết rõ là tốt rồi biết thì đừng có chọc giận ta lý thất dạ lạnh lùng nói hắc 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 khẩu khí thật lớn đây không phải là nơi của ngươi còn chưa tới phiên tiểu tử nhân tộc như ngươi phát lệnh trưởng lão xà thụ tộc cười âm hiểm hắn có ý châm ngòi thổi gió Trưởng lão xà thụ tộc vừa nói như vậy, phó giáo chủ song đồng giáo cũng tức giận, lạnh lùng nói, trưởng lão nói đúng, đây không phải là lãnh thổ nhân tộc các ngươi, bằng vào một nhân tộc như ngươi thì có tư cách gì làm càn ở nơi đây, có tư cách gì bảo chúng ta đứng ngoài vòng tròn, hẳn là có mục đích không muốn ai biết nha. Hắn dù gì cũng là phó giáo chủ của một đại giáo, nếu như hắn không nói vài lời để bàn giao với giáo chủ, trực tiếp bị kinh sợ rút đi, như vậy hắn còn mặt mũi gì đặt chân trong giới tu hành, đây cũng là làm mất hết thể diện của song đồng giáo lăn. Lý thất dạ chẳng muốn nói nhiều với hắn, lạnh lùng nói, hiện tại cút cho ta, nếu không, đại hung còn chưa tới, ta trước tiên sẽ giết ngươi đấy. Lý thất dạ nói ra lời này làm không ít người đưa mắt nhìn nhau, thời điểm này, mà tiểu tử nhân tộc còn dám ở trước mặt mọi người nói tới cái gì đại hung, dám của trách một phó giáo chủ đại giáo như thế, đây thật sự là khí phách mà. Lý thất dạ vừa nói ra lời này, phó giáo chủ song đồng giáo làm gì còn mặt mũi nào nữa, ở trước mặt anh hùng thiên hạ bị một tiểu bối của trách, Hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này được? Tiểu tử, bổn giáo chủ hôm nay muốn lăng trì ngươi." Phó giáo chủ Song Đồng giáo lập tức rút trường đao, ánh mắt lạnh lùng. Hắn vừa nói ra câu này, Phó giáo chủ Song Đồng giáo lập tức xuất đao, trường đao quán nhật, dùng tốc độ cực nhanh chém vào ngực Lý Thất Dạ, uốn một kích giết Lý Thất Dạ tại chỗ. Mí mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, hai mắt có hàn quang lóe lên, trường đao đâm vào lồng ngực của hắn, năm ngón tay của hắn mở ra, nghe ông một tiếng giòn vang lập tức hào quang vô cùng vô tận bắn ra ngoài rất nhiều thái dương tinh hỏa tụ tập lại năm ngón tay lý thất dạ lập tức rũ xuống thời điểm này chín mặt trời hiện ra bao phủ thiên địa trong nháy mắt này trường đao phó giáo chủ song đồng bị hòa tan thành nước thép kêu á thảm thiết phó giáo chủ song đồng giáo bị đốt thành mây khói ngay cả cho cốt cũng không còn lại tuy phó giáo chủ song đồng giáo thực lực không kém nhưng mà cũng không phải đại hiện ở trước mặt lý thất dạ chẳng khác gì con sâu cái kiến Vạn đạo quyền thái dương quyền, quyền này vừa ra, đốt cháy cửu thiên thập địa, huống chi chỉ là một phó giáo chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới, chỉ một chiêu là có thể đốt phó giáo chủ xong đồng giáo tan thành mây khói, ngay cả cho cốt cũng không còn. Có người hít khí lạnh, không ít người vào lúc này, phải đánh giá lại tiểu tử nhân tộc nhìn qua không có chút thu hút này, quả nhiên là nam nhân dám ăn long cân. Có nữ tu sĩ nhìn qua lý thất dạ, cũng sinh ra kính nể, thì thào nói, hung nhân như thế mới thật là nam nhân. Lúc này rất nhiều người nhìn qua lý thất dạ, thần thái biến hóa, bọn họ hiểu tiểu tử này không chỉ là sát tinh, hơn nữa còn là nấm móc tinh. Hắn đi tới chỗ nào cũng trêu chọc địch nhân, nghiễm hải ngư, tị trần dương, thái dương tông, hiện tại kết thù với song đồng giáo. Tiểu tử này quả thật là đi tới nơi nào thì giết nơi đó, cừu địch khắp thiên hạ, tiểu tử này sớm muộn gì cũng chết thảm. Tốt cho hung nhân nhân tộc tâm ngoan thủ lạc lúc này trưởng lão xà thụ tộc cười âm hiểm nói ra hừ chẳng lẽ ngươi muốn giết tất cả mọi người ở đây độc chiếm bảo tàng khổng tước thụ sao âm mưu của ngươi tuyệt đối không thể thực hiện được anh hùng thiên hạ sẽ không để cho ngươi làm như thế ba một tát thanh thúy vang lên trưởng lão xà thụ tộc còn chưa có nói hết lý thất dạ một cái tát quất vào mặt của hắn cái tát này làm đầu của hắn biến hình răng tan nát không ít trưởng lão xà thụ tộc vốn là muốn châm ngòi thổi gió dụ dỗ tất cả mọi người cùng đi lên đối địch với lý thất dạ thật không ngờ hắn còn chưa nói hết, lý thất dạ tát hắn không còn răng. Tiểu súc xanh, bị tát một cái vào mặt, trưởng lão xà thụ tộc tức giận, điên cuồng hét lên một tiếng. Há miệng phun ra rất nhiều khói độc, lập tức khói độc đáng sợ như vòi rồng bao trùm thân thể lý thất dạ. Muốn ăn mòn lý thất dạ thành nước mù. Khói độc của trưởng lão xà thụ tộc cực độc, một giọt rơi vào nước biển. Lập tức thoáng cái làm cá tôm trong biển nằm phơi bụng chết trắng dã. Nhưng mà xương độc này lý thất dạ căn bản không để trong lòng, năm ngón tay mở ra, thần thánh mà cao thượng, giống như một đóa tiên liên nở rộ tinh lọc tất cả mọi thứ. Vạn đạo quyền vô cấu quyền, quyền này vừa ra, tất cả mọi thứ đều bị tinh lọc. Chỉ nghe âm thanh tư, 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 vang lên, dưới vạn đạo quyền, tất cả khói độc chưa đủ thành đạo, chỉ trong nháy mắt vạn đạo quyền, của lý thất dạ xuyên thấu qua xương độc đánh thẳng vào trưởng lão xà thụ tộc. Trưởng lão xà thụ tộc biến sắc, vô cùng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Cho dù tốc độ trưởng lão xa thụ tộc mau hơn nữa, nhưng mà không nhanh hơn được vạn đạo quyền phi tiên quyền của Lý Thất Dạ, trưởng lão xà thụ tộc bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang vang vọng biển cả, chỉ nghe âm thanh tê xé rách vang lên, chỉ thấy thân thể bằng cây của trưởng lão xà thụ tộc bị xé nứt, thân rắn bám vào thân cây bị xé sống. Đối với xà thụ tộc mà nói, ở trạng thái bổn tướng, thân rắn cùng thân cây chia lìa thì chắc chắn tử vong, cho nên trưởng lão xà thụ tộc run rẩy vài cái, lập tức đi đời nhà ma ngay cả đại hiền cũng không phải còn dám nhảy nhót trước mặt của ta con kiến hôi mà thôi lý thất dạ tiện tay ném xác trưởng lão xà thụ tộc vào trong biển lạnh nhạt nói ra lúc này tất cả mọi người ở đây thật sự hoảng sợ rồi tiểu tử nhân tộc trước mặt này quá hung tàn không chỉ là lời đồn sự thật hắn chính là hung tàn như vậy cho dù là đại nhân vật thế hệ trước nhìn qua lý thất dạ cũng phải biến sắc không ngừng đánh giá lại lúc này sắc mặt lý thất dạ đảo qua đệ tử song đồng giáo lạnh lùng nói trở về nói cho song đồng giáo của các ngươi biết thế giới này xa bao nhiêu thì cút đi thật xa cho ta, nếu không, gặp một giết một. Lăn những đệ tử này nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, giống như được đại xá, không dám dừng lại một bước, nhanh chóng rời đi. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn qua mọi người, xoay người rời đi, bước vào khổng tước địa. Thấy Lý Thất Dạ bước vào khổng tước địa, rất nhiều người cũng lưu ý, mọi người cảm thấy tò mò vì sự xuất hiện của Lý Thất Dạ ở chỗ này. Nhưng mà Lý Thất Dạ, một hơi giết phó giáo chủ xong đồng giáo phó và trưởng lão xa thụ tộc, rất nhiều người cũng không dám đi trêu chọc hắn. Tất cả mọi người hiểu rõ, tiểu tử nhân tộc trước mặt là kẻ hung ác, tâm ngoan thủ lạt, không phải đại hiền căn bản không phải đối thủ của hắn, cũng không đủ nội tình, đi trêu chọc hắn cũng là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ bước vào khổng tước địa, thẳng lên đỉnh núi cao, đi tới vị trí khổng tước thụ, hắn tế vạn lô thần ra, khống chế hỏa diễm. Bồng một tiếng, lò lửa phun ra, vào thời điểm này vạn thần lô của Lý Thất Dạ giống như một con suối, lò lửa phun ra ngoài tiến vào trong lòng đất nói đến kỳ quái, lò lửa phun ra ngoài, chảy vào mặt đất, nhưng mà không có đốt cháy từng ngọn cây cọng cỏ, lò lửa lại rực rỡ như thế. Nhưng nó hết lần này tới lần khác giống như nước chảy vào mặt đất, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Dưới tình huống cỏ cây rậm rạp như vậy, không có làm tổn thương cây cỏ nào thì đủ thấy hắn khống chế tinh diệu cỡ nào. Ngự hòa thuật thật tốt. Nhìn thấy lò lửa chảy vào trong vùng đất, cho dù không phải rực sư, cho dù không hiểu lý thất dạ đang làm gì, nhưng mà nhìn thấy không tổn thương cỏ cây cũng có thể biết thủ đoạn khống hỏa đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi. Lò lửa từ trong vạn lô thần bắn ra ngoài, càng phun càng mạnh mẽ, càng phun càng nhanh hơn, giống như một con sông to lớn, trên thực tế nói là một đám lửa cũng không phải, mà là núi lửa bộc phát. Nhưng mà nó không có tính hủy diệt như núi lửa, trái lại thời điểm lò lửa phun ra ngoài, mang đến một loại cảm giác mát lạnh giống như nước suối. Trong khoảng thời gian ngắn, lò lửa giống như có sinh mệnh, nó chảy qua sơn lĩnh, chảy qua khe rãnh, chảy qua đồng bằng chỉ một thời gian ngắn hỏa diễm đã bao phủ cả khổng tước địa mà lò lửa này giống như nước chảy vào biển cả nó chảy vào mặt biển nhưng không có bị nước dập tắt càng giống như có sinh mệnh bao phủ mặt biển dường như nó muốn dung làm một thể với biển cả sau khi cả mặt biển bao trùm trong biển lửa lúc này lò lửa của lý thất dạ cũng sinh ra biến hóa giữa vạn lô thần có chất lỏng chảy ra chất lỏng mang theo ánh lửa trong ngọn lửa dường như có pháp tắc chảy xuôi dường như những pháp tắc này có sinh mệnh nó có thể kéo chất lỏng chảy từ khổng tước địa chảy vào trong biển chất lỏng này giống như bệnh trùng bao phủ cả khổng tước địa cùng mặt biển rất nhiều người người được mùi thơm nhu có như không mùi thơm này cho người ta cảm giác sảng khoái không nói nên lời giống như làm cho máu người ta trở nên nhu hòa không ít người trong hải vực chú ý tới lý thất dạ lúc này nhìn thấy cảnh này rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái không biết lý thất dạ đang làm cái gì cuối cùng nhất có người nhịn không được từ xa hỏi lý thất dạ lý đạo hữu xin hỏi ngươi đang làm cái gì vậy lý thất dạ vẫn khống chế vạn lô thần phong khinh vân đạm nói không có làm gì thọ nguyên khổng tước thụ kiệt suy đang chết héo ta tục thọ cho nó giúp nó sống sót tục thọ cho khổng tước thụ nghe được lý thất dạ nói như vậy tu sĩ hỏi câu này mở to mắt ra hắn cho rằng mình nghe lầm cũng nhịn không được hỏi lần nữa thật sự tục thọ cho khổng tước thụ có gì không thể lý thất dạ chỉ lạnh nhạt nhìn qua hắn sau đó không hề để ý tới tiếp tục trưởng khống vạn lô thần tiếp tục rót lửa vào trong đại địa, tục thọ cho khổng tước thụ. Rất nhiều người nghe xong câu này cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, thậm chí có người nhìn Lý Thất Dạ giống như kẻ đần. Có dược sư không nhịn được hỏi, cho dù ngươi là dược sư, ngươi cũng nên biết tục thọ cho khổng tước thụ có ý vị như thế nào a. À? Tục thọ cho khổng tước thụ không chỉ nghịch thiên hành sự, thậm chí có thể nói là chuyện không thể hoàn thành, độ khó không thua gì tục thọ cho tiên đế, không chỉ nói ngươi, cho dù là dược đế cũng bất lực. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, chẳng muốn lại nói tiếp, tiếp tục khống chế lò lửa. Hắn chậm rãi khống chế lò lửa bao phủ khổng tước địa và biển rộng. Hắc, khẩu khí thật là lớn. Có một thánh chủ của Mỹ Linh tộc cười lạnh một tiếng, nói ra, tục thọ cho khổng tước thụ, đây quả thực là chuyện hoang đường viễn vông. Cho dù là dược đế cũng không cách nào hoàn thành được. Nghe nói như vậy, Lý Thất Dạ càng không có hứng nói thêm cái gì, tiếp tục khống chế lò lửa. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói lời này khiến tu sĩ nhân tộc tâm thần chấn động, giật mình dường như nhìn thấy hy vọng nhịn không được nói ra đạo hữu thật sự có thể sao thực có thể tục thọ cho khổng tước thụ sao đối với nhân tộc mà nói không hy vọng nhìn thấy khổng tước thụ đi về hướng tử vong nếu như khổng tước thụ chết nhân tộc sẽ hoàn toàn mất đi khổng tước địa sẽ lý thất dạ chỉ nhàn nhạt nói hắc loại giả thần giả quỷ này cũng có người tin có hải yêu cười lạnh nói ra loại lời này ai tin tưởng chính là ngu ngốc ai cũng biết trăm ngàn năm qua có ai tục thọ cho thụ tổ chưa chưa từng có, đây là chuyện không có khả năng thành công. Theo ta thấy, hắc, đây nói không chừng là thủ thuật che mắt cái gọi là tục thọ cho khổng tước thụ, chỉ là ngụy trang mà thôi, nói không chừng đang vụng trộm mưu đồ làm loạn. Đối với tất cả tu sĩ tới nơi này, bọn họ tới nơi này là làm gì? Đương nhiên là tới đoạt bảo, có thể nói, tất cả mọi người ở chỗ này chờ là chờ khổng tước thụ chết héo, chờ ngày đó sẽ tới. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn tục thọ cho khổng tước thụ, lời này ai cũng không thích nghe lý thất dạ không phải đang đoạn tài lộ của mọi người hay sao đây quả thực chính là công địch của mọi người đúng hư tục thọ cho khổng tước thụ quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông có mục đích không muốn ai biết a à. không ít người nhao nhao cười lạnh phụ họa nghe được mọi người nói thế tu sĩ nhân tộc vừa xuất hiện hy vọng cũng trở nên dao động bọn họ cảm thấy tục thọ cho khổng tước thụ là chuyện không có khả năng thành công dù sao trăm ngàn năm qua chưa từng có ai thành công bao giờ nghe nói như thế lý thất dạ chẳng muốn đi để ý tới hắn chỉ nhìn qua những tu sĩ nhân tộc vốn không nhiều kia, nhàn nhạt nói, nơi này là nơi thị phi, tất có đại hung xuất hiện, đến lúc đó máu tươi nhuộm đỏ biển xanh, thì cốt nhồi vào rãnh biển, nhanh chóng rời đi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi. Nghe nói như thế, những tu sĩ nhân tộc nhìn nhau, trong bọn họ có người do dự, trừ một hai người rời khỏi ra, những người khác lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, Lý Thất Dạ nói ra sức thuyết phục không bao lớn, bọn họ cũng không thập phần tin tưởng Lý Thất Dạ hắc, 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 chính là tiểu bối nhân tộc dám ở đây nói ẩu nói tả, dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, không biết sống chết. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, một tiếng nói u ám vang lên. Sau đó nước biển vỡ ra, trên mặt biển xuất hiện một lối đi, một lão giả đi ra trong nước biển. Theo sau hắn có hơn 10 tên mặc trang phục văn võ đại thần, mỗi một người đều khí huyết tràn đầy, vô cùng bất phàm. Sau lưng lão giả này là một cái mai rùa lớn hắn giữ lại hai chòm râu, nhìn qua là một con rùa tinh. Cứ việc nói, lão giả này lớn lên rất trơn trượt, xem ra là con rùa đen thành tinh, nhưng mà đôi mắt nhỏ màu xanh lại bắn ra hàn quang, vừa nhìn đã biết là nhân vật hung ác, tuyệt đối là người tâm ngoan thủ lạt. Quy tướng, nhìn thấy lão giả này, có người kinh hô một tiếng, thì thào nói, tị Trần Dương cũng muốn chen vào một tay. Nhìn thấy lão giả trước mặt mang theo đám thủ hạ dưới tay. Không ít tu sĩ đang chờ trên mặt biển cảm thấy áp lực giát nhiều tu sĩ và môn phái tới nơi này chính là chờ khổng tước thụ chết héo thì phân một chén canh trước đây mặc dù có không ít đại giáo cương quốc xuất hiện nhưng mà truyền thừa như tị trần dương chưa xuất hiện qua hiện tại tị trần dương quy tướng đã tới như vậy các truyền thừa khác như hoàng kim tự như vô cấu tam tông chỉ sợ cũng sẽ tới phân một chén canh nếu thật là truyền thừa như hoàng kim tự vô cấu tam tông tới đây chiếm chén canh chỉ sợ các đại giáo cương quốc khác muốn phân chén canh cũng không dễ dàng về phần tiểu môn tiểu phái cùng tán tu chỉ có thể đứng sang một bên, căn bản không có tư cách tranh đoạt bảo vật. Quy tướng chính là tể tướng Tị Trần Dương, là một viên mãnh tướng dưới tay Lâm Đạo Trưởng, cũng có thể nói là phụ tá đắc lực của Lâm Đạo Trưởng, hắn từng vì Lâm Đạo Trưởng Chúa tể đại cục Tị Trần Dương. Đồng thời, quy tướng bản thân tu hành cũng cực kỳ cường đại, hắn đã là một đại hiền, uy danh hiền hách. Một con rùa mà thôi, ít ở đây nói luân thuyên, nếu không, bắt người nấu súp rùa. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn qua Quy tướng nói ra. Lý Thất Dạ nói lời này lập tức sắc mặt Quy tướng khó coi tới cực điểm, hắn bổn tướng là con rùa đen thành đạo, thuộc về đại yêu, nhưng mà hắn ghét nhất người khác gọi hắn là con rùa. Tiểu Súc xanh, người giết đồng tử của chủ nhân nhà ta, hiện lại mở miệng nhục mạ Tị Trần Dương, tội đáng chết vạn lần, mặc kệ ngươi là xuất thân môn phái nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Quy tướng chỉ vào Lý Thất Dạ quát lệnh nói, nếu ngươi muốn chết thống khoái, nhanh tới đây quỳ trên đất thúc thủ chịu trói. Nếu không, bổn tướng sẽ bầm nát ngươi ra báo thù cho đồng tử. Tể tướng đại nhân, tiểu súc xanh lưu cho ta." Quy tướng vừa dứt lời, một tiếng hét lớn từ chân trời xuất hiện, hỏa diễm cuồn cuộn, giống như có biển lửa trên bầu trời. Nghe được tiếng thét dài vang lên, một người lăng không nhìn qua bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn như nấu biển cả, giống như muốn nấu nước biên dối lên. Khi người này đạp vào khổng tước địa, nhiệt độ đáng sợ thiêu đốt mặt đất, cây cối bốn phía nhanh chóng bị thiêu cháy. Đây là một người trung niên, hai mắt trung niên này mang theo khí thế không giận mà uy nam tử trung niên này cũng không có ý thu liễm huyết khí của mình huyết khí quét ngang thập phần cường đại trên người của hắn mặc một cái đạo bào sinh ra thần hoàn giống như là thần vương mà thần hoàn này quay quanh liên tục hiện hiện một con kim ô to lớn trên lưng kim ô đeo bầu trời cho người ta cảm giác thiên liêng thần thánh kim ô vương sư đệ thái dương vương nhìn thấy nam tử trung niên này có người hét to lên thái dương tông đến hoàng kim tự vô cấu tam tông sẽ tới a à. có người thì thảo nói nam tử trung niên bước vào khổng tước địa khí thế như cầu vồng hắn một bước bước vào khổng tước phong nhìn qua lý thất dạ hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ tể tướng đại nhân tiểu xúc xanh này giết sư điệt của ta xem tình cảm chúng ta lưu mạng chó của hắn cho ta ta muốn lấy hắn chó của hắn đi gặp sư huynh kim ô vương nhìn quý tướng nói ra nếu thái dương vương muốn đầu chó tiểu xúc sinh này vương ra xin cứ tự nhiên chỉ cần lưu thi thể của tiểu súc sinh này cho bổn tướng mang về phục mệnh là được." Quy tướng vội vàng cười nói. Kim Ô Vương và Quy tướng nói với nhau một câu, giống như xem Lý Thất Dạ đã là người chết, căn bản chưa đủ thành đạo. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không phủ nhận thực lực của Kim Ô Vương. Kim Ô Vương tuy là sư đệ Thái Dương Vương, trên thực tế hắn bái vào Thái Dương Vương sớm hơn Thái Dương Tông, thậm chí có người nói Thái Dương Vương đã sớm đạt tới cảnh giới đại hiền. Tại Thái Dương Tông, sắp xếp tư lịch bối phận chính là dùng thực lực mà nói mà không phải ai nhập môn sớm nhất thì làm sư huynh cho dù kim ô vương bởi vì thể chất không thể tu luyện thái dương thể thực lực không bằng thái dương vương nhưng mà hắn đã đạt tới đại hiền đi cho tới hôm nay hắn đã là phổ thế đại hiền còn cường đại hơn quy tướng kim ô vương là đại hiền muốn lấy mạng lý thất dạ chuyện này làm cho không ít người ngừng thở tất cả mọi người có thể suy đoán lý thất dạ cũng có được thực lực đại hiền hắn so với kim ô vương mà nói ai mạnh ai yếu chỉ sợ Kim Ô Vương chiếm hư ưu thế. Có người xem trọng Kim Ô Vương, thì Thảo nói, dù sao Thái Dương Tông là tiên thể truyền thừa, sừng sững trăm ngàn năm không ngã, hơn nữa Kim Ô Vương xuất thân mị linh, bất luận là thể chất hay là mệnh hồn đều chiếm ưu thế tiên thiên. Không ít người nghe được lời này cảm thấy có lý, dù sao Kim Ô Vương có được nhiều bảo vật, xuất thân từ danh môn đại giáo, chuyện đã này cho Kim Ô Vương ưu thế mà không ai cũng có được. Keng! 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 lúc này trong tay kim ô vương xuất hiện một sợi dây xích dây xích mang theo hào quang đỏ thẫm hào quang lập lòe làm cho người ta cảm thấy phát lạnh hào quang nóng bỏng như đâm vào mắt của người ta hai tay kim ô vương cầm lấy lưới khóa sắt lạnh lùng nhìn qua lý thất dạ lạnh giọng nói là chính ngươi quỳ xuống thúc thủ chịu trói hay để bổn vương tự động thủ xuyên qua xương tì bà của ngươi sau đó kéo đi như kéo chó cánh tay lý thất dạ cầm cầm lấy vạn lô thần nhưng mà mí mắt của hắn mở ra sau đó lười biếng nói hoặc là tới nhận lấy cái chết hoặc là cút đi đừng có quấy dày ta kim ô vương nghe lời này đã tức giận run rẩy hắn giận dữ hắn thân là vương giả vô thượng lại bị một tiểu bối nhân tộc quát tháo trách móc hắn quát một tiếng nói ra tiểu xúc xanh nhận lấy cái chết kim ô vương vừa nói ra lời này một tiếng keng vang lên dây xích trong tay của hắn đâm tới giống như cái đuôi bò cạp đâm vào bả vai lý thất dạ muốn đâm xuyên qua xương tỳ bà của lý thất dạ keng một tiếng vang vang lên cũng không có cảnh đâm xuyên qua xương tỉ bà của lý thất dạ mà là khóa sắt kim ô vương lại rơi vào trong tay lý thất dạ qua đây lý thất dạ quát một tiếng hắn kéo dây xích dây xích vốn nằm trong tay kim ô vương không ngờ lập tức khóa cổ tay kim ô vương lại bồng một tiếng kim ô vương thân bất do kỷ bị kéo tới chỗ lý thất dạ phanh một tiếng trầm trọng vang lên thân thể kim ô vương nặng nề đụng lên khổng tước thụ kim ô vương đâm mạnh vào làm ánh mắt nổ đom đóm Kim ô vương còn chưa có khôi phục từ trong hoa mắt, dây xích lại vượt qua khổng tước thụ, thoáng cái ghim chặt cổ của hắn. Không, kim ô vương muốn kêu một tiếng, nhưng mà hắn còn chưa kêu xong, tứ chi của hắn run rẩy. trong thời gian ngắn đó, hắn bị lý thất dạ, quấn ở lên cành khổng tước thụ sau đó sống sờ sờ siết chết hắn, chân mệnh của hắn muốn phá thể mà ra nhưng không có cơ hội, bị phong ấn trong người, hắn cứ thế ngạt thở mà chết đi. Biến hóa này quá nhanh, rất nhiều người cũng còn không có kịp phản ứng, kim ô vương đã bị siết chết, đi nhìn thấy kim ô vương bị sống sờ sờ xiết cổ chết trên khổng tước thụ sắc mặt quy tướng đại biến quát một tiếng mang theo đám văn võ đại tướng sau lưng bỏ chạy hô lúc này một dây xích như chân long bay tới quy tướng và văn võ đại thần của hắn còn chưa kịp trốn xuống nước khóa sắt thoáng quấn quanh cổ của hắn nghe được âm thanh phanh 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 vang lên quy tướng và đám văn võ đại tướng bị treo lên khổng tước thụ không đám người quy tướng sợ tới mức hồn phi phách tán quát to một tiếng nhưng mà bọn họ không thể kêu được nữa cũng bị treo trên khổng tước thụ xiết cổ mà chết trong khoảng thời gian ngắn trên khổng tước thụ treo kim ô vương quy tướng và thủ hạ bất luận là kim ô vương hay là quy tướng đôi mắt mở to ra không cam lòng chết đi kim ô vương cùng quy tướng tới đây là vì báo thù cho đệ tử nhưng mà bọn họ không ngờ thù lớn chưa trả đã khiến bọn họ mất mạng đám người kim ô vương cùng quy tướng thật sự đã đánh giá thấp thực lực của lý thất dạ trong mắt bọn họ xem ra một tiểu bối nhân tộc yên lặng vô danh cho dù có thực lực thì mạnh cỡ nào chứ, cũng chỉ là đại hiền bình thường mà thôi, căn bản không có khả năng cường đại hơn bọn họ, nếu thật đánh thì bọn họ thắng chắc. Nhưng mà bọn họ có nằm mơ, cũng không nghĩ tới bản thân lại không ngăn được một chiêu của Lý Thất Dạ, thậm chí bọn họ chết thế nào cũng không rõ ràng, vô cùng oan khuất. Nhìn thấy trên khổng tước thụ treo vô số cỗ thi thể, có người sờn hết cả gai ốc, sợ hãi trong nội tâm làm bọn họ run rẩy. Nhìn thấy trên khổng tước thụ treo vô số cỗ thi thể, có người rung động thì Thảo nói, đây chính là thiên tài tuyệt thế ngang trời xuất thế A, à, lại là thiên tài có thể so sánh với Trầm Hải Thần Vương, Thất Hải Nữ Võ Thần, Tốc Đạo Thiên Thần, Già Hải Thiên Tử sao? Trầm Hải Thần Vương, Thất Hải Nữ Võ Thần, Tốc Đạo Thiên Thần, Già Hải Thiên Tử chính là đương kim thiên tài trẻ tuổi cường đại nhất thiên linh giới, bốn người bọn họ được xưng là thế hệ trẻ có cơ hội trở thành tiên đế, nhất thiên linh giới. Có phải sánh vai với giám người Tốc Đạo Thiên Thần hay không còn không được biết, nhưng mà dùng cái nhìn của ta, chỉ sợ hắn có thể sánh vai với lâm đạo trưởng, Thái Dương Vương. Một đại nhân vật nhìn qua lý thất dạ và suy đoán, Thái Dương Vương cùng lâm đạo, trưởng cũng chỉ là đương kim thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Bích Dương Hải mà thôi, nhưng mà hai người bọn họ so với thất hải nữ võ thần, tốc đạo thiên thần thì còn khoảng cách. Lúc này lý thất dạ vẫn cầm lấy vạn lô thần, lười biếng nhìn qua rất nhiều người, nhàn nhã nói, có ai quen với tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông thì chuyển cáo một chút, người là ta giết, có bản lĩnh thì tới khổng tước địa tìm ta tính sổ đừng có co chứng lại làm kẻ hèn nhát. Lý thất dạ nói như vậy, rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, cũng đưa mắt nhìn nhau, Lý thất dạ đang trần trụi khiêu khích tị Trần Dương, Thái Dương Tông, đây là không chết không thôi với tị Trần Dương, Thái Dương Tông đấy. Nếu như nghe được Lý thất dạ nói như vậy, cho dù lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương có hàm dưỡng, có khoan hồng độ lượng cũng khó mà bỏ qua cho Lý thất dạ, nếu không tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông của bọn họ sau này không cần dừng chân trong bích dương hải được rồi. Cho dù lý thất dạ không khiêu khích như thế, cũng sẽ có người mang tin tức kim ô vương quy tướng chết thảm truyền về thái dương tông tị trần dương thật nhanh ở bên ngoài khổng tước địa người đi tới đây càng ngày càng nhiều lý thất dạ căn bản là không để ý tới những người này hắn tiếp tục trưởng lô dùng lửa bao phủ cả khổng tước địa cùng biển cả bây giờ đối với lý thất dạ mà nói mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chỉ cần gió đông tới thì hắn sẽ tục thọ cho khổng tước thụ cuối cùng từ khi lý thất dạ luyện hóa hắn lò lửa chậm rãi dung nhập vào trong đất đá và nước biển khổng tước địa, tất cả hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hỏa diễm dung nhập vào mặt nước và đất đá, Lý Thất Dạ thu hồi vạn lô thần, hắn ngồi dưới khổng tước thụ, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lặng lặng yên ngồi ở dưới khổng tước thụ và không có ý định rời đi, không ít trong lòng người dùng mình. Thật là to gan, lại dám là địch với Tị Trần Dương, Thái Dương Tông, dám ở đây chờ địch nhân tới tìm, là lực lượng bực nào cho ngươi dũng khí lớn như thế? trên thực tế rất nhiều người đều nhìn tiểu tử nhân tộc này không vừa mắt đồng thời là địch với tị trần dương thái dương tông lại còn nhắm mắt ngồi ở đó vẫn bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay trong mắt mọi người đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi dám đồng thời là địch với tị trần dương thái dương tông hoặc là chính mình cường hoành tới mức dối tinh dối mù hoặc là bản thân hán đạt tới mức vô địch nhưng mà trong nhân tộc tại thiên linh giới truyền thừa mạnh nhất là cẩm tú cốc nhưng mà cẩm tú cốc không có khả năng là địch với tị trần dương thái dương tông mọi người hiện tại rất hiếu kỳ rằng tiểu tử nhân tộc này tới từ đâu nghe nói thái dương tông cùng tị trần dương đã chuẩn bị làm một hồi tuyệt đối sẽ không tha thứ lý thất dạ có người tin tức linh thông biết được tin tức lập tức nói với người bên cạnh mình đối với tin tức dạng này thì mọi người không kỳ quái môn hạ đệ tử bị giết lại bị lý thất dạ khiêu khích cùng nhục nhã tị trần dương cùng thái dương tông tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này nhưng mà rất nhiều người rất hiếu kỳ chuyện lần này rốt cuộc tị trần dương cùng Thái Dương Tông sẽ động dụng dạng sát thủ thế nào? Hoặc là Thái Dương Vương và Lâm Đạo trưởng tự mình ra tay. Nhưng mà rất nhiều người còn chưa chờ được tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông ra tay với Lý Thất Dạ. Đã có người tới tìm Lý Thất Dạ gây phiền toái. Tiểu nhi nhân tộc, trả mạng cho con của ta. Một tiếng giống to vang vọng thiên địa, một tiếng giống to này từ dưới đáy biển vọng lên, làm mọi người chấn động. Dầm ào ào, dầm ào ào, dầm ào ào. Từng âm thanh phá nước bay lên, sóng biển bắn lên trên cao giống như vạn mã bôn đằng, thanh thế cực kỳ to lớn. Dầm ào ào, dầm ào ào, dầm ào ào. Lúc này một đám cá bay ra, rất nhiều cá lớn tay cầm xuyên, bộ dáng hung ác, diện mục dữ tợn. Ngàn vạn con cá như thế đều lao lên, giống như ngàn vạn đầu ác long phá nước mà ra. Trừ một phần hung ngư lao lên cao, còn có rất nhiều thân cá đầu người hoặc là toàn thân đã hóa thành hình người lướt sóng mà tới, khí thế hung hung, dường như có thể xé rách tất cả những gì ngăn cản đường của bọn họ. Nghiễm hải ngư, nhìn thấy đám cá từ xa lao tới, có người nghẹn ngào hét lớn. Nhìn thấy nhiều nghiễm hải ngư như vậy, rất nhiều người sắc mặt đại biến, nhiều tu sĩ chờ đợi trên biển, đại giáo cương thủ nhao nhau lui lại, đều nhao nhau nhường đường cho ngàn vạn nghiễm hải ngư, trước mặt nghiễm hải ngư trước mặt, không người nào dám ngăn đường của chúng, nếu không một khi chọc giận nghiễm hải ngư, chỉ sợ sẽ bị ngàn vạn đầu cá lao tới ăn xương cốt không thừa. Tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, thậm chí là cách xa vòng tròn mà Lý Thất Dạ đã vẽ, nhường vị trí của mình cho Nghiễm Hải Ngư lao tới. Nghiễm Hải Ngư hung tàn, thiên hạ thế nhân đều nghe nói qua, ai cũng không muốn trở thành mỹ vị của Nghiễm Hải Ngư, huống chi ngăn cản đường của Nghiễm Hải Ngư là chuyện Nghiễm Hải Ngư tức giận nhất. Trong nháy mắt thiên quân vạn mã của Nghiễm Hải Ngư đã vây quanh khổng tước địa, cả hai vực đều bị Nghiễm Hải Ngư chiếm lấy, bọn chúng muốn ngăn cản tất cả đường lui, không để cho Lý Thất Dạ chút cơ hội chạy trốn nào cả sau đó âm thanh rầm ào ào vang lên chỉ thấy bọt nước phóng lên trời bọt nước nâng từng nhánh đội ngũ cường đại từng nhánh đội ngũ này còn cường đại hơn cả nghiễm hải ngư trên mặt nước những bọt nước nâng nghiễm hải ngư không phải hóa thành hình người thì cũng đã có được thân người mà đi đầu đội ngũ này là một lão giả lão giả này đầu đội vương miện mặc long bào đôi mắt tỏa ra hung quang đáng sợ làm cho người ta nhìn thấy đã biết là nhân vật hung tàn nghiễm hải tộc trưởng nhìn thấy lão giả trên bọt nước có người thì thào nói nhìn qua ngàn vạn nghiễm hải ngư trước mặt, không biết bao nhiêu người ngừng thở, cũng có người đánh giá ngàn vạn nghiễm hải ngư trước mặt này, nghiễm hải ngư vây khốn khổng tước địa chỉ sợ cũng hơn trăm vạn. Lúc này ánh mắt nghiễm hải tộc trưởng nhìn qua lý thất dạ, ánh mắt của hắn lộ ra hung quang đáng sợ, đôi mắt này thật giống như định ăn tươi nuốt sống đôi thủ, rất nhiều người một khi bị hung quang của hắn nhìn chằm chằm vào, hai chân mềm nhũn ra. Vào lúc này rất đông tu sĩ ở xa xa cảm thấy mình đã ở đủ an toàn, có người nghe qua chuyện của Lý Thất Dạ cũng biết, lý thất dạ tại thiền hải than đã từng ăn long cân qua thậm chí là lấy đầu của nghiễm hải thái tử xuống hôm nay nghiễm hải tộc trưởng dẫn đầu nghiễm hải ngư đến tìm lý thất dạ tính sổ đây là chuyện không có gì lạ nghiễm hải tộc trưởng tự thân xuất mã đây là không chết không ngớt nha nhìn thấy cảnh này rất nhiều người nghĩ thầm có thể không không chết không ngớt sao có tu sĩ từng đi qua tàn phá mỹ cảnh nói lý thất dạ ở trước mặt quần hùng thiên hạ ăn long cân cũng bỏ đi hắn còn ở trước mặt nhiều người lấy đầu nghiễm hải thái tử dùng cái hộp đựng đưa trở về nghiễm hải tộc. Thù này đã là không đội trời chung, nào đến trình độ này, chỉ sợ không phải lý thất dạ chết, chính là nghiễm hải ngư diệt. Nghe nói như vậy, rất nhiều người chấn động, nghiễm hải ngư gần đây rất hung tàn, hơn nữa thường ôm làm một đoàn. Lý thất dạ giết nghiễm hải thái tử, nghiễm hải tộc sẽ chiến đấu tới cùng. Dùng tính hung tàn của nghiễm hải ngư thì cuối cùng không phải lý thất dạ chết, chính là nghiễm hải ngư vong. Thâm cửu đại hận như thế chỉ sợ bất kể là ai cũng không che chở lý thất dạ một khi là địch với nhiễm hải ngư chỉ sợ chỉ có một con đường cuối cùng nhất chỉ sợ là chết nhìn thấy trăm vạn nhiễm hải ngư vây quanh cả hải vực này có người thì thào nói bao nhiêu năm rồi bao nhiêu người đã từng là địch với nhiễm hải ngư thậm chí có người đánh đến hang ổ nhiễm hải ngư thái hang ổ nhiễm hải ngư thành từng khối nhỏ nhưng mà mặc kệ người cường đại cỡ nào truyền thừa cường đại cỡ nào cuối cùng đều không thể tiêu diệt nhiễm hải ngư thậm chí đến hậu đại nhiễm hải ngư sau khi sinh sôi này nở lại phản công địch nhân ngược lại diệt hậu đại của địch nhân. Nhân tộc tiểu nhi, là ngươi tới nhận cái chết hay bổn tọa bắt sống ngươi? Lúc này Nghiễm Hải tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như chính ngươi quỷ nhận lấy cái chết, bổn tọa sẽ sống sờ sờ tra tấn ngươi tới chết, nếu bổn tọa tự tay bắt sống ngươi, đến lúc đó không chỉ là muốn ngươi sống không bằng chết, càng giết thập tộc của ngươi. Không cần biết ngươi xuất thân thế lực nào, không cần biết ngươi là lai lịch gì, Nghiễm Hải tộc ta sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển giết sạch tất cả tộc nhân của ngươi giết sạch tất cả người có liên quan tới ngươi nghiễm hải tộc trưởng nói ra lời này làm rất nhiều người lạnh lẽo mọi người đều biết nghiễm hải ngư là có thủ tất báo một khi kết thù với chúng chính là không chết không ngớt bọn chúng rất hung tàn lúc này lý thất dạ ở dưới khổng tước thụ đứng lên lười biếng nhìn qua nghiễm hải ngư chật ních cả mặt biển hắn cười lên nói nghiễm hải ngư chỉ là những con kiến hôi mà thôi không ngờ lại dám vênh vó tận trời như thế đến cuối cùng cũng là một đám trứng mềm sợ cường lấn yếu mà thôi. người thật sự cho rằng nghiễm hải ngư các ngươi dựa vào người đông thế mạnh thì thật sự có thể vô địch không cố kỵ. lý thất dạ vừa cười vừa nói, bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu vị tiên đế, có bao nhiêu vị hải thần, có bao nhiêu vị thụ tổ muốn ăn long cân, chính là tiện tay bắt lấy, chọn nghiễm hải ngư nhiều mỡ nhất, cạo vẩy cá, gọt thành phiến, lấy long cân, ăn long cân sau đó lại dùng đồ biển ăn no nê, lại uống súp xương cá, đây là chuyện mỹ vị cỡ nào, thích ý cỡ nào đáng tiếc nghiễm hải ngư các ngươi bị tiên đế hải thần ăn long cân nấu canh cá nghiễm hải ngư các ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám phóng xem như không phát hiện chỉ có gặp phải môn phái nhỏ nghiễm hải ngư các ngươi mới hung hăng càn quấy không ai bị nổi nói đến đây lý thất dạ cười lắc đầu ủng hộ kênh qua linh halayzi com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nhìn đến đây lý thất dạ lạnh nhạt nhìn nghiễm hải tộc trưởng cười lên nói ra một đám trứng rái mềm mà thôi mỗi ngày lại nói khoác mình hung ác cỡ nào, hoành hành bá đạo cỡ nào, đi đến cuối cùng còn không phải một đám trứng rái mềm giả danh môn hay sao? Lý thất dạ nhìn qua nghiễm hải ngư nói đầy khinh thường, người trong hải vực này nghe xong trợn mắt há hốc mồm, không có người nào dám miệt thị nghiễm hải ngư như thế. Nhưng mà cũng có không ít người trong nội tâm âm thầm ủng hộ, đặc biệt là một ít tu sĩ và môn phái truyền thừa từng bị nghiễm hải ngư, lăng nhục nghe lý thất dạ miệt thị nghiễm hải ngư, trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt thống khoái, có thể nói lý thất dạ nói chính là tiếng lòng của bọn họ. Trên thực tế rất nhiều người cũng biết, Nghiễm Hải Ngư hung tàn là xem đối tượng, cũng không phải nói Nghiễm Hải Ngư đối với bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái nào hung tàn như thế. Nói thí dụ như, như Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch các cự đầu này, Nghiễm Hải Ngư sẽ không đi trêu chọc, nếu không Nghiễm Hải Ngư sớm cũng không biết bị Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch các truyền thừa tiên đế, thụ tộc, Hải Yêu đồ diệt bao nhiêu lần mà một khi các môn phái thực lực không đủ, Nghiễm Hải Ngư sẽ dùng người đông thế mạnh, giết không dứt, cho nên thường thường ăn thiệt thòi trong tay Nghiễm Hải Ngư chỉ hừ lạnh không nói. Đúng thế, hừ, đồn đãi nói năm đó, cổ thuần tứ mạch đại thành tiên thể đặc biệt ưa thích ăn long cân, nhưng mà chưa từng nghe nói Nghiễm Hải Ngư đánh cổ thuần tứ mạch báo thù bao giờ. Có tu sĩ bất mãn với Nghiễm Hải Ngư không nhịn được lải nhãi, trưởng bối của tu sĩ này sợ tới mức che miệng của hắn lại, tát cho hắn một cái, thấp giọng trách móc nói, người chán sống rồi hay sao? cho dù chính ngươi chán sống cũng đừng có liên lụy tới tông môn. Lý thất dạ nói chuyện này là mặt mo nghiễm hải, tộc trưởng tức giận biến thành máu gan heo, hắn bị tức lồng ngực muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Về phần trăm vạn nghiễm hải ngư, hai mắt càng phun lửa, vô số ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lý thất dạ, nếu như ánh mắt có thể giết người. Như vậy Lý thất dạ không biết đã chết bao nhiêu lần. Tộc trưởng, để cho chúng ta xé nát tiểu súc sinh này ăn đi, để cho trăm vạn huynh để ăn thịt của hắn, uống máu hắn, nhai xương hắn, có nghiễm hải ngư phẫn nộ hét to lên đúng để cho chúng ta ăn thịt hắn uống máu hắn nhai xương hắn trong khoảng thời gian ngắn trăm vạn nghiễm hải ngư phẫn nộ hét to tiếng gầm giận giữ bao phủ thiên địa rung động biển cả cảm nhận được lửa giận của trăm vạn nghiễm hải ngư không biết có bao nhiêu tu sĩ cũng hoảng sợ sắc mặt tái nhợt nghiễm hải ngư hung ác bọn họ hôm nay xem như nhìn thấy rồi ăn thịt ta uống máu ta nhai xương ta nghe được lời này lý thất dạ cười rộ lên nhàn nhã nói, chỉ bằng một đám trứng rái mềm các ngươi sao? Không nói các ngươi có trăm vạn đại quân, nếu như tất cả nhiễm hải ngư của thiên linh giới các ngươi tới nơi này, cho dù là hàng tỷ nhiễm hải ngư tới tìm ta báo thù, lý thất dạ ta cũng không đặt các ngươi vào trong mắt. Trực tiếp khiêu khích nhiễm hải ngư, chuyện này làm cho rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không nói trước mắt có trăm vạn nhiễm hải ngư, nhân vật cấp nguyên lão của nhiễm hải ngư cũng có hơn 10 người, kể cả nhiễm hải tộc trưởng cũng ở đây cả, nhiễm hải ngư lúc này có hơn 10 đại hiền, chớ nói chi còn có trăm vạn đại quân. Tiểu súc xanh, hôm nay bổn tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Hôm nay nghiễm hải tộc chúng ta muốn đập nát xương cốt của ngươi, hút khô cốt tủy của ngươi. Nghiễm hải tộc trưởng giống to một tiếng nói, các con, uống sạch máu của hắn, móm xương của hắn cho ta. Giết. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm vạn nghiễm hải ngư đều tức giận, điên cuồng hét lên một tiếng sau đó, như sóng to gió lớn lao thẳng về phía khổng tước địa. Bọn hắn bản thân chính là sóng to gió lớn, cả thiên địa cũng chấn động theo. Chúng lao thẳng tới khổng tước địa, giống như muốn đập nát khổng tước địa. Đối mặt trăm vạn đại quân nghiễm hải ngư trùng kích, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi, vạn lô thần nơi tay, ông một tiếng, vạn lô thần tế ra, nghe được tiếng ông một, pháp tắc hiển hiện. Dâm ao ao, dâm ao ao, dâm ao ao. Trong thời gian cực ngắn này, biển cả to lớn xuất hiện từng bọt nước bao phủ các nơi, bọt nước này giống như bàn tay, thoáng cái bắt lấy giám nghiễm hải ngư đang sung phong, trăm vạn nghiễm hải ngư không có con nào là ngoại lệ. Cho dù là nghiễm hải tộc trưởng cũng không ngoại lệ, đều bị bọt nước hóa thành bàn tay bắt đi. Khai mở, trăm vạn nghiễm hải ngư cả kinh, bọn chúng nhao nhao ra tay chém về bàn tay bọt nước này, nhưng mà vô số bọt nước đã bị Lý Thất Dạ luyện thành thành một thể với đại dương và mặt đất, nghiễm hải ngư lại làm sao có thể chém chết. Chậm rồi. Nhìn thấy trăm vạn nghiễm hải ngư, Lý Thất Dạ ôn nhu cười lên, nghe được tiên bồng nổ vang, đột nhiên trong thiên địa hiện ra một lò lửa, những lò lửa này hóa thành từng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống bắt lấy đầu của nghiễm hải ngư trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa vô số tiếng kêu thảm thiết đan vào cùng một chỗ khiến cho hải vực này hóa thành địa ngục đáng sợ tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngất truyền ra chung quanh làm cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy mình đang đưa thân vào địa ngục nghe được tiếng phốc 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 vang lên bàn tay bọt nước và bàn tay hỏa diễm cắt đầu của từng đầu nghiễm hải ngư thậm chí đầu lâu và xương sống cũng bị kéo ra ngoài cả tràng diện cực kỳ rung động cực kỳ khủng bố không nghiễm hải tộc trưởng điên cuồng hét lên một tiếng thân thể của hắn bị kéo dài ra hắn muốn thoát khỏi bàn tay bọt nước và bàn tay hỏa diễm nhưng mà quản chi hắn là đại hiền cũng không thể thành công cuối cùng nghiễm hải ngư tộc trưởng hét thảm á một tiếng hắn cũng không thoát được vận mệnh bị ngắt đầu đầu lâu nghiễm hải tộc trưởng mang theo xương sống bị rút ra khỏi cơ thể tính mạng như thế lãng phí như thế thật sự là đáng tiếc lý thất dạ cười cười nghe được bồng một tiếng lò lửa lưu chuyển bọt nước hóa thành lò lửa lập tức luyện hóa thân thể trăm vạn nghiễm hải ngư, thân thể tan thành mây khói, huyết khí lập tức bị rèn luyện, thoáng cái bị hút vào trong vạn lô thần. Lúc này lò lửa trên bầu trời hóa thành khóa sắt mang theo pháp tắc khóa từng bộ xương cá, trên cao. Nhìn thấy cảnh này cũng không thể dùng đồ sộ để hình dung, nói là khủng bố còn đúng hơn, trăm đầu cá hợp với xương sống lưng nằm trên không trung, không chỉ đồ sộ, càng làm cho người ta nổi da gà. Uệ, nhìn thấy một màn khủng bố như thế, rốt cục làm cho người ta không nhịn nổi há miệng phun ra, có không ít tu sĩ bị dọa chạy ra xa xa. Đối với tu sĩ mà nói, đã nhìn quen sinh tử, nhưng mà một hơi đổ sát trăm vạn, điều này thật sự là quá hiếm thấy. Huống chi trăm vạn đầu cá ngưng tụ trên bầu trời, cảnh rung động cỡ này chỉ sợ tất cả mọi người cả đời còn chưa thấy qua bao giờ. Bảy dập, nhìn thấy một màn rung động đáng sợ như thế này, không ít người hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, vào lúc này mới hiểu ra, phiến thiên địa này đã sớm bố trí bẫy dập đáng sợ. Vào lúc này, tất cả mọi người mới nhao nhao hiểu vì cái gì trước đó Lý Thất Dạ cảnh cáo tất cả mọi người đứng bên ngoài vòng tròn, thì ra hắn đã nhắc nhở mọi người để tránh bị tai bay vạ gió. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ có mục đích không cho ai biết, hiện tại mới hiểu thì ra Lý Thất Dạ đã hảo tâm nhắc nhở. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người cảm thấy lạnh lẽo nội tâm, rất nhiều người cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như không có trăm vạn nghiễm hải ngư tới, bọn họ mới ra khỏi vòng tròn, bằng không chỉ sợ kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như trăm vạn nghiễm hải ngư trước mắt đây chỉ sợ là đại trận thiên địa hợp nhất đại chân uy lực vô cùng lớn bố thành đại trận lớn như thế chỉ sợ không phải việc một ngày có đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy nghiễm hải tộc trưởng cũng khó thoát khỏi một kiếp thì hiểu rõ bẫy dập này uy lực vô cùng cường đại lý thất dạ vô cùng bình tĩnh ánh mắt quét qua chậm rãi nói ra đi nói cho nghiễm hải ngư ta ở khổng tước địa chờ bọn chúng tới nếu như bọn chúng muốn báo thù cứ phóng ngựa tới đây nếu không kẻ hèn nhát như bọn chúng, về sau ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta, ít lên mặt vinh váo ở thiên linh giới này. Nghe được lời lẽ tuyên chiến như vậy, trong lòng rất nhiều người nhíu mày, lý thất dạ ở chỗ này bày đại trận chờ nghiễm hải ngư đến. Nhân tộc cũng nên rời khỏi. Cuối cùng lý thất dạ liếc mắt nhìn một ít tu sĩ nhân tộc, lạnh lùng nói. Trong lòng tu sĩ nhân tộc ở đây phát lạnh, có một ít tu sĩ nhân tộc lập tức rời khỏi, nhưng mà có một ít lưu lại, bọn họ muốn nhìn phong ba này thế nào? hành động của Lý Thất Dạ lần này truyền ra khắp Bích Dương Hải, nghe Lý Thất Dạ một hơi giết trăm vạn Nghiễm Hải Ngư, rất nhiều người cảm thấy mí mắt giật giật. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, âm mưu quỷ kế rất nhiều, vậy mà chôn giết trăm vạn Nghiễm Hải Ngư. Có trưởng môn nghe tin tức như thế thì nội tâm sợ hãi, thì thào nói: "Đại chiến sắp tới, Nghiễm Hải Ngư tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy." Cũng có đại nhân vật thụ tộc nghe được tin tức này, thì thào nói: "Đâu chỉ Nghiễm Hải Ngư sẽ không bỏ qua, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương cũng sẽ không bỏ qua, nếu không về sau bọn họ làm sao sống yên ổn trong thiên linh giới này?" Có lão tổ thở dài một hơi nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Bích Dương Hải trở nên yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người trông mong lại trông mong, đưa ánh mắt nhìn qua khổng tước địa, nhưng mà lúc này mọi người đều chú ý không phải khổng tước thụ, mà là Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người hiểu rõ, đối mặt Lý Thất Dạ tuyên chiến, Nghiễm Hải Ngư, Tị Trần Dương, Thái Dương Tông chỉ có hai lựa chọn một chính là ứng chiến, hai là né qua bẫy dập của Lý Thất Dạ, về sau lại tìm cơ hội chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà nếu như không ứng chiến, đây đối với Nghiễm Hải Ngư, Tị Trần Dương, Thái Dương Tông mà nói, bọn họ cũng chịu tổn thất cực kỳ to lớn, uy danh tổ tiên lập nên sẽ bị hủy hoại trong một đêm. Chỉ là một tiểu tử nhân tộc tuyên chiến lại không dám ứng chiến, tại sao có thể trấn thủ danh giới và lĩnh vực của mình chứ? Bị tàn sát trăm vạn đệ tử còn nhẫn nhìn không dám lên tiếng, như vậy về sau, làm gì có ai sợ Nghiễm Hải Ngư? Tiếp qua vài ngày, cả Bích Dương Hải yên tĩnh lạ lùng, Nghiễm Hải Ngư cũng im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà đại nhân vật trải qua sóng to gió lớn đã phát hiện ra dị thường, thì Thảo nói, đây là yên lặng trước khi bão táp diễn ra, cuồng phong bạo vũ sẽ hàng lâm, chẳng biết hưu chết về tay ai, chỉ sợ là đại chiến chưa từng có. Lý Thất Dạ thả lời tuyên chiến với Nghiễm Hải Ngư, tất cả mọi người hiểu, Lý Thất Dạ đang đào hố cho Nghiễm Hải Ngư nhảy vào, hiện tại cũng không biết Nghiễm Hải Ngư có nhảy vào trong hố hay không lại trôi qua vài ngày nghiễm hải ngư hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào vào thời điểm này mọi người cho rằng nghiễm hải ngư đã kinh sợ họ lý nghe đây dạ tinh quốc của ta ứng chiến sẽ báo thù cho trăm vạn huynh đệ chết đi dạ tinh quốc không chỉ muốn chém giết ngươi càng đồ diệt thập tộc của ngươi rốt cục có một cương quốc nghiễm hải ngư lên tiếng ứng chiến nghiễm hải ngư hoàng đế dạ tinh quốc thả ngoan thoại núi đao biển lửa cũng không ngăn cản được thành thạch vân báo thù cho huynh đệ tất đồ sát lý thất dạ trong cùng một ngày một truyền thừa cường thế khác của Nghiễm Hải Ngư cũng tuyên chiến với Lý Thất Dạ. Không đổ sát thập tộc của Lý Thất Dạ, 800 vạn hùng sư của Đông Uông quốc sẽ không trở lại. Tiếp đó một đế quốc Nghiễm Hải Ngư cũng tuyên chiến với Lý Thất Dạ. Giết tộc nhân của ta, dù xa cũng chu, Thụy Hải Cương quốc của ta muốn dùng đầu Lý Thất Dạ tế bái huynh đệ. Trong khoảng thời gian ngắn Nghiễm Hải Ngư ở Ngũ Hồ Tứ Hải nhao nhao ứng chiến, đều thề muốn chém giết Lý Thất Dạ. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, tiếng kêu gào của Nghiễm Hải Ngư vang vọng biển lớn mênh mông, từng đại giáo truyền thừa tuyên chiến với lý thất dạ rất nhiều tu sĩ rất nhiều môn phái truyền thừa cũng phải hãi hùng khiếp vía trước đó nghiễm hải ngư vẫn được xưng có trăm vạn đế quốc mặc dù mọi người biết rõ đây là nói khoác nhưng mà hôm nay thấy nghiễm hải ngư cương quốc cùng truyền thừa liên tục tuyên chiến lý thất dạ thì mọi người mới ý thức được nghiễm hải ngư cường đại cũng ý thức được nghiễm hải ngư bao nhiêu cường thế mấy ngày trước nghiễm hải ngư hoàn toàn yên tĩnh trong một đêm nghiễm hải ngư cương quốc truyền thừa đều nhao nhao tuyên chiến với lý thất dạ Lúc này mọi người ý thức được cái gì? Rất tốt. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, lý thất dạ ta đang mày dao soàn soạt. Người tới một ngàn vạn, ta tàn sát một ngàn vạn. Người tới hàng tỷ, ta sẽ diệt mười tỷ. Còn có tị trần dương, thái dương tông, các ngươi cũng đừng che giấu, dao mổ của ta đang rất gấp đây. Đã vô cùng nôn nóng, chờ uống máu tươi của các ngươi đây. Đối mặt nghiễm hải ngư ứng chiến, lý thất dạ cũng vô cùng khí phách thả ngoan thoại. Không diệt lý thất dạ tiểu nhi, tị trần dương sẽ không quay về đối mặt lý thất dạ tuyên chiến tị trần dương cũng không khách khí đáp lại một tiểu nhi nhân tộc cho dù ngươi bố trí xuống núi đao biển lừa cho dù ngươi bố trí đại trận tuyệt thế thái dương tông cũng sẽ đổ diệt ngươi cho ngươi tan thành mây khói thái dương tông cũng thả lời ứng chiến lý thất dạ tính cả xà thụ tộc chúng ta một phần ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé sau đó xà thụ tộc có thù với lý thất dạ cũng thả tiếng gió ra còn có song đồng giáo giáo chủ song đồng giáo cũng thả ngoan thoại nói chém giết lý thất dạ trừ hại cho thiên linh giới rất tốt a miêu a cẩu đều muốn ra tay đại gia ta không lo nợ nhiều một đám cháu trai đều phóng ngựa tới đây đại gia các ngươi đang chờ ở khổng thước địa đây lý thất dạ cười to vang vọng biển cả vô cùng làm càn vô cùng cuồng vọng khí phách như thế cuồng ngạo như thế lập tức làm cho rất nhiều người cả kinh há to mồm thân là đàn ông nên như thế có người thì thảo nói dùng sức một mình khiêu chiến thiên hạ cho dù thân tử đạo tiêu đó cũng là vinh quang vô thượng cả đời oanh 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 trong một ngày này sóng lớn ngập trời sóng gió đáng sợ bao phủ thiên địa sóng thần bạo phát cả bích dương hải cũng quay cuồng sau đó từng tiếng nổ vang vọng xuất hiện chân trời trắng rã sóng gió ngập trời sinh ra nếu như đứng trên vòm trời nhìn xuống mà nói tuyệt đối có thể nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đồ sộ cả thiên địa dùng khổng tước địa làm trung ương vô số nghiễm hải ngư từ bốn phương tám hướng lao tới, quân đội mạnh mẽ, mỗi một chi quân đội có biên giới khác nhau, có đội hình không giống, nhưng mà tất cả quân đội nghiễm hải ngư đều bay về phía khổng tước địa. Vào hôm nay, trăm vạn đế quốc nghiễm hải ngư đồng thời cử binh, hàng tỷ quân lao tới khổng tước địa, tràng diện đồ sộ rung động nhân tâm, bất luận là bầu trời, hay là trong nước đều là nghiễm hải ngư. Ánh mắt nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt, nhìn không thấy cuối cùng, nơi ánh mắt nhìn thấy đều có nghiễm hải ngư chật ních, vào lúc này nghiễm hải ngư không chỗ nào không có. Nghiễm Hải Ngư nhiều tới mức khiến người ta chấn động, trăm vạn đế quốc Nghiễm Hải Ngư từ ngũ hồ tứ hải lao đến, trăm vạn dặm bên ngoài khổng tước địa bắt đầu xuất hiện đại quân minh mông. Mẹ của ta ơi, Nghiễm Hải Ngư trong thiên hạ đều dốc toàn lực. Đội hình đáng sợ như thế làm nhiều người sợ hãi tiểu ra quần, lúc này rất nhiều cường giả vốn tới đây vì đoạt bảo đã quay người bỏ chạy, rời khỏi nơi thị phi này. Nhân tộc đáng chết. Sau khi Nghiễm Hải Ngư hội tụ, một ít tu sĩ nhân tộc ở khổng tước địa vốn muốn chạy trốn, nhưng mà trăm vạn dặm quanh khổng tước địa từ biển cả tới không trung đã bị nhiễm hải ngư phong tỏa, những tu sĩ nhân tộc đào tẩu bắt đầu bị nhiễm hải ngư công kích. Cho dù những tu sĩ nhân tộc này thực lực không kém, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, bọn họ đối mặt với hàng tỷ nhiễm hải ngư, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những tu sĩ nhân tộc này trong nháy mắt bị nhiễm hải ngư xé xác ăn, ngay cả xương cốt cạn bã không còn thừa. Những tu sĩ này trước khi chết thập phần hối hận, sớm biết như thế nên nghe theo lời của Lý Thất Dạ, sớm ngày rời khỏi nơi thị phi này, cũng sẽ không dẫn tới họa sát thân không chết không chỗ trôn như thế khai thiên kính phát sinh đại sự như thế hàng tỷ nhiễm hải ngư phong tỏa trăm vạn dặm chung quanh khổng tước địa chuyện này làm cho rất nhiều môn phái truyền thừa tại bích dương hải cũng phải biến sắc sợ hãi thế cục như thế không có mấy người dám tự thân tới chiến địa trừ phi là trí cường giả phần đông truyền thừa lại không muốn bỏ qua đại chiến có một không hai này đều nhao nhao không tiếc hao tổn tinh bích mở thiên kính xem đại chiến thông qua thiên kính có mấy môn phái truyền thừa nín thở nhìn qua cảnh tượng chiến trường phóng nhãn nhìn qua là nhiễm hải ngư minh mông. Vô số đầu cá đang du động, vô số ngư quân cầm lấy xiên, nghĩa kích, thập phần hung ác, binh khí hàn quang lập lòe, chiếu sáng cả phiến hải vực. Có người nhát gan nhìn thấy trận thế như vậy, chỉ sợ trực tiếp đái ra quần. Cho dù là trưởng môn hoàng chủ của đại giáo cương quốc cũng sởn gai ốc, hàng tỷ nhiễm hải ngư, đây quả thật là có thể xé rách tất cả. Cho dù gặm vài cái cũng khiến địa giáo cương quốc bị diệt, từ đó có thể nghĩ cảnh này là đáng sợ cỡ nào chọc vào nghiễm hải ngư đây quả thực chính là chọc tổ ong vỏ vẽ nhìn thấy một màn như vậy có trưởng môn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thất thần nói cũng có hoàng chủ nhìn thấy cảnh này sởn hết cả gai ốc nói ra nghiễm hải ngư hung ác ai dám trêu trừ phi là hải thần thụ tổ tiên đế nếu không chẳng ai dám một mình khiêu chiến nghiễm hải ngư lần này nghiễm hải ngư không chỉ là muốn chém giết lý thất dạ để báo thù cho nghiễm hải ngư chết đi đồng thời nghiễm hải ngư cũng đang biểu diễn binh lực khiến cho người trong thiên hạ nhìn thấy Nghiễm Hải Ngư cường đại, biết rõ Nghiễm Hải Ngư đáng sợ, để cho người trong thiên hạ không dám chọc Nghiễm Hải Ngư, nếu không cũng sẽ bị diệt tộc. Có lão tổ nhìn sâu xa, chậm rãi nói ra. Trên thực tế một ít lão tổ hiểu rõ, đặc biệt như Hoàng Kim Tự, vô cấu Tam Tông là truyền thừa vô số năm tháng càng thấy rõ. Lý Thất Dạ làm tất cả đã mang tới trùng kích to lớn với Nghiễm Hải Ngư, thậm chí có thể nói đánh thẳng vào hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư. Đây là dẫm nát hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư dưới chân. Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người ăn long cân, đây nhục nhã Nghiễm Hải Ngư, lại ở khổng tước địa chém giết Nghiễm Hải tộc trưởng là biểu tượng của Nghiễm Hải Ngư, đồ sát trăm vạn Nghiễm Hải Ngư, đã dung chuyển địa vị của Nghiễm Hải Ngư tại Thiên Linh giới. Nếu như vào hôm nay Nghiễm Hải Ngư không giết Lý Thất Dạ, không dựng lại hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư, nói không chừng người trong thiên hạ cho rằng Nghiễm Hải Ngư là dễ khi dễ, đến lúc đó không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa sẽ chia cắt danh giới của bọn họ không biết có bao nhiêu người muốn ăn long cân cho nên lúc này nghiễm hải ngư phải đoàn kết lại tụ tập hàng tỷ ngư quân không chỉ muốn chém giết lý thất dạ cũng muốn khoe vũ lực của nghiễm hải ngư để cho người trong thiên hạ cũng biết bất luận là lúc nào nghiễm hải ngư đều vô cùng đoàn kết chỉ cần chọc giận nghiễm hải ngư bọn chúng vậy đó là diệt tộc trên biển cả vô số ngư quân rậm rạp chẳng chịt ở trên bầu trời có cường giả tuyệt thế đang đứng nghiễm hải ngư có thể đứng trên bầu trời toàn bộ đã tu luyện ra hình người những nghiễm hải ngư đứng trên không trung không phải lão giả mặc kim y, chính là mặc đế y hoàng đế. Bọn chúng không phải là nguyên lão, chính là hoàng đế, trong đó không thiếu đại hiền. Đương nhiên trong nghiễm hải ngư muốn gặp một thần vương là quá khó khăn, nghiễm hải ngư trên phương diện tu đạo rơi vào hoàn cảnh xấu, không thể so sánh với mị linh, cho dù so sánh với hải yêu bình thường thì bọn họ còn kém xa. Nhưng mà bọn chúng cũng có số may, nhân khẩu rất đông, cho nên nghiễm hải ngư trở thành cường giả đại hiền cũng không ít, nhưng mà nghiễm hải ngư muốn có thần vương là chuyện cực khó. Mặc dù nói trăm vạn đế quốc, hàng tỷ nghiễm hải ngư, nói ra thì đây là con số khoa trương, nhưng mà không thể phủ nhận, trước mắt tụ tập nghiễm hải ngư thật sự là quá nhiều, không có truyền thừa nào có thể tụ tập nhiều đệ tử như thế, cảnh đồ sộ thế này chỉ có nghiễm hải ngư mới có thể làm được. Cuối cùng nhất trăm vạn đế quốc nghiễm hải ngư tụ tập toàn bộ ngư quân, tất cả quân đội đều tụ tập hoàn tất, vào thời điểm này xa thụ tộc, song đồng giáo hơn 10 môn phái truyền thừa cũng tập kết quân đội, cùng kết thành liên minh với nhiễm hải ngư xuất phát tới khổng tước địa. Oanh! 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 Lúc này hàng tỷ ngư quân tấn công khổng tước địa, hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng này đồ sộ như thế nào, chỉ riêng sóng biển đã cao tận trời, dùng khí thế không ai có thể ngăn cản lao thẳng vào khổng tước địa. Hàng tỷ ngư quân lao về phía trước, giao động cả bích dương hải. rung động thiên địa, bất kể là ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ. Cuối cùng nhất, hàng tỷ ngư quân dừng lại, đứng ở bên ngoài vòng tròn mà Lý Thất Dạ đã vẽ, bọn họ cũng biết bên trong vòng tròn của Lý Thất Dạ đã bố trí bẫy dập đáng sợ chờ bọn họ đi vào. Hàng tỷ ngư quân sau khi dừng lại, nhìn qua trăm vạn xương cá bị treo trên hư không, vô số nghiễm hải ngư tức giận không thể kìm được, bất kể là ngư binh nho nhỏ cho tới ngư hoàng đều đỏ mắt lên, phun ra lửa giận, hận không thể xé Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Không xé nát họ Lý tiểu súc xanh kia, nghiễm hải ngư thể không trở về vương triều. Có nghiễm hải ngư hoàng nhịn không được gào thét lên, đúng vậy, không xé nát họ Lý Tiểu Súc Xanh, thì không hồi trở lại vương triều, diệt thập tộc của hắn. Tất cả nghiễm hải ngư tức giận kêu lên như điên, điên cuồng giống to vang vọng bầu trời. Mà Lý Thất Dạ vẫn ngồi dưới khổng tước thụ, lúc này hắn lười biếng đứng lên, nhìn qua vô số nghiễm hải ngư lao tới, ôn nhu địa cười cười, nói ra, ta là người, gần đây rất nhân tử, gần đây ta rất yêu thích hòa bình, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bây giờ quay đầu trở về còn kịp, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, rụt cái đuôi ngoan ngoãn làm đàn cá con. Nếu không ta giết sạch các ngươi, cho các ngươi muôn đời thoát thân không được. Lý Thất Dạ nói như vậy càng làm cho vô số Nghiễm Hải Ngư tức điên, bọn chúng tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt mang theo sát khí đáng sợ, ánh mắt đáng sợ như thế đủ giết Lý Thất Dạ trăm ngàn lần. Tiểu Súc Xanh, hôm nay chính là tận thế của ngươi. Lúc này một ngư hoàng đứng trên không trung quát, chúng ta hôm nay không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn gặm sạch khổng tước địa chúng ta sẽ từ từ nghiêm hình tra tấn ngươi, để cho ngươi nói ra lai lịch mới thôi. Đến lúc đó nghiễm hải tộc diệt thập tộc của ngươi, để cho nam nữ lao ấu trong thập tộc của ngươi kêu rên trọn đời vì dám phạm, vào hoàng uy của nghiễm hải tộc. Một đám con kiến hôi cũng dám nói đồ sát chân long. Lý thất dạ cười rộ lên, nói ra, chỉ bằng các ngươi. Còn chưa đủ tư cách, nhiều người hơn nữa cũng chưa chắc làm gì được ta. Vậy sao? Có một ngư hoàng cười lạnh, nói ra, tiểu súc xanh, thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, Ngươi cứ tiếp tục đắc ý đi, sau một khắc, chỉ sợ ngươi không cười nổi đâu. Không ít truyền thừa thông qua thiên kính chú ý một màn này, nhìn thấy một màn này. Cho dù bọn họ ở xa ức vạn dặm cũng phải ngừng thở vì trận thế này. Trừ vị tôn giá, mời ra tay đánh sập đại trận này. Lúc này có một ngư hoàng nhìn qua bầu trời quát to, mời viện binh. Oanh! Tiếng nổ vang lên, thời điểm này trên bầu trời có đại trận hiện ra. Đây là do hơn 10 cường giả Mỹ Linh tạo thành đại trận. Những cường giả Mỹ Linh này rất cường đại, đều là bộ dáng tóc trắng xóa, vừa nhìn đã biết đạt tới cấp bậc nguyên lão. Đại trận như thế đánh xuống, hơn thân ảnh 10 người ánh lửa trùng thiên. Pháp tắc tịnh hóa đáng sợ bao phủ chư thiên, thập phần đáng sợ. Thái Dương Tông thủ tịch nguyên lão. Thông qua thiên kính, có giáo chủ nhận ra một trong 10 lão giả này, hoảng sợ hét lên. Bồng! Lại có tiếng nổ vang vọng, lò lửa trên bầu trời đánh xuống, nước biển phun cột nước, lúc này đại trận của Lý Thất Dạng tạo ra bị 10 lão giả của Thái Dương Tông công kích, công kích cực kỳ hung mãnh. Khai mở. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vị lão giả quát một tiếng, tế ra một cái tiên lộ, đại trận của bọn họ là tiên nhân chỉ lộ, lập tức hóa thành một cái thần lô cực lớn. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang vọng bên tai, vào lúc này tuyệt thế địa trận không ngừng hấp thu hỏa diễm, vốn nước biển đã dung hòa vào hỏa diễm, lúc này nước biển và lò lửa bị đại trận tiên lộ hấp thu, nước biển bọt nước không ngừng kêu răng rắc rơi xuống biên. Thái Dương Lô, truyền thuyết nó là đại trận do đại thành tiên thể sáng tạo ra. Nhìn thấy trận thế lớn như thế, có hoàng chủ thì thào. Có thực lực. Lý thất dạ cười lên, hắn vừa nói như thế, âm thanh rầm ảo ảo vang lên, sau đó là tiếng nổ mạnh oanh, 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 trong nước biển có vô số pháp tắc bay lên, vô số pháp tắc lập tức hóa thành khóa sắt dài hẹp, mỗi một sợi dây xích giống như sơn mạch to lớn, mỗi một khóa sắt không ngừng kêu vang, muốn khóa chặt thái dương lô. Chớ có làm càn. Lúc này có tiếng hét lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời lại có đại trận đánh xuống, đại trận vừa hiện ra, âm thanh keng 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 kiếm minh vang lên không dứt bên tai, lập tức từng thanh cự kiếm phóng lên trời, giống như nhiều đóa hoa sen đua nở, mỗi một đóa hoa sen đua nở khiến lực lượng pháp tắc suy yếu đi. Tị pháp kiếm trận. Có người trước thiên kính hét lớn, đây là đại trận trấn giáo của Tị Trần Dương. Không hề nghi ngờ, vì diệt trừ lý thất dạ, Thái Dương Tông cùng Tị Trần Dương đều bỏ vốn gốc to lớn phái tuyệt thế đại trận của bổn giáo gia không chém giết lý thất dạ tuyệt không bỏ qua. Trương lão, cùng nhau ra tay. Lúc này có một lão giả trong tị pháp kiếm trận hét lên. Ông, trong thời gian cực ngắn đó, Thái Dương Lô cùng tị pháp kiếm trận pháp huy tới cực hạn. Một là tiên lô thôn vệ cửu thiên thập địa, một là tị pháp vạn đạo pháp tắc, gọt hết lực lượng của pháp tắc đại đạo. Dưới một trong hai đại trận tuyệt thế kia, rốt cục bẫy dập của lý thất dạ chia lìa, lò lửa bị hút ra, khóa sắt bị chém đứt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thái Dương Lô và Tị Trần Kiếm trận phá huy lực lượng tới cực hạn, dùng uy lực lớn nhất trấn áp hải vực này, cũng nói đúng hơn, Lý Thất Dạ lúc này nếu còn thủ đoạn trận pháp gì đó còn ẩn giấu, dưới hai đại trận tuyệt thế này đều không thể phát huy tác dụng. Tiểu xúc xanh, tay đánh tan đại trận của ngươi, tất cả đều chưa đủ thành đạo. Trưởng ngự đại trận, Thái Dương Lô và Tị Trần Kiếm trận trấn áp cả hải vực này, rốt cuộc Lý Thất Dạ không còn thủ đoạn gì có thể sử dụng, thủ tịch Nguyên lão Thái Dương Tông lạnh lùng nói giết đệ tử tị Trần Dương, đáng chết vạn lần, đáng chết. Một nguyên lão tị Trần Dương lạnh lùng nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này hai bên sử dụng tuyệt thế đại trận chấn thủ hải vực này, trong mắt bọn họ xem ra, Lý Thất Dạ cho dù có thủ đoạn khác cũng đã không thể làm được cái gì. Trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ vào lúc này chính là thịt cá chờ bị chém giết. Dùng lực lượng một người dung chuyển một truyền thừa, cuối cùng là việc khó. Nhìn thấy cảnh như thế, trước thiên kính có người thì thảo nói ra, tị trần dương thái dương tông nghiễm hải ngư một khi bọn họ kết thành liên minh thật đáng sợ mà không biết có bao nhiêu môn phái đều kiêng kỵ ba thành lý thất dạ lần này thật sự thúc đẩy chuyện tốt của bọn họ rồi có hoàng chủ đứng trước thiên kính lo lắng nói ra đáng tiếc đây chính là nhân kiệt a nhân tộc có một hạt giống tốt lại chết thảm quá cứng dễ dàng gãy lý thất dạ này tiền đồ vô lượng lại hết lần này tới lần khác lại quá mức hung hăng cản quấy một hơi dựng lên nhiều địch nhân như vậy đây là đẩy bản thân đi về hướng tử vong a à. có lão tổ không nhịn được tiếc hận nói ra tiểu xúc xanh ngày chết của ngươi tới rồi lúc này nhiễm hải ngư sắc mặt dữ tợn ngư hoàng hét lớn các huynh đệ xông vào khổng tước địa mặc kệ có hung hiểm gì cũng không thể ngăn cản bộ pháp của chúng ta chúng ta ăn sạch khổng tước địa xé tiểu xúc sinh này thành mảnh nhỏ gặm sạch khổng tước địa xé tiểu xúc sinh này thành mảnh nhỏ giết vô số nhiễm hải ngư điên cuồng hét lên một tiếng tiếng kêu giết rung động cả bầu trời trong khoảng thời gian ngắn vô số nghiễm hải ngư phóng về phía khổng tước địa lúc này mặc kệ lý thất dạ ở trong khổng tước địa bố trí cái gì đó mặc kệ lý thất dạ còn có thủ đoạn gì cũng đã không cách nào dao động quyết tâm nghiễm hải ngư ăn sạch khổng tước địa xé nát lý thất dạ vô số nghiễm hải ngư vọt tới bọn chúng còn cách khổng tước địa không bao xa khí thế đã lay động cả khổng tước địa nhìn thấy cảnh như vậy lý thất dạ không chỉ không lộ ra thần sắc kinh hoàng thất sắc ngược lại còn tươi cười cười lên rất tươi chấn định nói vừa rồi thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi hiện tại mới thật sự là thời điểm thu hoạch lý thất dạ vừa nói ra lời này ông một tiếng văng lên thời điểm này khổng tước thụ sau lưng hắn đột nhiên tỏa ra thần quang sáng ngời mỗi một đạo thần quang mang theo đủ mọi màu sắc đạo thần quang này phóng lên trời bao phủ vòm trời mở ra cửu thiên thập địa diễn hóa hỗn độn phát sinh chuyện gì đột biến bất ngờ làm cho nhiều người không kịp phản ứng cũng cả kinh lúc này tất cả thần quang phóng lên trời hóa thành cái đuôi to trên cao lúc này khổng tước thụ biến mất không còn khổng tước thụ một con khổng tước cực lớn xuất hiện trên bầu trời hai cánh khổng tước mở ra che đậy cửu thiên thập địa thoáng cái thiên địa không còn ánh sáng chỉ có hào quang của khổng tước đuôi khổng tước mang theo thần quang năm màu cả bích dương hải đều bị bao phủ dưới thần quang này dầm áo áo tiếng nước chảy vang vọng khổng tước xòe đuôi cánh mở ra trong thoáng chốc khí thế vô địch bao phủ cả thiên linh giới khí thế vô địch chân chính bao phủ cả thiên linh giới không có pháp tắc, không có chiêu thức, vào lúc khổng tước xòe đuôi, vô tận sinh linh bị chấn áp, bất kể đại hiền cường đại, bất kể là thần vương đáng sợ cỡ nào, tất cả dưới khí thế vô địch cũng cảm giác mình chỉ là con kiến hôi, là chua đủ thành đạo, vô cùng yếu ớt. Nghe được tiếng ông vang vọng, đuôi khổng tước quét qua, hàng tỷ nhiễm hải ngư bị chấn áp, thái dương lô và tị trần kiếm trận cũng dừng lại. Vào giờ này phút này, không quản khỉ gió đại hiền cường đại ra sao, tuyệt thế đại trận mạnh thế nào, đều không thể động đậy, bọn họ bị định trụ, vào lúc này không gian và thời gian đã dừng lại khổng tước che đậy bích dương hải chấn áp thiên linh giới vào lúc này bất kể là tồn tại thế nào bất kể là trí cường giả vô địch tất cả đều im lặng ánh mắt nhìn qua khổng tước địa trong một cấm địa có tồn tại thức tỉnh ở trong vực sâu mở hai mắt ra trên xương khô còn có thần quang lóng lánh vào lúc khổng tước xòe đuôi bất kể là vô địch thế nào đều hoảng sợ khổng tước vừa ra tay là vô địch cả thời đại đánh nát tất cả ngăn cản khổng tước thụ tổ trong một nơi xa xôi không biết là ai lẩm bẩm một câu vào lúc này bất kể là truyền thừa cường đại ra sao thế ra cổ xưa cỡ nào đều sởn hết cả gai ốc cảm giác lông tơ dựng ngược lên rất nhiều truyền thừa của bích dương hải mở thiên kính ra trước thiên kinh nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lão tổ có xúc động quỳ xuống cho dù là quái vật khổng lồ như vô cấu tam tông hoàng kim tự lão tổ cường đại mà vô địch của bọn họ cũng phải hoảng sợ khổng tước thụ tổ phục sinh sao lão tổ tóc trắng xóa run rẩy không thể tin được, thì thảo nói, cho dù là vô cấu tam tông, lão tổ của bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ, thì thảo nói, không thể nào, một khi thụ tổ tọa hóa là không cách nào nghịch chuyển, hắn phải trở về đại địa, đây không phải khổng tước thụ tổ phục sinh, hoàng kim tự với tư cách thụ tổ truyền thừa, bọn họ biết rõ cảnh trước mặt là ý nghĩa ra sao, một lão tổ hoàng kim tự thì thảo nói, đây là tổ thụ hiển thánh, chẳng lẽ sắp sống thêm một đời hay sao? tất cả truyền thừa thụ tổ đều biết tổ thụ hiển thánh đây là chuyện căn bản không có khả năng trừ phi là cả truyền thừa gặp phải tai họa ngập đầu nếu không cho dù tổ thụ có chết héo cũng không hiển thánh vốn ta chỉ luyện hóa nhiều hơn mà thôi lần này tốt rồi có thái dương lo có tị trần kiếm trận đây là dược lô tốt nhất mà nhìn qua cảnh trước mặt lý thất dạ cười rộ lên khai mở lúc này lý thất dạ quát một tiếng hắn vừa quát lên thì ông một tiếng cả đại địa sinh ra hào quang đuôi khổng tước trên bầu trời xòe ra liên tục vào thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi sinh ra, nghe được âm thanh tư, tư, tư vang lên, tất cả nghiễm hải ngư đang bị chế trụ bỗng nhiên phai mờ. Hàng tỷ nghiễm hải ngư, thân thể bọn chúng lúc này giống như đá mài, chậm rãi phai mờ, nhưng mà nhìn thấy mỗi tắc da thịt của mình phai mờ, bọn chúng không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không được. Cảnh đáng sợ khủng bố bực này, hàng tỷ nghiễm hải ngư, còn có xa thụ tộc, song đồng giáo. Hơn 10 vạn đệ tử của các truyền thừa này đều từ từ phai mờ. Trong thời gian ngắn, hàng tỷ nhiễm hải ngư phai mờ, nhỏ có ngư binh, lớn đến một nguyên lão đại hiền, toàn bộ không thể đào thoát vận mệnh phai mờ. Cuối cùng nhất nhiễm hải ngư cũng tốt, tu sĩ các phái cũng được, toàn bộ bị mài thành một bãi máu, đây là thứ chân quý nhất toàn thân của chúng, trong huyết dịch ẩn chứa thọ huyết của bọn họ. Tất cả bãi máu dung hợp vào nhau, thử nghĩ một chút, đây là hàng tỷ nhiễm hải ngư, có bao nhiêu máu huyết đây, tất cả bãi máu ngưng tụ lại thành biển máu. Cái này Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trước thiên kính rung động lạnh lẽo, sởn hết cả gai ốc, hàng tỷ nhiễm hải ngư cứ như vậy tan thành mây khói, cứ thế mà biến thành máu huyết, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Oanh! Một tiếng, lúc này Thái Dương Lô do hơn 10 nguyên láo Thái Dương Tông tạo ra đột ngột sáng lên, bọn họ mất khống chế với đại trận. Dầm dầm dầm! Từng tiếng nước vang lên, lúc này Lý Thất Dạ tự mình chấp trưởng Thái Dương Lô, máu huyết vô cùng vô tận bị Thái Dương Lô sử dụng tiếp theo là bồng một tiếng, thái dương tinh hỏa trong thái dương lô hóa thành dòng xoáy, luyện hóa máu huyết vô cùng vô tận này. Thời điểm thái dương lô vận dụng thái dương tinh hỏa không ngừng tinh luyện máu huyết, hơn 10 nguyên lão trong tuyệt thế đại trận phát hiện thân thể của mình, cũng đang chậm rãi hòa tan, tính mạng chi hỏa của bọn họ từ từ bốc hơi, lúc này đại trận đang ngưng luyện máu huyết, làm cho máu huyết bị luyện hóa càng trở nên tinh thuần hơn. Các ngươi cho rằng chỉ sử dụng thái dương tinh hỏa của thái dương lô là có thể luyện hóa đại trận của ta sao? Suy nghĩ này quá ngây thơ rồi, đối với luyện dược mà nói, thế gian còn có gì thuần túy hơn tính mạng chi hỏa chứ? Dùng tính mạng chi hỏa thối luyện máu huyết, đây quả thật là hoàn mỹ vô khuyết, khiến máu huyết được tầm bổ thật lớn. Lý Thất Dạ sử dụng tuyệt thế đại trận Thái Dương Lô, luyện hóa biển máu trở thành máu huyết tinh thuần. Cuối cùng nhất, tất cả máu huyết đều bị luyện hóa, máu huyết như biển máu vừa rồi biến thành một cái hồ máu. Sau khi tất cả máu huyết bị luyện hóa, Thái Dương Lô cũng sụp đổ hơn 10 nguyên lão Thái Dương Tông hoàn toàn dung nhập vào trong máu huyết, bọn họ cũng không tránh được kết cục bị luyện hóa. Dầm 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 dầm, Lý Thất Dạ đổ vô cấu thủy vào trong Tị Trần kiếm trận, mà tất cả nguyên lão Tị Trần Dương tạo thành kiếm trận nhìn thấy vô cấu thủy bao phủ bọn họ. Vô cấu thủy nha, vô thượng thánh thủy của Mỹ Linh. Đứng trước thiên kính, nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng rất nhiều vô cấu thủy bao phủ Tị Trần kiếm trận, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức phá sản. Đối với Mỹ Linh mà nói, có thể được một lọ vô cấu thủy đã là chân phẩm tới cực điểm nhưng mà lúc này lý thất dạ lại dùng rất nhiều vô cấu thủy bao phủ tị trần kiếm trận keng 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 lúc này đám nguyên lão tị trần dương không thể khống chế tị trần kiếm trận cả kiếm trận hóa thành một hoa sen cực lớn vô cùng thịnh khiết đây là hình thái trung cực của tị trần kiếm trận có thể tinh lọc tất cả dầm 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 tiếng nước vang lên vô cấu thủy hình thành dược lô trong hoa sen thời điểm này lực lượng tinh lọc của tị trần kiếm trận phát huy tới cực điểm biển máu bị luyện hóa thành hồ nước bị hút vào trong dược lô. Lúc này hoa sen khép lại, máu huyết bị luyện hóa trong lò luyện, mà hơn 10 nguyên lão tị trần kiếm trận cảm thấy mệnh cung của mình mở ra, sinh mệnh chi tuyển của bọn họ không ngừng chảy vào dược lô, càng bị dược lô tinh lọc triệt để. Từ khi sinh mệnh chi tuyển của bọn họ liên tục chảy ra, khí huyết, thọ huyết, đại đạo chi lực của bọn họ đều chảy vào sinh mệnh chi tuyển, dùng hình thái sinh mệnh chi thủy chảy ra ngoài, vận mệnh bọn họ cũng giống nguyên lão thái dương tông, chậm rãi hòa tan. Tình huống như thế nhìn qua không khủng bố, nhưng mà so với bóc lột thậm tệ, loại phương pháp này càng làm triệt để hơn, hoàn toàn ép khô bọn họ, ngay cả cạn bã cũng không còn thừa. Tánh mạng chi hỏa ôn huyết, sinh mệnh chi tuyển tinh lọc, không có gì so được với chúng cả. Lý thất dạ khống hỏa luyện dược, hắn vừa cười vừa nói, nếu như nói, để cho ta đi bắt hơn 10 người sống cường đại đến luyện dược, vậy thật sự là quá tàn nhẫn, các ngươi nói có đúng hay không? Rất không may là, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ta cảnh cáo, không nên chạy đi tìm cái chết không nên tự nhảy vào lò luyện dược càng trùng hợp là thái dương tông sử dụng thái dương lô tị trần dương dùng tị trần kiếm trận hai thứ này càng thích hợp luyện dược công pháp đại thành tiên thể lập nên một là dương vô tận một là nhu nhuận vô song các ngươi hết lần này tới lần khác lại tụ tập cùng nhau chạy tới nơi này luyện dược đây là trùng hợp ta còn có thể nói cái gì ta chỉ có thể nói giảm được rất nhiều công phu cho ta nha lý thất dạ luyện hóa máu huyết không ngừng nói ra nhìn thấy cảnh này, có lão tổ vô cấu tam tông đứng trước thiên kính nhìn nhau, có lão tổ nói ra, thật sự trùng hợp như vậy sao? Cuối cùng nhất hoa sen tàn lụi, tất cả máu huyết đã bị luyện hóa, lúc này rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng máu huyết, chúng đã đã thành bảo dịch, chỉ thấy bảo dịch tản mát bảo quang ngập trời. Trước đó máu huyết là một cái hồ lớn, hiện tại luyện thành bảo dịch chỉ bằng cái ao mà thôi. Nhìn một ao bảo dịch này, chúng quanh quẩn trong hỗn độn, giống như có ngôi sao muốn ra đời trong bảo dịch này dường như một ao bảo dịch lại có thể băm hàm cả vũ trụ bảo dịch như thế quả thực có thể so sánh với hỗn độn tinh hoa a à. nhìn thấy bảo dịch như thế không biết có bao nhiêu người thèm chảy nước miếng cho dù là người không biết hàng cũng biết một ao bảo dịch này có ý nghĩa ra sao đây chính là bảo dịch dùng hàng tỉnh nhiễm hải ngư luyện hóa thành giá trị của nó có thể nghĩ lúc này lý thất dạ lấy thiên đằng hồ ra hắn mở thiên đằng hồ sau đó đổ dịch như hoàng kim vào trong thiên đằng hồ một mở ra tính mạng chi lực dồi dào vô hạn sinh cơ phả vào mặt dường như mỗi một giọt hoàng kim dịch giống như ẩn chứa hạt giống tính mạng. Lý thất dạ đổ toàn bộ hoàng kim dịch này vào trong, ông một tiếng, khi hoàng kim dịch khẽ đảo tiến vào trong đó, lập tức cả hai lập tức dung hợp, vào lúc này tất cả người trong bích dương hải có thể cảm nhận được, tính mạng chi lực dồi dào hiện ra, cảm giác một ao bảo dịch này có thể dựng dục tính mạng cường đại, chỉ cần chiếm được nó là có thể sống thêm một đời. Sinh mệnh lực dạt rào ẩn chứa trong đó, vô số sinh linh tại Bích Dương Hải cảm thấy linh tính bừng bừng, cho dù là cây gỗ sắp chết cũng tỏa sinh cơ bừng bừng như sống lại hắn muốn tục thọ cho khổng tước thụ thậm chí là muốn giúp khổng tước thụ sống lại cả đời đứng trước thiên kính có lão tổ hoảng sợ và lúc này bọn họ mới hiểu lý thất dạ muốn làm gì lúc này không biết có bao nhiêu người hoảng sợ không biết có bao nhiêu người động dung cũng có vô số con người trầm mặc trước đó đã từng có người hỏi lý thất dạ muốn làm gì hắn nói là tục thọ cho khổng tước thụ và lúc ấy có không biết bao nhiêu người cười nhạo hắn bao nhiêu người xì mũi coi thường, bao nhiêu người chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ là không biết lượng sức, là ngu ngốc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà hiện tại xem ra, chính thức ngu ngốc không phải Lý Thất Dạ, mà là bọn họ. Ngu xuẩn nhất chính là nghiễm hải ngư, bọn chúng tự đại, bọn chúng cuồng vọng, cuối cùng nhất thành tự Lý Thất Dạ. Sinh mệnh lực cường đại như thế, chỉ cần phân cho ta một ít, ta có thể sống lại cả đời. Sinh mệnh lực giạt rào bao phủ cả thiên địa, có lão tổ thì thào nói, "Oanh, oanh, oanh." Lúc này có tiếng lôi minh vang lên, tia chớp điên cuồng giáng lâm, thiên lôi nổ tung vòm trời, trong nháy mắt, bầu trời hình thành thiên kiếp đáng sợ. Thiên kiếp đáng sợ không ngừng hội tụ trên bầu trời, cả thiên linh giới trở nên u ám, dường như có tận thế tiến tới, mỗi một tia chớp xẹt qua là có thể xé rách thiên địa, thiên lôi đáng sợ có thể đánh tan biển cả. Trong nháy mắt thiên kiếp đáng sợ như thế hình thành nhìn qua thiên kiếp khủng bố kia, không chỉ nói là cường giả bình thường, cho dù là thần hoàng cũng có cảm giác sởn hết gai ốc, cho dù là thần hoàng, cũng phải suy nghĩ xem mình có thể sống bao lâu dưới thiên kiếp như thế này. Đây là cái gì? Nhìn thấy thiên kiếp hủy diệt ngưng tụ trên bầu trời, có vãn bối cảm thấy hai chân như nhũn ra, cũng hoảng sợ hỏi. Thiên phạt, có lão tổ chậm rãi nói ra, tính mạng dịch kia dùng sinh mạng hàng tỷ sinh linh tạo thành, đây là vật nghịch thiên, hao tổn thiên hòa trời xanh tuyệt đối sẽ không cho phép thứ như vậy tồn tại tánh mạng dịch vô tội nhưng mà ai ăn vào chính là tội lớn khổng tước thụ có thể vượt qua thiên phạt hay không có người thì thào nói không biết có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra nếu như bản thể của ngươi căn cơ càng cường đại thiên phạt cũng càng cường đại bản thể khổng tước thụ chính là khổng tước thụ tổ đây là căn cơ vô địch nếu nó ăn tính mạng dịch này sẽ dẫn tới thiên kiếp hủy diệt chân chính nếu như nói là vãn bối là kẻ yếu, trưởng bối hoặc là cường giả còn có thể giúp hắn vượt qua thiên phạt, mà thiên phạt của thụ tổ không ai có thể giúp được. Trừ phi có tiên đế xuất thủ tương trợ. Lúc này trước thiên kính, có rất nhiều người cũng ngừng thở, tất cả mọi người muốn xem kết quả, tất cả mọi người muốn nhìn khổng tước thụ, có thể ăn một cái ao bảo dịch này hay không? Nhìn qua thiên phạt hình thành trên bầu trời, lý thất dạ đạp không mà lên, lấy ngọc chén ra, trong đó chính là thương sinh lệ. Lúc này Lý Thất Dạ dội tất cả thương sinh lệ vào người không tước, khổng tước hấp thu toàn bộ thương sinh lệ sau khi hấp thu toàn bộ thương sinh lệ hào quang trên người khổng tước biến thành nhàn nhạt, nhạt hào quang nhàn nhạt, nhạt này rất ong ánh mỗi một đám hào quang giống như phủ đầy nước mắt dường như có vô cùng vô tận sinh linh đang kêu khóc bắt đầu đi lý thất dạ quát một tiếng đứng trên hư không nhìn thiên phạt trên cao hô một tiếng lúc này khổng tước há miệng nuốt toàn bộ một ao bỏ dịch trong nháy mắt khổng tước biến mất khổng tước thụ lại xuất hiện trong mắt thế nhân nó vẫn cắm rễ trên mặt đất lúc này khổng tước thụ bắt đầu bắn ra lục sắc quang mang mỗi một đám hào quang màu xanh này tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng vô tận vào thời khắc này khổng tước thụ hình thành tính mạng phong bạo đáng sợ lục sắc quang mang đan vào cùng một chỗ sinh mệnh lực vô cùng vô tận bắt đầu bị tiêu hóa dung hòa là một thể với khổng tước thụ oanh. oanh 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 vào thời điểm này thiên phạt rốt cuộc đã đánh xuống tia chớp to lớn bổ xuống có thể đánh bích dương hải thành hai khúc thiên lôi đáng sợ như vậy đánh xuống có thể đánh xuyên qua cả Bích Dương Hải. Mà thiên kiếp giáng lâm, vô số sinh linh trong Bích Dương Hải thoáng cái bị chấn áp phủ phục trên mặt đất, vô số tánh mạng đang nom nóp lơ sợ trước thiên phạt. Nhưng mà chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, bất kể là tia chớp đánh xuống, chỉ còn cách khổng tước thụ vài thước thì biến mất không thấy gì nữa. Dường như tia chớp chỉ dài bao nhiêu đó, thiên lôi cũng chỉ có thể đánh tới nơi này thì dừng lại cách vài thước. Đây là cái gì? Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người không thể tin được, có người giật mình nói, khổng tước thụ tổ cũng quá cường đại a à, thiên phạt cũng không thể tới gần nó nhìn qua cảnh trước mặt này rất nhiều người đều nhìn không rõ không biết đã xảy ra chuyện gì không phải thiên phạt không tới gần nó được cuối cùng nhất có một lão tổ vô cùng cổ xưa nhìn ra mánh khóe thì thào nói đây là thiên mệnh không thể trái cho dù là ý chí thương thiên cũng không thể dung chuyển quy tắc là quy tắc gì còn có đồ vật gì quy tắc gì mà ý chí thương thiên không thể làm trái nghe được lão tổ nói như vậy vãn bối hết sức tò mò nhưng mà đối với lời này lão tổ cũng không trả lời được ý chí thương thiên nhìn qua thiên phạt không ngừng đánh xuống lý thất dạ cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói lão tặc thiên không nên quên có nhiều thứ thiên mệnh cũng không thể vi phạm thế gian có rất nhiều thứ có thể hủy diệt có rất nhiều thứ có thể che đậy nhưng mà không thể hủy diệt thiên địa chứng giám che đậy thiên địa chứng giám đây là thương sinh lệ đây là vô tận sinh linh thương cảm với sinh mạng cho dù ý chí thương thiên cũng không thể cải biến lão tặc thiên có bản lĩnh ngươi tự mình đánh xuống đi bằng ý chí ngươi không cách nào cải biến quy tắc này lý thất dạ nhìn qua thiên phạt không thể đánh xuống cười lạnh nói ra nhưng mà mặc kệ thiên phạt có điên cuồng oanh tạch như thế nào nhưng mà vẫn không thể đánh nổi đứng trước thiên kính rất nhiều người nhìn qua cảnh tượng bất khả tư nghị này cảnh này quá thần kỳ rồi ai cũng không rõ rốt cuộc là đồ vật gì mà ý chí thương thiên không thể trái ngay cả ý chí thương thiên cũng không thể cải biến quy tắc cuối cùng là cái gì coi lão tổ vô cùng già nuôi nhìn qua cảnh trước mặt cũng thất thần thì thào nói ra rất tốt lý thất dạ nhìn qua cảnh tượng trước mặt cười lên chậm rãi nói ra tới ta rồi hắn vừa nói ra hắn mở mệnh cung ra oanh một tiếng tánh mạng chi trụ hiển hiện mà vào lúc này khổng tước thụ giãn ra một nhánh cây chống đỡ trên lưng lý thất dạ hào quang năm màu của nó chiếu sáng thân thể lý thất dạ Lúc này sau lưng Lý Thất Dạ có một cây trụ hiện ra, giống như khổng tước xòe ra, vô cùng xinh đẹp. Phanh! Một thanh âm nổ vang, tính mạng chi trụ của Lý Thất Dạ dùng tư thái hung mãnh cắm vào trong thiên phạt. Vào thời điểm này thiên phạt giáng xuống như nước, điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ, tia chớp hung mãnh muốn xé rách Lý Thất Dạ, thiên lôi đáng sợ không ngừng đánh vào Lý Thất Dạ. Nhưng mà lúc này hào quang năm màu sau lưng Lý Thất Dạ lại ngăn cản tất cả tia chớp ý đồ tới gần Lý Thất Dạ, tia chớp đánh vào cây trụ, tuy là đánh vào nhưng mà khổng tước thụ lại tỏa ra hào quang năm màu ngăn cản cây trụ đổ vỡ kiếp nạn như thế giáng lâm là kiếp nạn thuộc về lý thất dạ dùng sự cường đại của khổng tước thụ mà nói nó hoàn toàn có thể ngăn cản kiếp nạn của lý thất dạ lúc này tính mạng chi trụ cắm vào trong thiên phật sinh ra đạo văn đạo văn đan vào nhau hóa thành phù văn trải rộng đại đạo đây là cổ hư chân văn lúc này lý thất dạ mượn cổ hư thực văn điên cuồng hấp thu thiên lôi trên bầu trời tánh mạng chi trụ cắm vào lôi chỉ như hút nước muốn ép khô lôi chỉ chuyện này cũng quá điên cuồng rồi nhìn thấy hành vi của lý thất dạ mọi người đứng trước thiên kính nghẹn họng nhìn chân chối đều không thể tin vào mắt của mình tiểu tử này quả thực là một tên điên cũng dám lưng tựa khổng tước thụ đi ép khô thiên phạt muôn đời đến nay có ai dám đi ép khô thiên phạt biến lực lượng thiên phạt thành của mình có lão tổ thật lâu phục hồi tinh thần lại không thể không chịu phục bất kể là ai nhìn thấy cảnh trước mặt này đều hoàn toàn im lặng mặc dù nói có khổng tước thụ ngăn cản lôi kiếp cho hắn nhưng mà dám mang tính mạng chi trụ cắm vào trong thiên phạt, muốn ép khô thiên phạt, chuyện như thế chỉ sợ không mấy người dám làm, đây quả thực chính là đang liều mạng. Cũng không biết qua bao lâu, tia chớp chậm rãi biến mất, thiên lôi cũng ỉu xìu, lôi chỉ trong thiên phạt khô cạn, Lý Thất Dạ đã ép khô cả lôi trì, trời phạt cũng tan thành mây khói. Lúc này tính mạng chi trụ của Lý Thất Dạ biến thành màu tím, cho dù người ngoài không cách nào dò xét tính mạng chi trụ, nhưng mà vẫn có người cảm nhận được tính mạng chi trụ hấp khô thiên phạt trở nên cường đại mà no đủ bên trong tính mạng chi trụ ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận mang theo lực lượng mới thời điểm thu tính mạng chi trụ trở về trong mệnh cung lý thất dạ sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh chi thụ tánh mạng hồng lô cùng kêu vang tánh mạng chi trụ cường đại khiến cho sinh mệnh chi tuyền cũng được lợi mệnh bí khải nguyên trong sinh mệnh chi tuyền bị phân giải với tốc độ còn nhanh hơn trước sau khi đạt được lực lượng thiên phạt chuyện này làm cho sinh mệnh chi tuyền có lực lượng tiêu hóa mệnh bí khải nguyên lúc này lý thất dạ thu hồi mệnh cung hắn ngã ngồi vào khổng tước thụ nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu điều tức nguy hiểm lớn thu hoạch cũng lớn a à, nhìn thấy cảnh này có lão tổ thì thào mặc kệ tiểu tử nhân tộc này là mạnh là yếu nhưng hắn mượn thời cơ này ép khô thiên phạt chuyện này đã giúp hắn được lợi cả đời có lão tổ nhìn cảnh trước mặt thì thào nói tiểu tử này quá may mắn có khổng tước thụ che chở đạt được lực lượng thiên phạt được lợi cả đời có truyền nhân đại giáo đỏ mắt nhìn qua lý thất dạ nhịn không được nói ra nhìn kia khổng tước thụ sinh cành mới lúc này có người xuyên thấu qua thiên kính phát hiện ra vấn đề rất nhiều người xem xét quả nhiên trên dễ già khổng tước thụ xuất hiện ra một cành non cái cành non này lại tràn ngập sinh cơ tục thọ thành công nha đây là nghịch thiên bất kể là lão tổ thế nào bọn họ hít khí lạnh hoảng sợ nói vậy mà có thể làm làm thụ tổ sắp chết tục thọ thành công đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi khổng tước thụ quả thật đạt được tân sinh tục thọ lần này cho dù hắn không thể lại sống cả đời chỉ sợ sống thêm 18 cái thời đại, thậm chí là càng lâu hơn cũng có thể. Có lão tổ sắp chết hầm mộ nói ra. Lúc này khổng tước thụ tràn ngập hào quang màu xanh, trong nháy mắt, khổng tước thụ tỏa ra sương mù che đậy cả khổng tước địa, cả khổng tước địa bị sương mù bao phủ vào trong. Vào thời điểm này thiên kính cũng không thể quan sát khổng tước địa, tất cả mọi người không nhìn được cảnh bên trong khổng tước địa. Lúc khổng tước địa bị che đậy thì cả bích dương hải trở nên yên tĩnh, các lão tổ đứng trước thiên kính trở nên trầm mặc, không có người nào nói một câu chuyện xảy ra hôm nay quá mức rung động, thậm chí có thể nói rất nhiều người không biết nên nghị luận chuyện này thế nào. Đây là một hồi huyết tế, huyết tế hàng tỷ nhiễm hải ngư, dẫn thiên phạt, cuối cùng vẫn bị khổng tước thụ tục thọ thành công, lập nên kỳ tích tuyên cổ bất hủ. Đối với dạng kỳ tích này, người có thể tận mắt thấy cũng không biết nên bình luận hay nghị luận như thế nào. Trên thực tế cũng có người tràn ngập hiếu kỳ với khổng tước địa hiện tại, tất cả mọi người muốn biết khổng tước địa sẽ như thế nào, nhưng mà cho dù tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ, nhưng không ai dám tiến vào trong khổng tước địa thậm chí không có bất kỳ người nào dám bước vào hải vực này nửa bước ít nhất tạm thời không dám bởi vì mọi người cũng không biết khổng tước thụ ôm thái độ gì với người ngoài nếu khổng tước thụ giận dữ chỉ sợ ngươi có cường đại hơn nữa cũng phải chết lúc này tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi hoặc chỉ có thể an ổn xuống chờ tất cả khôi phục nguyên trạng đó mới dám tiến vào khổng tước địa đây là một âm mưu tuyệt thế cũng không biết qua bao lâu có một lão tổ chỉ có thể đánh giá lý thất dạ đạo hạnh sâu cạn không biết nhưng mà mưu lược thật đáng sợ chỉ sợ không người nào có thể sánh bằng nhưng đây thật sự là mưu lược của lý thất dạ sao cũng có đại nhân vật trong lòng sinh ra hoài nghi có đại giáo cương quốc đang nghị luận chuyện này tất cả làm quá hoàn mỹ mà có thể nói là tính toán không bỏ sót mưu lược như thế là một tiểu bối yên lặng vô danh có thể bày ra sao có thể bố trí đại cục lớn như vậy có thể thiết hạ mưu lược như thế đây là cơ chí bực nào là cáo già trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể bày ra được. Có hải yêu lão tổ không ngừng suy tư nói ra một câu. Kết thù với nhiễm hải ngư, thái dương tông, tị trần dương, đưa địch nhân tới. Cuối cùng biến ba đại thế lực thành tế phẩm. Mà chọn nhiễm hải ngư, thái dương tông, tị trần dương chỉ sợ cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhiễm hải ngư hung tàn, trừng mắt tất báo. Một khi kết sinh tử đại thù sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trọng yếu nhất là số lượng nhiễm hải ngư đông đảo, có trăm vạn đế quốc, hàng tỷ nữ binh phóng nhãn cả thiên linh giới không có tế phẩm nào thích hợp hơn nghiễm hải ngư thái dương tông truyền thừa là trí cương trí dương còn có thái dương lô tuyệt thế đại trận nếu dùng đại trận này huyết luyện thì không gì có thể tốt hơn truyền thừa tị trần dương chính là trí Chí nhu mà ôn nhuận có được tị trần kiếm pháp tuyệt thế đại trận đại trận này dùng trong huyết luyện có thể tẩm bổ huyết dịch công hiệu không gì sánh bằng ba cái gom góp hoàn hoàn đan sen đây cũng không phải là trùng hợp càng trùng hợp là thái dương lô cùng tị trần kiếm trận đều bị tính toán vào trong đó thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ thủ đoạn này không chỉ liên quan tới mưu lược càng liên quan đến kiến thức vô cùng uyên bác đối với đại thế bày mưu nghĩ kế mỗi một chuyện càng không hợp thói thường có lực khống chế tuyệt đối với cả cục diện bất luận là mưu lược hay là kiến thức hoặc giả là bày mưu nghĩ kế thậm chí là lực lượng tuyệt đối cả bốn thứ này thiếu cái gì cũng không được thiếu một thứ cũng không có khả năng tạo thành kỳ tích kinh thiên như vậy ủng hộ kênh qua linh Halayzi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé chính là vì như thế cho dù lão tổ xuất thân truyền thừa thụ tổ càng thì thào một tiểu bối trẻ tuổi như vậy một tiểu bối trước đó yên lặng vô danh hắn có thể có được mưu lược như vậy sao có thể có được gan dạ sáng suốt như thế sao có thể có được kiến thức như vậy sao đối với câu hỏi này rất nhiều đại nhân vật im lặng không ít lão tổ cũng tự đánh giá đại cục như thế chỉ sợ là khổng tước thụ bố trí xuống cũng chỉ có tồn tại như thụ tổ mới có thể bố trí tuyệt thế đại cục như vậy mới có thể hoàn thành tuyệt thế huyết luyện nếu không dựa vào một tiểu bối nhân tộc là không thể hoàn thành càng nghĩ rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt thế đại cục như thế thủ đoạn khủng bố tuyệt luân như vậy đây không phải là một vãn bối có khả năng hoàn thành được cho dù phóng nhãn cả thiên linh giới có người trẻ tuổi nào lại có tuyệt thế thiên tài nào có thể cam đoan hoàn thành đại cục này chứ rất nhiều lão tổ đại nhân vật cũng thì thảo nghị luận bất kể là trầm hải thần vương hay là giả hải thiên tử hoặc là tốc đạo thiên thần chỉ sợ đều không có năng lực hoàn thành đại cục lớn như vậy đại cục tuyệt thế huyết luyện khủng bố hoặc là cũng chỉ có tồn tại tuyên cổ như thụ tổ mới có thể mưu đồ hoặc là lý thất dạ chỉ là kẻ chấp hành mưu lược của khổng tước thụ mà thôi hắn chỉ là con dao sắc bén trong tay khổng tước thụ hoàn thành đại cục này công cụ huyết luyện khủng bố nhưng mà rất nhiều người lại nghĩ tới một vấn đề tại thiên linh giới rất nhiều người cũng biết sau khi thụ tổ tọa hóa sẽ quay về bổn nguyên cắm rễ thiên địa nó không còn có linh trí không có khả năng câu thông với người ta nếu như khổng tước thụ bố trí tuyệt thế đại trận như vậy thành tựu huyết luyện đáng sợ như thế vậy nó làm sao câu thông với lý thất dạ đây chỉ có một khả năng có một đại nhân vật xuất thân truyền thừa thụ tổ nói đó chính là khống đằng giả lý thất dạ là khống đằng giả của khổng tước thụ truyền thuyết chỉ có khống đằng giả mới có thể câu thông với tổ thụ khống đằng giả nha có lão tổ nghĩ tới khả năng này thì thào tự nói một thụ tổ truyền thừa muốn xuất hiện một khống đằng giả cực kỳ khó khăn truyền thuyết hoàng kim tự cũng chỉ có một khống đằng giả mà thôi bất kể như thế nào khổng tước thụ đã nghịch thiên thành công nó đã tục thọ thành công có trưởng môn hâm mộ nói khổng tước địa hiện tại đã được bảo trụ đối với khổng tước địa nếu như nó không có sụp đổ đối với dạng đại lục thụ tổ này bất kể là ai bất kể là truyền thừa gì cũng chảy nước miếng một khối đại lục này có thể bảo trụ truyền thừa thật lâu nơi đây ai mà không muốn đáng tiếc cho tới nay khổng tước địa chỉ thừa nhận nhân tộc đối với mỹ linh hải yêu thậm chí là thụ tộc đều không thừa nhận chính là vì như thế trăm ngàn năm qua cũng chỉ có nhân tộc mới có thể cắm rễ trên khổng tước địa thời điểm rất nhiều người nghị luận tuyệt thế đại cục này biết rõ nội tình là vô cấu tam tông lâm vào trong yên lặng so với những lão tổ đang suy đoán đại cục là khổng tước thụ mà thôi vô cấu tam tông biết được thủ đoạn chân chính như vậy là do ai làm ra nhưng mà có quá nhiều thứ vô cấu tam tông không muốn đi nói hoặc là càng nói đúng hơn vô cấu tam tông không muốn chia sẻ tin tức này cho kẻ khác về phần khổng cầm như chính thức biết rõ nội tình nàng cũng chỉ có lựa chọn trầm mặc trận huyết luyện này vĩnh viễn sẽ vùi trong lòng của nàng cho dù là người thân nhất nàng cũng không nói đối với dạng huyết luyện này khổng cầm như không biết nên nói cái gì cho phải có lẽ là bị thủ đoạn đáng sợ của lý thất dạ chấn nhiếp hoặc thổn thức cho hàng tỷ nhiễm hải ngư hoặc là cao hứng khi khổng tước thụ tục thọ thành công trước đó lý thất dạ nói với nàng cả buổi nàng cũng đã hiểu lý thất dạ muốn làm gì đối với chàng huyết luyện khủng bố này khổng cầm như nàng cuối cùng vẫn quyết định đúng như lý thất dạ đã nói thế gian chưa từng có cơm chưa miễn phí muốn được hồi báo nhất định phải trả giá thật nhiều mà cái giá lớn này không phải cầm tú cốc có thể thừa nhận cũng không phải nàng có thể thừa nhận đối với chàng huyết luyện này hoặc là có người nói khổng tước thụ và lý thất dạ quá tàn nhẫn dùng huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, đây là thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Nhưng mà càng có nhiều người cao hứng, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, hàng tỷ nhiễm hải ngư biến mất, nó có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa ngũ hồ tứ hải dọn ra một khu vực to lớn, đối với rất nhiều đại tộc trong biển mà nói, đây là một hồi thị yến, bọn họ sẽ có được bữa tối cực kỳ phong phú. Tuyên cổ đến nay, một trí cường giả đều phải bước qua vô số xương khô, đối với khổng tước thụ mà nói, huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư tục thọ cho mình có cái gì không được. Thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, khổng tước thụ đã đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới này, thôn phệ cả nhiễm hải tộc cũng không gì đáng trách. Có cường giả nói ra, lúc này đã có rất nhiều người cho rằng, thủ đoạn huyết luyện to lớn này là do khổng tước thụ làm ra. Đúng thế, Bích Dương Hải không có nhiễm hải ngư, nơi đây trở nên thanh tĩnh hơn nhiều, cũng dọn ra rất nhiều tài nguyên cho các tộc và truyền thừa. Nhiễm hải ngư sớm nên bị đại thanh trừ một lần, bọn chúng sinh sôi này nở quá nhanh, nếu không bị thanh trừ một lần, nói không chừng tất cả mọi người không có không gian và tài nguyên phát triển. Đối với nghiễm hải ngư bị tiêu diệt 78 phần 10, rất nhiều đại giáo thánh địa vỗ tay khen hay, thậm chí không ai cảm thấy quá phận. Trong mắt rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, nghiễm hải ngư chính là châu chấu trong nước, bọn chúng sinh sôi này nở quá điên cuồng, điên cuồng chiếm lĩnh vùng biển. Sớm đã có rất nhiều đại giáo cường quốc bất mãn với nghiễm hải ngư, nhưng lại sợ nghiễm hải ngư người đông thế mạnh, Đối với Nghiễm Hải Ngư không thể làm gì mà thôi. Hôm nay Nghiễm Hải Ngư bị khổng tước thụ huyết luyện, bị trừ bỏ 78 phần 10, chỉ sợ cả Bích Dương Hải, tại Ngũ Hồ tứ hải, chủng tộc truyền thừa mất hứng vì chuyện này là rất ít, trừ đám Nghiễm Hải Ngư khổ sở hư cha mẹ chết ra, mặt khác rất nhiều chủng tộc và môn phái âm thầm cao hứng, thậm chí vỗ tay khen hay. Trên thực tế có rất nhiều hải quốc thánh địa vô hành động vô cùng nhanh chóng, chiếm lĩnh cương quốc của Nghiễm Hải Ngư trong vòng một đêm bích dương hải thậm chí là ngũ hồ tứ hải sinh ra chiến hòa không ngớt một hồi tranh đoạt tài nguyên diễn ra liên tục từ trước tới nay nghiễm hải ngư chiếm lĩnh quá nhiều danh giới cùng vùng biển và hôm nay các đại tộc và truyền thừa vùng lên trừ tranh đoạt danh giới và tài nguyên cũng có không ít đại giáo hoàng môn muốn đi báo thù nghiễm hải ngư năm đó đoạt danh giới và vùng biển của mình trong khổng tước địa cả khổng tước địa vô cùng yên tĩnh thời gian một ngày lại một ngày qua đi không người nào dám bước vào khổng tước địa tất cả mọi người sợ khổng tước thụ tức giận sợ một hồi huyết luyện vô cùng khủng bố thời gian ngày từng ngày qua đi khổng tước địa bình tĩnh an bình không có bất cứ người nào quấy dày lý thất dạ trên thực tế rất nhiều người đã mang lực chú ý từ khổng tước địa rơi vào cuộc chiến tranh đoạt danh giới và tài nguyên lúc này rất nhiều môn phái cương quốc đang bận rộng chém giết vùng biển của nghiễm hải ngư không có thời gian và tinh lực cũng không dám bước vào khổng tước địa đồng thời nghiễm hải ngư trong một đêm trở thành chó nhà có tang trở thành đối tượng người hôn người đánh dưới khổng tước thụ gió nhẹ quét qua lá cây xanh biếc, lúc này khổng tước thụ hoàn toàn cải biến bộ dáng, cả gốc khổng tước thụ đã tỏa ra sinh cơ giạt rào, đạt được tục thọ, chỉ sợ nó có thể sống thật lâu. Vào lúc này khi tục thọ cho khổng tước thụ, lý thất dạ cũng thu hoạch không nhỏ, chuyện hắn ép khô thiên phạt, chuyện này làm cho hắn có nội tình cường đại đi hóa giải mệnh bí khải nguyên. Thu hoạch này làm cho lý thất dạ vui mừng, hiện tại đối với hắn mà nói, mệnh cung tứ đại bí chỉ còn thiếu một thứ. Hiện tại hắn có được cổ hư chân văn, thiên mệnh thủy tự, mệnh bí khải nguyên, Hiện tại hắn thiếu một thứ duy nhất, nếu như hắn gom góp tứ đại bí, như vậy đối với hắn mà nói sẽ gần như viên mãn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này toàn thân hắn thư thái, có cảm giác nói không nên lời, vào thời khắc này, tánh mạng lực của hắn vô cùng dồi dào, hắn có một cảm giác như vừa trọng sinh. Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, dương mắt nhìn chung quanh, lúc này ở trước mặt của hắn bày ra một cái án tinh xảo, bên cạnh là ngọc lô có khói xanh lượn lờ nghe được âm thanh tật tật vang lên, dường như là âm thanh củi khô đang cháy. Bên cạnh bàn ngọc có một bình cam tuyền đang nấu, nắm giữ hỏa hầu rất tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn qua, nước cũng vừa sôi. Lúc này một bàn tay trắng nõn vô cùng ôn nhuận đưa ra, bàn tay trắng nõn cầm đồ pha trà, là bình trà, chén ngọc, tất cả động tác hành vân lưu thủy, công tác liên tục. Bàn tay trắng nõn chậm rãi ngâm một chén tiên trà, nhẹ nhàng nâng lên trước mặt Lý Thất Dạ, động tác ôn nhu như vậy, thành thạo như vậy, rất tự nhiên. Lý thất dạ đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy chủ nhân bàn tay trắng nõn này. Đây là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, tuy là hoàng hoa khuê nữ, nhưng đã có phong vận thủy mị của Mỹ phu nhân, thành thục mà ưu nhã, giống như bồ đào chín mọng, làm cho người ta không nhịn được muốn hái xuống. Trừ vô cấu tam tông tông chủ thánh tuyển tông trác kiếm thi ra, còn có thể là người nào chứ? Lúc này chắc kiếm thi ngồi nghiêm chỉnh, đang thượng tiện trả cho lý thất dạ. Là ôn nhu như vậy, là biết vâng lời như thế, giống như tiểu phu nhân nhu thuận. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, tiếp nhận chén ngọc, chậm rãi phẩm tiên trà, không nói cái gì. Khi Lý Thất Dạ uống xong một chén, Trác Kiếm Thi ôn nhu rót đầy cho Lý Thất Dạ, động tác của nàng ưu nhã mà thành thạo. Mà tại thời điểm này, Khổng Cầm Như xuất hiện trên ngọn núi, yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Khổng Cầm Như đã đến, Trác Kiếm Thi thả bình trà xuống, vô thanh vô tức lui ra, từ đầu đến cuối nàng không nói câu nào. Trác Kiếm Thi lui ra sau, Khổng Cầm Như tiến lên khom người cúi chào với Lý Thất Dạ thật sâu bái dưới đất, cho dù nàng thân là cốc chủ cẩm tú cốc thì trước mặt lý thất dạ, nàng vẫn vô cùng cung kính. công tử, ta chỉ sợ phải đi về, tông môn đã truyền lệnh triệu ta trở về. khổng cầm như nhìn lý thất dạ nói ra, lý thất dạ chỉ cười nhạt với nàng, nói ra, đi thôi, một hồi thị yến sắp bắt đầu. rất nhiều danh giới trở thành nơi vô chủ, chiến hòa không ngớt, cẩm tú cốc cần cốc chủ đến chủ trì đại cục, chuyện này đương nhiên phải như thế. người mà công tử cần tìm, chỉ cần có tin tức gì mới cẩm tú cốc sẽ truyền đạt tin tức này tới công tử trước tiên khổng cầm như nói ra lý thất dạ chỉ gật gật đầu không nói thêm gì chẳng biết lúc nào có thể gặp lại công tử cuối cùng nhất khổng cầm như mơ hồ hỏi một câu khổng cầm như biết rõ đối với lý thất dạ mà nói hắn chỉ là khách qua đường ở thiên linh giới mà thôi thiên linh giới cũng không có đồ vật đáng giá hắn lưu luyến hữu duyên thì tương kiến lý thất dạ mỉm cười nói ra ngươi có trí ở bốn biển vậy cố gắng lên, chỉ có có một phần kiên trì mới thành công, không có kiên trì, nhiều mộng tưởng hơn nữa cũng chỉ là nói suông. Kim ngôn ngọc ngữ của công tử, ta sẽ ghi vào tâm khảm, khổng cầm như nói ra. Lý thất dạ gật đầu một cái, tiếp tục uống tiên trà, sương mù trong chén trà bay lên, dường như muốn che mất gương mặt Lý thất dạ hiện tại, cảnh này làm khổng cầm như nhìn mà ngây ngốc, dường như Lý thất dạ trước mắt vẫn ẩn vào trong sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn thấu là cao thâm mặt chắc như vậy là không người nào có thể phỏng đoán còn có lời gì muốn nói sao cuối cùng lý thất dạ liếc mắt nhìn khổng cầm như nói ra khổng cầm như do dự một chút cuối cùng nhẹ nhàng nói ra trác tông chủ chính là người hiếm có thánh tuyền tông vốn liên hôn với cẩm tú cốc vị hôn phu của trác tông chủ chính là đại sư huynh của ta cũng là huynh trưởng ta chỉ tiếc hắn vận mệnh gặp nhiều sai trái hai người bọn họ còn chưa kết hôn hắn đã vẫn lạc trác tông chủ vi huynh trưởng ta mà vẫn thủ tiết tới nay có thể nói trung trinh, đại nghĩa song toàn. Ngươi làm cái gì vậy? Lý thất dạ cười rộ lên, hắn lắc đầu, nói ra là muốn tìm thê tử hay là tuyển tiểu thiếp cho ta đây? Hoặc là nói muốn tìm nha đầu làm ấm giường cho ta? Không dám. Khổng cầm như nghiêm túc nói ra, tiểu muội chỉ sợ công tử có hiểm lầm mà thôi. Lý thất dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra, yên tâm đi, hôm nay có cái gì có thể che mắt của ta cơ chứ, có chuyện gì có thể mê hoặc tâm thần của ta khổng cầm như hít một hơi thật sâu nhìn lý thất dạ cung kính cáo từ nói ra công tử hy vọng ngày nào đó chúng ta có thể tương kiến tương lai ta sẽ không phụ công tử nói xong nàng quay người phiêu nhiên mà đi lý thất dạ rủ mắt xuống tiếp tục uống tiên trà qua một hồi lâu trác kiếm thi lúc này mới trở lại bên người lý thất dạ nàng vẫn tự nhiên như vậy là ôn nhu như vậy rót đầy tiên trà cho lý thất dạ qua lớp sương mù tiền trà lý thất dạ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua trác kiếm thi nhàn nhã cười cười nói ra đây là chính ngươi nguyện ý hay là đám lão đầu của vô cấu tam tông các ngươi hy vọng ngươi làm như vậy nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha